thời không giới hải phía trên. Đây chính là tiên vương cảnh lực lượng sao? Thí thần cảm thụ được thân thể biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, có vẻ như cũng không mạnh lên bao nhiêu a. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng hơi hơi nhíu lông mày, đột phá tiên vương cảnh mang tới biến hóa, không có bọn họ tưởng tượng lớn. Nguyên bản bọn họ cho rằng tiên vương cảnh cùng thiên vương cảnh chính là nhất thiên nhất địa, nhưng là chân chính đạt đến cảnh giới này, bọn họ lại thất vọng. Thiên vương cảnh đỉnh phong, cùng phổ thông tiên vương cảnh vốn là không chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nói đến cùng, tổ vương cảnh, kỳ thật đều là một cảnh giới mà thôi. Quyết định một thực lực cá nhân, như trước vẫn là bản nguyên đại đạo. Bản nguyên đại đạo chiều dài, quyết định tổ vương cảnh cảnh giới. Thiên vương cảnh đỉnh phong bản nguyên đại đạo đến gần vô hạn 1.000 mét, mà vừa mới đột phá tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo chiều dài cũng vẻn vẹn vượt qua 1.000 mét. Trên thực tế, tiên vương cảnh so với thiên vương cảnh thực lực vẻn vẹn tăng phúc một thành mà thôi. Đương nhiên, tiên lực cường độ nhất định là đã xảy ra chất thuế biến, chỉ là về mặt sức chiến đấu không có một cái nào cụ thể cân nhắc. Nói thật, lão đại, ta vẫn có chút thất vọng. Thí thần thở dài. Tiêu Phàm có chút im lặng, nếu như thiên vương cảnh cùng tiên vương cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể nhẹ nhõm vượt giai chiến đấu. Nói đến cùng, các ngươi căn bản không phải vượt giai chiến đấu, mà là cùng một cái cấp độ chiến đấu mà thôi. Thí thần ba người gật gật đầu. Tiêu Phàm lại bổ sung, bất quá, tiên vương cảnh cùng thiên vương cảnh bất đồng chính là, bản nguyên đại đạo độ rộng không cách nào gia tăng, ba người các ngươi, cho dù ở hồng trần tiên vương cảnh bên trong. Cũng là đỉnh cấp cường giả. Tiên vương cảnh không cách nào gia tăng bản nguyên đại đạo độ rộng. Thí thần trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu cũng cực kỳ không bình tĩnh, thậm chí có chút hối hận. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra ba người trong lòng suy nghĩ, 3.000 mét độ rộng, là tổ vương cảnh cực hạn, cho nên, các ngươi cũng không cái gì phải hối hận. À, thí thần ngạc nhiên. Tiêu Phàm lại đơn giản giải thích một chút tiên vương cảnh cảnh giới phân chia, ở không cách nào tăng lên bản nguyên đại đạo độ rộng điều kiện tiên quyết, bản nguyên đại đạo chiều dài trở thành tiên vương cảnh tính quyết định lực lượng. Nói như vậy, nếu như La Thiên tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chỉ có 1.000 mét rộng, vậy chưa chắc là chúng ta đối thủ. Diệp Khuynh Thành ánh mắt chớp lên. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, xác thực như thế, nhưng là nếu như gặp được có thể không thể thư giãn, dù sao, có thể đột phá La Thiên tiên vương. Hắn bản nguyên đại đạo độ rộng là sẽ không quá kém. Tốt, nên tiếp tục đi tới, mặt khác về sau ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Nhìn thấy ba người há miệng muốn nói, Tiêu Phàm cắt đứt bọn hắn ý nghĩ. Bọn họ ở thời không giới hải đã ngốc một đoạn thời gian, tiên cấm kiếp địa thế cục cực kỳ khẩn trương, bọn họ cũng không có có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Chỉ một thoáng, bốn người đồng thời lướt sóng tiến lên. Thí thần ba người đột phá tiên vương cảnh. Mặc dù thực lực không có đạt được bay vọt về chất, nhưng tiên đạo khí tức càng ngày càng cường đại, thời không giới hải mang cho ba người uy hiếp nhỏ hơn rất nhiều. Thật lâu, Tiêu Phàm bốn người trên thân áp lực đạt đến một cái đỉnh điểm, mỗi đi một bước đều hết sức gian nan. Không nói thí thần ba người, ngay cả Tiêu Phàm, cũng sắc mặt ửng hồng, trên trán nổi gân xanh. Bất quá, bốn người vẫn như cũ vùi đầu tiến lên. Hơn nữa để bốn người ngoài ý muốn là, đoạn đường này. Vậy mà không có thời không yêu thú xuất hiện. Thí thần ba người nguyên bản nhao nhao muốn thử tâm tình trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh, ngược lại là Tiêu Phàm, khá là thất vọng. Thí thần bọn họ đột phá đến tiên vương cảnh, nhưng hắn nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, muốn nói không điểm ý nghĩ, tự nhiên là không thể nào. À, thời không trở lực nhỏ đi. Đột nhiên, thí thần thấp giọng kinh hô một tiếng. Tiêu Phàm mấy người cũng đồng dạng có cái này cảm thụ. Dường như trên người một tầng gông xiềng trong nháy mắt bể nát một dạng. Xem ra, chúng ta đã trải qua thời không giới hải nhất giải đất trung tâm, con đường sau đó, hẳn là muốn tốt làm rất nhiều. Long Tiêu khẽ nhả một ngụm chọc khí. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Phàm lại là đột nhiên lắc đầu, thần sắc chẳng những không có buông lỏng, ngược lại trở nên hết sức ngưng trọng, nơi này quá an tĩnh. Yên tĩnh, Diệp Khuynh Thành ba người sững sờ, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là chuyện như thế. Nếu là bình thường, tự nhiên là càng an tĩnh càng tốt, vậy nói rõ không có nguy hiểm. Nhưng dưới chân bọn hắn chính là thời không giới hải A. Một đường đi tới, gặp thời không yêu thú không ít, hiện tại làm sao một con không thấy được.
Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiêu Phàm như vậy chắc chắn, một là hắn trải qua quá nhiều trước mắt loại tình huống này, càng là buông lỏng thời điểm, càng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hai là vừa rồi trong đầu hắn bạch sắc thạch đầu đột nhiên lóe lên một cái, bạch sắc thạch đầu báo động trước, nhất định là có khó lường sự tình phát sinh. Tiêu Phàm thao túng chấn thế đồng quan tiếp tục tiến lên, đi lại nửa canh giờ, vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Nhưng bọn họ lại là phát hiện, thời không giới hải trên mặt biển bọt nước càng ngày càng nhỏ, thậm chí cho người ta một loại cực kỳ bình tĩnh cảm giác. Từ bước vào thời không giới hải một khắc kia trở đi, thời không giới hải chưa từng bình tĩnh như vậy a. Tiêu Phàm tâm thần thời khắc chú ý đến bạch sắc thạch đầu, lại là phát hiện bạch sắc thạch đầu trừ bỏ vừa bắt đầu cảnh báo bên ngoài, lại cũng không có động tác khác. Chẳng lẽ mình cả nghĩ quá rồi? Oanh, cũng vào lúc này, bình tĩnh mặt biển bỗng vọt lên từng đạo thủy long, hóa thành một cái thiên địa lồng giam, đem Tiêu Phàm bốn người khốn ở trong đó. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn chấn thế đồng quan phóng lên tận trời, bị một cỗ lực lượng khổng lồ cấp hiên phi. Tiêu Phàm mấy người không đứng vững, đặt mông ngồi sập xuống đất, thân thể hướng về chấn thế đồng quan nghiêng phương hướng di động. Khi bọn hắn thối lui đến chấn thế đồng quan giáp danh thời khắc, một đôi đỏ tươi con người bỗng nhiên in vào bốn người trong mắt. Bốn người nhìn không được hít một hơi lạnh, cái kia con người vậy mà so đại điện còn muốn lớn hơn, giống như hai khỏa phương viên vài dặm to lớn bảo thạch. Nhưng mà, cái này còn không đủ để bốn người như thế sợ hãi thán phục. Để cho bọn họ hoảng sợ là, cặp kia to lớn con người phía sau, có đầu dài đến 100 vạn trượng quái vật khổng lồ, nhất định chính là một đầu di động sơn mạch. Cự hóa chấn thế đồng quan ở tại trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tiêu Phàm cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thu hồi chấn thế đồng quan, đồng thời lấy tay vung lên, mang theo thí thần bốn người cấp tốc lui lại hơn nghìn dặm, vững vàng rơi trên mặt biển. Cách xa nhau ngàn dặm nhìn tới, cái kia quái vật khổng lồ vẫn như cũ lộ ra cực kỳ to lớn, mang cho bốn người một loại áp lực cường đại. Hỗn Nguyên Tiên Vương, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rút lại một chút, liếc mắt liền đã đoán được cái kia quái vật khổng lồ thực lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn ngưng trọng tới cực điểm. Ứng phó một đầu La Thiên Tiên Vương cảnh thời không yêu thú, hắn đều phế rất lớn công phu. Bây giờ một đầu Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh quái vật đứng ở phía trước ngăn cản bọn họ lại có hay không có thể địch. Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh thời không yêu thú, thí thần hú lên quái dị, khó trách vùng biển này bình tĩnh như vậy, nguyên lai những cái kia thời không yêu thú đang sợ hãi nó. Đây là cái gì thời không yêu thú, hình thể có vẻ như cũng quá khổng lồ a. Long Tiêu nuốt nước miếng một cái, thân thể đều đang khẽ run. Tiêu Phàm híp mắt đánh giá cái kia quái vật khổng lồ, hít sâu một cái nói, hỗn độn dị chủng, thời không thôn thiên kình. Hỗn độn dị chủng, thời không thôn thiên kình. Thí thần ba người chỉ là nghe được hỗn độn dị chủng mấy chữ này, liền không nhịn được hít một hơi lạnh. Hỗn độn dị chủng, đây chính là đản sinh tại hỗn độn, cùng hỗn độn tiên linh cùng nổi danh a. Hơn nữa, có thể sống sót, hơn phân nửa là huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, bằng không mà nói, cũng sớm đã chết ở vài cổ đại kiếp bên trong. Ô ô một tiếng quái dị thét dài từ thời không thôn thiên kình trong miệng truyền ra, tiếng gầm bí mật mang theo kinh khủng tiên đạo khí tức, trong nháy mắt vỡ nát phương viên mấy vạn dặm hải vực. Tiêu Phàm bốn người bị chấn động đến tạng phủ bốc lên, đầu choáng váng. Khi bọn hắn tỉnh táo lại thời khắc, phát hiện mình đã đưa thân vào hoàn toàn lạnh lẽo, túc sát hỗn độn. Thật mạnh, Tiêu Phàm cũng nhìn không được hít một hơi lạnh. Có thể không mạnh sao? Phải biết, lấy hắn thực lực, cũng rất khó vỡ nát thời không giới hải không gian, có thể thời không thôn thiên kình lại dễ như trở bàn tay làm được. Thời không thôn thiên kình không hổ là hỗn độn dị chủng. Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh tu vi hắn, sợ là hoàn toàn không thua trước đó giao thủ đại thần thiên. Mấu chốt là, cái này thời không giới hải vẫn là nó sân nhà. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một cỗ khí tức ngột ngạt cuốn tới, lại là thời không thôn thiên kình hé ra miệng to như chậu máu, thoáng qua đi tới trước người bọn họ. Mặc dù cơ thể hình cực kỳ khổng lồ, nhưng thân thể lại cực kỳ linh hoạt. Lui, Tiêu Phàm gào to một tiếng. Bản thân lại nắm lấy Tu La kiếm chủ động giết tới. Thí thần ba người vừa mới đột phá Hồng Trần Tiên Vương cảnh, tất nhiên không phải thời không thôn thiên kình đối thủ, cũng may tại cái này thời không giới hải cũng tính miễn cưỡng có sức tự vệ, trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ đó, hắn Tiêu Phàm cũng có thể ra sức liều một phen.
Bang, kiếm khí đứng ở thời không thôn thiên kình trên người, phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng kim loại va chạm, Tiêu Phàm thân thể bị chấn động đến bay ngược mà ra, hổ khẩu một trận xé đau nhức. Trái lại thời không thôn thiên kình, lại là tốc độ không giảm, lần nữa hướng về Tiêu Phàm nuốt. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển Tu La cửu biến, trong tay Tu La kiếm cũng thay đổi thành dài hơn một trượng chiến kiếm. Hắn thân thể nhẹ nhàng, ở trong hỗn độn cất bước, một bước chính là mấy vạn dặm, nhanh chóng tránh thoát thời không thôn thiên kình miệng lớn. Ở không biết rõ ràng thời không thôn thiên kình ranh giới cuối cùng trước đó, hắn không có ý định cứng đối cứng. Dù sao, ở quỷ dị này thời không giới hải, hắn chiến lực thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng là nghĩ tới đem thời không thôn thiên kình kéo vào tiên ma giới bên trong, thế nhưng đối phương hình thể quá mức khổng lồ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản liền không cách nào truyền tống. Chân hắn dẫm thời không na di thiểm, không ngừng thăm dò thời không thôn thiên kình thực lực. Nhưng mà, kết quả để cho rất thất vọng, vài kiếm xuống tới, vậy mà không có phá mở thời không thôn thiên kình phòng ngự. Nó ngoại thân mặc dù không có lân giáp, nhưng lại giăng đầy thời không lực lượng, Tiêu Phàm kiếm khí, căn bản là không có cách tới gần thân thể của nó mảy may. Có chút khó giải quyết a. Tiêu Phàm hít một hơi dài. Không hề nghi ngờ, tiến vào thời không giới hải đến nay, hắn rốt cục gặp được kình địch. Thời không thôn thiên kình phát ra tiếng gầm nhẹ, kỳ huyết tanh con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, tràn đầy miệt thị, dường như đang cùng Tiêu Phàm chơi trò chơi mèo vờn chuột. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Dạng này trốn ở đó căn bản không phải biện pháp, trừ phi hắn có thể đủ đột phá La Thiên Tiên Vương, thời không tiên lực lần nữa thuế biến, bằng không mà nói, hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Lão đại, chúng ta không dùng cùng hắn chính diện va chạm, rời đi trước thời không giới hải lại nói. Nơi xa truyền đến thí thần tiếng giống to. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, chúng ta mục đích chỉ là xuyên qua nói qua giới hải mà thôi, cũng không phải nói nhất định phải giết chết thời không giới hải bên trong sinh linh a. Đáng tiếc vào trước là chủ hắn, lại là quên việc này. To con, lần sau lại đến chiến ngươi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, lách mình hướng về nơi xa bỏ chạy. Đánh, là đánh không lại thời không thôn thiên kình. Nhưng là đào mệnh, không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại, trừ bỏ Hồng Mông Tiên Vương, hắn những đối thủ khác căn bản không để vào mắt. Theo Tiêu Phàm chuồn mất, thí thần ba người cũng không chút do dự lách qua thời không thôn thiên kình vị trí khu vực, dọc theo Tiêu Phàm bước chân đuổi theo. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm cùng thí thần ba người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Vậy mà mặc dù như thế, thời không thôn thiên kình cái kia thân thể cao lớn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, một bộ không giết bọn họ thề không bỏ qua tư thế. Theo thời không thôn thiên kình phát ra trận trận gào thét thanh âm, thời không giới hải tứ phương ẩn ẩn truyền đến từng tiếng gầm nhẹ. Nó đang triệu hoán mặt khác thời không yêu thú, thí thần trợn tròn mắt. Trốn qua thời không thôn thiên kình truy sát, bọn họ đều có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nếu như thời không thôn thiên kình thật đưa tới đồng bạn, chặn lại bọn họ chạy trối chết đường đi, vậy coi như nguy hiểm. Các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu, ở thời không giới hải bên bờ chờ ta. Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên ngừng thân hình, cầm kiếm lạnh lùng nhìn xem nhanh chóng đến gần là thời không thôn thiên kình, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngoan tuyệt. Thí thần ba người không có chút gì do dự, chạy trối chết tốc độ không giảm mảy may. Bọn họ đánh trong đáy lòng tin tưởng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tất nhiên muốn lưu lại, cho dù không phải thời không thôn thiên kình đối thủ, nhưng hơn phân nửa vẫn là có thể sống sót. Bọn họ lưu lại nơi này, Tiêu Phàm ngược lại muốn bảo vệ bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy thí thần ba người chỉ còn lại có nguyên một đám hắc điểm, lập tức dễ dàng không ít. Lấy ba người thực lực bây giờ, bình thường thời không yêu thú có thể ngăn không được bọn họ. Nghịch loạn thương minh, một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm ngưng tụ minh mông tiên lực. Hung hăng chém ra một kiếm. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua thời gian cấp tốc. Oanh, kiếm khí rơi vào thời không thôn thiên kình mi tâm, nhấc lên ngàn vạn kiếm khí phong bạo. Nhưng để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, thời không thôn thiên kình vậy mà không có nửa điểm thương thế, tình cảm hắn mới vừa một kiếm uổng phí hết tiên lực. Nha, đây quả thực bật hack ha. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, ở sâu trong nội tâm có loại mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Thời không thôn thiên kình thực sự quá mạnh. Ô ô cũng liền ở Tiêu Phàm thất thần một sát na kia, thời không thôn thiên kình đã tới phụ cận, mở ra miệng to như chậu máu cắn tới.
Tiêu Phàm khóe miệng hơi rút, hắn nha, cái này thời không thôn thiên kình là đói đến hoảng sao, vì sao vẫn muốn nuốt giết bản thân. Tiêu Phàm không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Chí ít, ở phương diện tốc độ, hắn vẫn tương đối sở trường. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy thời không thôn thiên kình phía sau bỗng dài ra một đôi cánh, cánh đen như mực, giống như từng chuôi tuyệt thế ma đao. Hắn giang hai cánh ra, hư không bên trong lập tức nhấc lên đáng sợ bão táp thời không, đầy trời đao mưa giống như mưa rơi đánh tới hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, cái này căn bản không phải đối thủ, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Nhất là cầm giữ có cánh thời không thôn thiên kình, phương diện tốc độ cũng hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm chạy trốn, thời không thôn thiên kình theo đuổi không bỏ, nhấc lên đầy trời sóng biển. Tiêu Phàm nhìn xem càng ngày càng gần thời không thôn thiên kình, tâm đều lạnh một nửa, hắn đã không lo được nhiều như vậy, quanh thân trực tiếp bốc cháy lên tiên lực, tốc độ lại chướng một mảng lớn. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục xuyên qua thời không giới hải, xuất hiện ở một mảnh cổ xưa lại tang thương đại địa phía trên. Quay đầu nhìn hướng thời không giới hải phương hướng, thời không thôn thiên kình đã ngừng lại, nhưng đỏ tươi con ngươi bên trong sát ý lại không giảm mảy may. Lần sau đừng để ta gặp lại. Tiêu Phàm oán thầm một tiếng, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy phía trước thế giới. Đây chính là tiên cấm kiếp địa, nhìn tiền phương bất tỉnh ám u dày đặc thiên địa, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Khắp nơi, ngẫu nhiên từng cây cổ mộc che trời, đứng vững ở một tòa tòa trên cự phong, lại không có chút nào sắc thái cùng sinh cơ, dường như đen nhánh pho tượng, một mảnh nguyên thủy man hoang cảnh tượng. Thâm trầm hắc thổ địa cứng rắn hết sức, có thể so với hoang thạch. Không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, để người toàn thân cảm giác không được tự nhiên, cực kỳ kiềm chế. Tiêu Phàm không có tùy tiện tiến lên, thần niệm tản ra, tìm kiếm lấy thí thần bọn hắn thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, liên hệ thí thần ba người. Nhưng mà hồi lâu, hắn đều không được đáp lại. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi à? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Nếu như thí thần ba người gặp thời không yêu thú, chắc chắn sẽ cực kỳ phiền toái, vạn nhất nếu là bị cái kia thời không thôn thiên kình ngăn cản, hơn phân nửa hữu tử vô sinh. Hắn không có phản hồi thời không giới hải quá mức cuồn cuộn, muốn tìm ba người nhất định chính là mò kim đáy biển. Nhất là thời không giới hải thời không rối loạn, thần niệm bị ngăn trở. Hắn dọc theo đường ven biển giáp danh tìm kiếm, nếu như ba người có thể sống sót, có rất lớn hy vọng có thể gặp được. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm lúc đầu đã cực kỳ thất vọng, nhưng mà cũng vào lúc này, thời không giới hải bên trong, một bóng người cực tốc lướt qua, đạp trên sóng biển hướng về bên bờ bay lượn mà tới. Thân ảnh 10 điểm chật vật, y phục lam lũ, tóc tai bù xù, trên người máu me đầm đìa, 10 điểm thảm liệt. Ở tại hậu phương, một đầu hình thái dữ tợn thời không yêu thú đang ở đuổi đánh tới cùng. Thí thần, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, lộ ra không thể tin. Hắn không chút do dự xông ra, một cái tay dắt lấy thí thần, sau đó cấp tốc phản hồi bên bờ. Đầu kia thời không yêu thú nhìn thấy thí thần được người cứu, chậm rãi chìm vào thời không giới hải. Lão đại, thí thần há mồm thở dốc, hết sức yếu ớt, nhìn thấy Tiêu Phàm, vô cùng kích động. Tiêu Phàm kiểm tra một chút thí thần thương thế, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tiên lực khô kiệt mà thôi. Hắn lấy ra mấy cái đan dược nhét vào thí thần trong miệng. Lúc này mới hỏi, Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu đây. Ngươi ngăn lại thời không thôn thiên kình, chúng ta gấp nhanh hướng về bên này gần lại gần, nhưng mà nửa đường gặp được hai đầu thời không yêu thú. Thí thần đắng chát cười một tiếng. Đồng thời gặp gỡ hai đầu thời không yêu thú. Tiêu Phàm kinh ngạc, trong lòng thầm than, thí thần bọn hắn vận khí có vẻ như cũng quá củ chuối đi. Trước đó bọn họ một đường tiến lên, cũng liền ngẫu nhiên gặp được một đầu mà thôi. Thí thần gật gật đầu. Lại nói, nếu chỉ là gặp gỡ hai đầu thời không yêu thú, chúng ta ba người ngược lại cũng có thể chiến thắng, nhưng về sau lại toát ra mấy cỗ cường đại khí tức. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Nhưng thời không yêu thú là tốc độ quá nhanh, ta và Diệp huynh lưu lại ngăn cản hai cái kia đầu thời không yêu thú, để Long Tiêu đi đầu chạy trốn. Thế nhưng hai cái kia đầu thời không yêu thú cực kỳ cường đại, ta theo Diệp huynh hai người chậm rãi bị đánh tan. Nói như vậy,
Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu còn có thể lưu tại thời không giới hải bên trong. Tiêu Phàm nhíu mày. Long Tiêu sẽ không có chuyện gì, hoặc là đã sớm đến bên bờ, nhưng Diệp Huynh, ta không rõ lắm, bất quá lấy hắn thực lực, hơn phân nửa sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn gặp gỡ thời không thôn thiên kình. Thí thần thở sâu. Trước đó chạy trốn, bọn họ cách xa nhau cực kỳ xa khoảng cách, đều cảm nhận được thời không thôn thiên kình tán phát khủng bố khí tức. Nếu không phải Tiêu Phàm ngăn chặn, bọn họ 89/10 không thể còn sống rời đi thời không giới hải. Tiêu Phàm ngắm nhìn mênh mông bát ngát thời không giới hải, nhưng hắn kinh dị là, thời không giới hải một đầu khác có thể nhìn thấy một đầu này, mà một đầu này, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấy một đầu khác. Đợi thêm nửa ngày, nếu như không thấy được bọn họ, chúng ta lại đi. Tiêu Phàm lập tức làm một cái quyết định. Hắn không có khả năng một mực lưu lại nơi này chờ hai người, ở thời không giới hải đã lãng phí thời gian rất dài, không thể tiếp tục lãng phí nữa. Thí thần chĩa xuống đất đầu. Nhưng cuối cùng để cho hai người thất vọng, hai người chờ đợi nửa ngày, lại ngay cả Diệp Khuynh Thành cùng Long Tiêu hình bóng cũng không thấy đến. Đi thôi, Tiêu Phàm thở sâu đứng dậy. Nửa ngày thời gian, hai người trạng thái cũng điều tiết tới được đỉnh phong. Nhưng mà, vừa mới phóng ra bước chân, Tiêu Phàm lại bỗng nhiên dừng lại, lấy ra truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến Long Tiêu thanh âm, phủ chủ, ta bị Trấn Hải Thành người bắt được, vừa mới ở Trấn Hải Thành chứng nhận thân phận, lúc này mới khôi phục tự do. Trấn Hải Thành, Tiêu Phàm cùng thí thần sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười. Chỉ cần Long Tiêu còn sống, mặt khác đều không tính là gì. Mà Diệp Khuynh Thành, nghĩ đến lấy hắn thực lực, chỉ cần không gặp thời không thôn thiên kình, cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn. Ngươi tại Trấn Hải Thành chờ ta, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền thu hồi truyền âm ngọc phù, hai người cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Mặc dù không biết Trấn Hải Thành phương hướng, nhưng người là sống, chỉ cần gặp gỡ mặt khác sinh linh, tự nhiên hỏi một chút liền biết. Chỉ là, hai người còn không có phi ra bao xa, liền bị một thanh âm hét lại. Dừng lại, các ngươi là ai? Chân trời, mấy đạo thân ảnh bay tới, người cầm đầu người khoác hắc kim chiến giáp, cầm trong tay chiến kiếm, lạnh lùng đánh giá Tiêu Phàm cùng thí thần. Chúng ta từ tiên ma giới đến, đây là chúng ta lệnh bài thân phận. Tiêu Phàm không chút hoang mang trả lời, cùng thí thần lấy ra lệnh bài thân phận. Hắc kim chiến giáp nam tử thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Sau lưng một cái nam tử giương tay vồ một cái, Tiêu Phàm hai người thân phận lệnh bài trong nháy mắt bay đi. Tiêu Phàm cũng không để ý, đối phương xuất phát từ an toàn cân nhắc, điều tra bọn hắn thân phận lệnh bài cũng không có cái gì. Dù sao, đây chính là vạn tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc chiến trường, vạn nhất bị đối phương trà trộn đi vào, cái kia có thể gặp phiền toái. Chỉ là, đối phương nhìn thoáng qua lệnh bài thân phận, lại không có còn cho bọn họ ý tứ. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Các ngươi cùng chúng ta về Trấn Hải Thành tiếp nhận kiểm tra, lúc này, cầm đầu nam tử mở miệng lần nữa, ánh mắt lạnh lùng. Cần kiểm tra cái gì? Tiêu Phàm hồi tưởng lại Long Tiêu sự tình, ngược lại không có hoài nghi cái gì. Nghĩ đến Long Tiêu lúc ấy cũng lấy ra lệnh bài thân phận, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị mang về Trấn Hải Thành phân biệt thân phận. Gọi ngươi đi thì đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hắc kim chiến giáp nam tử còn chưa mở miệng, hắn một cái cấp dưới liền lạnh giọng quát. Thí thần muốn tranh luận cái gì, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Lão đại, ta cuối cùng cảm giác mấy người này có ý khác. Thí thần bí mật truyền âm nói. Không dùng thí thần nhắc nhở, Tiêu Phàm sớm liền nhìn ra. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm cùng thí thần ở hắc kim chiến giáp nam tử một nhóm hướng dẫn dưới, một tòa thật to cổ thành hiện lên ở bọn họ trước mắt. Cổ thành. Cung điện đầm đìa, cuồn cuộn mênh mông, so sánh tiên ma giới cổ thành còn rộng lớn hơn. Cái này khiến Tiêu Phàm đối tiên cấm kiếp địa nhận biết phát sinh biến hóa, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nơi này lịch sử có thể so sánh tiên ma giới còn muốn lâu đời. Dù sao, tiên ma giới đã từng chia ra, mà tiên cấm kiếp địa, từ thái cổ trường tồn đến nay, truyền thừa chưa bao giờ đứt đoạn. Tiêu Phàm hai người được đưa tới một tòa vô danh cung điện trước mặt. Hắc kim chiến giáp nam tử tiến vào cung điện. Chờ đợi nửa ngày, hắc kim chiến giáp nam tử lần nữa đi ra, cùng hắn đồng hành còn có một cái hắc bào lão giả. Vân đại nhân, chính là bọn họ hai người. Hắc kim chiến giáp nhìn xem Tiêu Phàm hai người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nụ cười này,
thấy thế nào cũng giống như một cái kéo ra đầu tú bà. Hắc bào lão giả Vân Đại Nhân nhàn nhạt đánh giá Tiêu Phàm cùng thí thần hai người, để cho hai người cực kỳ không được tự nhiên. Hai người các ngươi mới từ thái cổ thần giới đến. Thật lâu, Vân Đại Nhân mở miệng, rất có loại vẻ dò xét. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cái này cũng không tính là gì bí mật, hơn nữa đối phương hơn phân nửa có thể thông qua lệnh bài thân phận tra được bọn hắn tin tức. Có ý tứ, không nghĩ tới thái cổ thần giới người tới, lại có thể ẩn nấp tu vi, liền lão hủ đều nhìn không thấu. Vân Đại Nhân vuốt vuốt cái kia mỏng manh râu bạc trắng, khẽ mỉm cười nói. Từ hắn nụ cười bên trong có thể nhìn ra, hắn đối Tiêu Phàm hai người coi như hài lòng. Đúng rồi, hai người các ngươi cụ thể là tu vi thế nào? Vân Đại Nhân không tị hiềm chút nào hỏi. Nghe vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, nói, làm sao, đến tiên cấm kiếp địa nhất định phải tự báo tu vi sao? Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện? Không đợi Vân Đại Nhân mở miệng, Hắc Kim chiến giáp nam tử lạnh giọng quát, các ngươi mới đến, sợ còn không biết Vân Đại Nhân thân phận. Cũng chính là Vân Đại Nhân tính khí tốt, nếu là đụng tới mặt khác năm đại tiên thành người, bằng vào các ngươi phạm thượng chịu tội, cũng đủ để ném vào hỗn độn khư địa. Vân Đại Nhân rất hưởng thụ hắc giáp chiến giáp nam tử mông ngựa, lộ ra một bộ cao thâm mà chắc dáng vẻ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, mặc dù rất khó chịu hắc kim chiến giáp nam tử ngữ khí, nhưng là lời từ hắn nghe được ra không ít tin tức. Vạn tộc một phương, trừ bỏ Trấn Hải thành bên ngoài, có vẻ như còn có những thành trì khác. Tốt, tiểu tề, không muốn hù đến bọn họ. Vân Đại Nhân đại khí khoát tay áo, lại nhìn về phía Tiêu Phàm hai người, lão hủ Vân Lệ. Mà tiên thành trưởng lão. Trong lúc nói chuyện, Vân Lệ trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên, rất có loại ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Cũng đúng, các ngươi còn không biết, Vân Lệ bản thân cảm giác tốt đẹp chính là nói, mà tiên thành, ở tiền tuyến lục đại tiên thành bên trong xếp hạng thứ hai, những người khác chen bể đầu cũng chưa chắc có thể tiến vào. Vừa vặn, bản tọa đi ngang qua nơi đây, có thể thuận tiện thu lưu hai người các ngươi. Thí thần nhìn thấy Vân Lệ thần sắc, kém chút không có bộc phát. Ngươi nha, một cái hồng trần tiên vương cảnh vậy mà như thế phách lối. Tiểu gia mặc dù vừa mới đột phá tiên vương cảnh, nhưng là giết chết ngươi chưa chắc là nhiều khó khăn sự tình. Tiêu Phàm lại là thần sắc không động, cười hỏi, vậy không biết, lục đại tiên thành là cái đó sáu tòa. Vân Lệ trong mắt lóe lên một tia không thích, lão tử đều nói ra phân thượng này, các ngươi còn không mang ơn, lại cùng ta hỏi thăm mặt khác tiên thành tin tức. Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ gia nhập những thành trì khác sao? Làm sao, ngươi không nguyện ý gia nhập Ma Tiên Thành? Vân Lệ nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn cùng hai người giải thích. Hai người các ngươi làm gì, có thể gia nhập Ma Tiên Thành là các ngươi phần phúc phận, còn dài dòng nhiều như vậy làm cái gì, bằng hai người các ngươi thân phận, có tư cách gì để đường đường tiên vương cùng các ngươi giải thích? Hắc Kim chiến giáp nam tử lạnh rên một tiếng. Những người khác cũng không có hảo ý nhìn xem hai người. Hai người này có vẻ như hắn không tán thưởng. Mặc dù đề cử các ngươi tiến vào Ma Tiên Thành, lão tử cũng có chỗ tốt nhưng cầm. Nhưng là, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào Ma Tiên Thành. Hai người bọn ta mặc dù đến từ thái cổ thần giới, nhưng cũng là đến giúp vạn tộc chống cự ngoại địch, nói đến cùng cũng coi là chiến hữu, cho chiến hữu phân tích một chút tiên cấm kiếp địa thế cục, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Phàm cũng không tức giận. Đồng thời, hắn cũng ý thức được vạn tộc thế cục cũng không phải là như hắn nghĩ như vậy. Chí ít, cái kia cái gọi là lục đại tiên thành, cũng không phải là đồng tâm hiệp lực. Tương phản, lẫn nhau tầm đó vẫn tồn tại cạnh tranh. Đương nhiên, có cạnh tranh là chuyện tốt, dạng này mới có thể xúc tiến trưởng thành, trở nên càng mạnh. Nhưng mà lục đục với nhau thì không đúng. Nếu như đối mặt hỗn độn tiên linh cùng khư tộc còn như thế, cái kia vạn tộc khoảng cách diệt vong, cũng đã không xa. Vân Lệ cùng Hắc Kim chiến giáp nam tử không nghĩ tới Tiêu Phàm lại dám chất vấn hai người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ngửa đầu cười ha hả. Ngươi muốn là tiên vương, cái kia còn có tư cách nói lời này, có thể một cái thánh tổ cảnh, nói câu khó nghe, chúng ta nơi này khắp nơi đều là. Hắc Kim chiến giáp nam tử ánh mắt lạnh lẽo, khinh miệt đến cực điểm. Có lẽ các ngươi ở thái cổ thần giới cảm giác ưu việt 10 phần, nhưng ở chỗ này, các ngươi chẳng phải là cái gì. Có lẽ trong lúc lơ đãng liền sẽ chết ở khư tộc trong tay. Lạnh lùng lời nói ngữ, tràn đầy uy hiếp. Nhất định chính là ngay thẳng nói cho Tiêu Phàm hai người, nếu là bọn họ không biết điều,
tùy thời đều có thể bị ném vào chiến trường trở thành pháo hôi. Tiên cấm kiếp địa, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Tiêu Phàm khuôn mặt cũng biến thành băng lãnh. Nếu đã tới, ngươi liền không có hối hận chỗ trống. Hắc kim chiến giáp nam tử cười lạnh một tiếng, Ma Tiên Thành, các ngươi đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu là chúng ta không đi đây, thí thần rốt cục không nhìn nổi. Không đi, Hắc kim chiến giáp nam tử nhe răng cười không thôi, ý vị thâm trường nói, Vân Đại Nhân, ta cảm thấy thực lực bọn hắn không sai. Tiền tuyến không phải chiến lực căng thẳng sao? Chắc hẳn hai vị này, có thể tại chiến trường hỗn độn khư địa ngốc cái trăm ngàn năm. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, Vân Lệ cũng nở nụ cười, ở trên cao nhìn xuống nói, hôm nay, là ta Ma Tiên Thành đang trực, phàm là đột phá thánh tổ cảnh, đều phải tiến về lục đại tiên thành, các ngươi không có lựa chọn quyền lực. Ngươi không phải mới vừa nói vừa lúc đi ngang qua nơi này sao? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, nói như vậy. Ngày mai cũng không phải là Ma Tiên Thành đang trực. Hắn cũng đại khái hiểu có ý tứ gì, vừa rồi một đường đi tới, phát hiện Trấn Hải Thành tu sĩ tu vi cũng không cao. Chí ít, đại bộ phận đều thuộc về thánh tổ cảnh phía dưới tu vi. Ngược lại là Hắc Kim Chiến Giáp Nam Tử đám người thực lực bất phàm, từng cái đều là thánh tổ cảnh, nhất là Hắc Kim Chiến Giáp Nam Tử, càng là thiên vương cảnh. Nghĩ đến, Trấn Hải Thành hẳn là thuộc về lục đại tiên thành lực lượng dự bị. Không ngừng hướng lục đại tiên thành chuyển vận nhân tài. Mà lục đại tiên thành, thay phiên điều động người ở trong này phòng thủ, phàm là đột phá thánh tổ cảnh người, đều sẽ bị đưa vào tiền tuyến lục đại tiên thành. Loại này phương pháp, dĩ nhiên có thể phòng ngừa có người tham sống sợ chết, không dám lên chiến trường. Nhưng là, nếu là có người cố ý không đột phá thánh tổ cảnh đây. Kể từ đó, đây chẳng phải là mãi mãi cũng không cần bước vào tiền tuyến chiến trường. Phải biết. Thiên tôn cảnh mặc dù không phải bất tử bất diệt, nhưng thọ nguyên cũng là cực kỳ lâu dài. Hoàng ma cũng đã có nói, đại vô thiên ma nói cho hắn tiên cấm kiếp địa thế cục không tốt lắm, nghĩ đến phải chết không ít người, chính cần máu mới bổ sung. Khó trách Vân Lệ như vậy không kịp chờ đợi muốn bọn họ gia nhập Ma Tiên Thành. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi cười lạnh, tiên cấm kiếp địa loại này kỳ hoa quy tắc, thật đúng là nhường hắn thất vọng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy? Các ngươi có thể nhịn đến ngày mai. Vân Lệ sắc mặt tối đen, híp híp hai mắt, một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng về Tiêu Phàm hai người nghiền ép đi. Hắc kim chiến giáp nam tử mấy người cảm nhận được cỗ này khí tức, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Vân Lệ ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiên vương cảnh A, dù cho đặt ở lục đại tiên thành, cũng là đứng đầu. Chỉ là, bọn họ ánh mắt sùng bái rất nhanh bị kinh ngạc thay thế. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tiêu Phàm hai người sẽ bị ép tới quỳ đi xuống, nhưng mà một cái bóng mờ từ bọn họ trước mắt lướt qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Lệ trước người. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện một bàn tay gắt gao bóp Vân Lệ cổ. Ngươi, Vân Lệ sắc mặt đỏ lên, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, hai mắt trừng lớn nếu chuông đồng, tràn đầy hoảng hốt. Hắc kim chiến giáp nam tử một nhóm cũng ngây ra như phỗng, toàn thân phát run. Sợ hãi có chút đứng không vững. Một cái vừa tới tiên cấm kiếp địa tiểu tử, vậy mà như thế khủng bố. Vân Lệ thế nhưng là tiên vương cảnh A. Phóng nhãn tiên cấm kiếp địa, cũng coi là cường giả. Nhưng hắn lại bị một cái kẻ ngoại lai một tay bóp cổ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Vậy đối phương thực lực, lại là cường đại dường nào? Lấy có thể nghiền ép Vân Lệ thực lực, cho dù là vừa tới tiên cấm kiếp địa. Cũng đầy đủ ở lục đại tiên thành đảm nhiệm phổ thông trưởng lão vị trí A. Hơn nữa, hắn địa vị so sánh Vân Lệ, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bọn họ không dám nghĩ tiếp, đầu gối không tự chủ được mềm nhũn, ngay sau đó quỳ rạp dưới đất, chờ Tiêu Phàm xử lý. Không sai, như sách con gà đồng dạng dẫn theo Vân Lệ người chính là Tiêu Phàm. Ngươi cảm thấy, ta có thể nhịn đến ngày mai sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Vân Lệ. Vân Lệ sắc mặt khó xử đến cực điểm, xin khoan dung nói, đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù. Yên tâm, ta sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Tiêu Phàm thanh âm rất lạnh. Xiết Vân Lệ, hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, người này mặc dù bức hiếp bản thân, nhưng còn không đến mức hạ sát thủ. Lại nói, hắn dù sao cũng là một cái tiên vương cảnh, nếu như vậy chết, đối vạn tộc cũng là tổn thất trọng đại. Cái này Trấn Hải Thành, người nào chịu trách nhiệm? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Tuy nói hắn sẽ không giết Vân Lệ, nhưng là, cũng sẽ không đến đây thì thôi,
ít nhất có thể đủ mượn cơ hội này hảo hảo tìm hiểu một chút tiên cấm kiếp địa quy củ. Ai ngờ, nghe nói như vậy Vân Lệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không có chút huyết sắc nào. Đại nhân, là tiểu nhân có mắt không tròng, xin đừng thông chi thành chủ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý bồi thường. Vân Lệ dùng hết lực khí toàn thân, khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đối với hắn bồi thường không có nửa điểm hứng thú. Lấy hắn thực lực hôm nay, nói thật, trừ bỏ Hồng Mông Tiên Vương, gần như không có khả năng uy hiếp đến hắn tính mệnh. Dù cho không địch lại, đào mệnh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nghe Vân Lệ ý tứ, ở trong đó có vẻ như còn có không ít mờ ám. Ta nói một lần chót, Trấn Hải Thành, người nào chịu trách nhiệm? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh tới cực điểm. Tiền bối, Trấn Hải Thành tất cả từ thành chủ làm chủ. Vân Lệ còn chưa mở miệng, hắc kim chiến giáp nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn cầu tiền bối cho tại hạ một người đem công cơ hội chuộc tội. Tề Uyên, ngươi, Vân Lệ tức giận hướng về hắc kim chiến giáp nam tử, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tề Uyên vậy mà quả quyết như vậy phản bội. Việc này nếu để cho Trấn Hải Thành thành chủ biết rõ, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Ngươi chỉ có một nén nhang, Tiêu Phàm không có phản ứng Vân Lệ, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đúng, Tề Uyên nghe nói như thế, mừng rỡ như điên, lách mình liền tại chỗ biến mất. Lão đại, tiên cấm kiếp địa nước rất sâu a, thí thần nhìn không được cho Tiêu Phàm truyền âm. Nguyên bản bọn họ cho rằng, tiên cấm kiếp địa tất cả mọi người tất nhiên là trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc. Nhưng trên thực tế, nơi này người lục đục với nhau, lẫn nhau tính toán, so với tiên ma giới càng sâu. Nơi có người, liền sẽ có đấu tranh, Tiêu Phàm ngược lại là tập mãi thành thói quen, chuyến này mặc dù có chút nhường hắn thất vọng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hợp tình hợp lý. Nói thật, nhìn thấy dạng này tiên cấm kiếp địa, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vạn tộc cũng không có yếu ớt như vậy. Ách, thí thần không hiểu. Tiêu Phàm giải thích nói, vạn tộc lục đục với nhau, lẫn nhau tính toán, đều có thể cùng hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc chém giết vô tận tuế nguyệt, nếu như trên dưới một lòng, hỗn độn tiên linh tộc cùng khư tộc lại có gì có thể sợ đây. Thí thần thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nói trở lại, thật đúng là đạo lý này, chí ít, vạn tộc so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng. Hai người nói chuyện phiếm chốc lát, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Người chưa đến, một cổ khí tức cường đại mãnh liệt mà đến, ép tới mọi người tại đây đều có chút thở không nổi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một người cầm đầu dáng người khôi ngô hắc bào nam tử trên người, trong mắt không tự chủ được hiện lên vẻ kinh dị. Lão đại, đây không phải, thí thần cũng là kinh ngạc không thôi, hiển nhiên nhận ra cầm đầu nam tử. Tiêu Phàm gật gật đầu, khẳng định thí thần ý nghĩ. Thành chủ đại nhân, vị này bắt đầu từ thái cổ thần giới đến tiền bối. Hắc kim chiến giáp nam tử từ nam tử khôi ngô người đứng phía sau trong quần đi ra, cung kính nói. Vân Lệ, khôi ngô thành chủ hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Vân Lệ nói, làm sao, ta Trấn Hải Thành quy của ngươi Ma Tiên Thành là không có ý định tuân thủ sao? Long thành chủ, Vân Lệ cầu xin vẻ mặt. Quả thực so ăn chuột chết còn khó chịu hơn. Tiêu Phàm thấy thế, cũng buông lỏng ra cổ của hắn. Từ Vân Lệ đối Long Thành chủ thái độ đến xem, Vân Lệ nghĩ đến không có lá gan đào tẩu. Chỉ là để Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, Vân Lệ đột nhiên phù phù một tiếng quỳ sát xuống dưới, cầu xin tha thứ, tại hạ vô ý tiến vào Trấn Hải Thành, còn mời Long Thành chủ mở một mặt lưới. Mở một mặt lưới, Long Thành chủ thần sắc đạm mạc. Bổn thành chủ nếu như đối với ngươi mở một mặt lưới, lần sau nếu là có những người khác tới đây, bổn thành chủ lại muốn xử trí như thế nào? Tiêu Phàm cùng thí thần nghe vậy, hai người nhìn nhau, nội tâm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lục đại tiên thành người, không cho phép tiến vào Trấn Hải Thành hay sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tiến lên phía trước nói, Long thành chủ, người này uy hiếp tại hạ, nếu như không gia nhập Ma Tiên Thành, liền đem chúng ta ném vào hỗn độn khư địa. Tiêu Mỗ mới đến, đối tiên cấm kiếp địa quy củ hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn Long thành chủ ở đây, có thể cho tại hạ giải thích nghi hoặc. Người ngậm máu phun người, Vân Lệ căm tức nhìn Tiêu Phàm. Hắn mặc dù uy hiếp qua Tiêu Phàm, nhưng chưa từng có nói qua đem Tiêu Phàm ném vào hỗn độn khư địa sự tình, không nghĩ tới Tiêu Phàm há miệng liền tới. Tại hạ có thể làm chứng, Tiêu Phàm tiền bối nói tất cả là thật. Ai ngờ lúc này,
Tề Uyên lại cho Vân Lệ đến một cái trọng chùy. Tề Uyên dư quang nhìn về phía Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, hắn nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem nồi này hất ra. Long thành chủ nhìn qua mặc dù khí định thần nhàn, lại không giận tự uy, khí chàng cường đại nha Vân Lệ thẳng không nổi lưng. Vân Lệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Long thành chủ thản nhiên nói. Tiểu nhân biết tội, Vân Lệ khẽ cắn môi. Hắn biết rõ, hôm nay bản thân khó thoát một kiếp, ở Long thành chủ trước mặt, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Mặc dù xử phạt tránh không được, nhưng tội không đáng chết. Đành phải không chết được, hắn tự tin về sau có thừa biện pháp ứng phó Tiêu Phàm bọn họ. Tội gì? Long thành chủ thanh âm vang lên lần nữa. Lục đại tiên thành, thánh tổ cảnh trở lên tu vi, bất luận kẻ nào không được thành chủ chi lệnh, không được bước vào Trấn Hải thành nửa bước, người vi phạm. Vân Lệ cắn răng nghiến lợi vừa nói xong lời cuối cùng, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn thở sâu, bổ sung xong bên cạnh mà nói, người vi phạm, hỗn độn khư địa chém giết 100 năm. Long thành chủ hài lòng gật đầu, lấy tay vung lên, một đạo không gian chi môn hiện lên, khắc nghiệt máu tanh khí tức mãnh liệt mà tới. Vân Lệ kêu thảm một tiếng, liền bị một cỗ đại lực hút vào không gian chi môn bên trong, hư không rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Long thành chủ dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói, Tiêu phủ chủ, đã lâu không gặp. Long Tà Vương tiền bối, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm chắp tay một cái, cười đáp lại. Không sai, trước mắt Long thành chủ không phải người khác, chính là tà thần thuộc hạ bốn đại tà vương một trong Long Tà Vương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Tà Vương dĩ nhiên là tiên cấm kiếp địa Trấn Hải thành thành chủ, thân phận như vậy cùng địa vị, không thể bảo là không cao a. Vậy tà thần đây, Tiêu Phàm không có tiếp tục nghĩ, nhưng hắn biết rõ, tà thần địa vị, tuyệt đối cao đáng sợ, dù sao, Long Tà Vương chỉ là hắn một cái thuộc hạ mà thôi. Bên cạnh Tề Uyên nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà nhận biết Long Thành Chủ. Hơn nữa, nhìn Long Thành Chủ thái độ, rõ ràng mang theo một tia thưởng thức, thật giống như đang cùng một cái nhiều năm không thấy hảo hữu nói chuyện. Nghĩ đến bản thân vậy mà liên hợp Vân Lệ ứng phó Tiêu Phàm, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Khó trách Long Thành Chủ một điểm mặt mũi cũng không cho Vân Lệ, trực tiếp đem hắn trục xuất hỗn độn khư địa. Nếu như Vân Lệ biết rõ, Tiêu Phàm cùng Long Thành Chủ quan hệ, đoán chừng sẽ hối hận muốn chết. Hắn biết rõ Vân Lệ thân phận không đơn giản, hắn thế lực sau lưng dù cho ở Ma Tiên Thành cũng là số một số hai. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tiêu Phàm sẽ gặp phải Vân Lệ trả thù, đến lúc đó mình cũng phải xui xẻo theo, có thể hiện tại xem ra, Vân Lệ muốn báo thù Tiêu Phàm là sẽ không bao giờ. Không nói những cái khác, chỉ là Long Thành Chủ một người, cũng đủ để trấn áp Vân Lệ thế lực sau lưng. Lão nhị đã nói với ta ngươi sẽ đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. Long Tà Vương mỉm cười. Tiêu Phàm nghe vậy, khá là bất ngờ, Kiếm Tà Vương cũng tới. Kiếm Tà Vương không phải đang thời không giới hải một chỗ khác sao, làm sao có thể liền nhanh như vậy đến nơi này. Cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đã đến tiền tuyến chiến trường. Long Tà Vương chẳng hề để ý giải thích một câu, lại nói, hắn trước khi đi, để cho ta cùng ngươi hảo hảo giảng giải một lần tiên cấm kiếp địa quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi sao? Tiêu Phàm cười cười, lấy Long Tà Vương thực lực, quả thật có nói lời này tư cách. Chẳng biết tại sao, ở trước mặt Long Tà Vương, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực. Lấy Tiêu Phàm kinh nghiệm phán đoán, Long Tà Vương chỉ sợ cũng hỗn nguyên tiên vương, hơn nữa còn là đỉnh cấp loại kia. Điểm này, Tiêu Phàm xác thực không có nghĩ qua, hắn vẫn cho là, bốn đại tà vương cũng chỉ là phổ thông thánh tổ cảnh mà thôi. Vậy liền nói không ngừng, Tiêu Phàm gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người tới phủ thành chủ đại sảnh. Long Tà Vương ngồi ở thủ tọa phía trên, phất phất tay, những người khác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Tiêu Phàm khẽ nhấp một cái trà, cũng không vội mở ra hỏi thăm, chờ đợi Long Tà Vương chủ động giảng giải. Long Tà Vương cho rằng Tiêu Phàm sẽ chủ động mở miệng, không nghĩ tới căn bản không có hỏi thăm ý tứ, nhưng hắn đối Tiêu Phàm lại có chút lau mắt mà nhìn. Trải qua sự tình vừa rồi, nghĩ đến tiên cấm kiếp địa vượt quá dự liệu của ngươi a. Long Tiêu Vương cười cười. Xác thực vượt quá dự liệu của ta. Tiêu Phàm nhìn thẳng Long Tiêu Vương,
không có chút nào tỵ hiềm ý tứ, vạn tộc có thể sống đến bây giờ, quả thực là một kỳ tích, hoặc có lẽ là, Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Long Tà Vương làm sao không biết Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích. Sự thật cũng xác thực như thế, vạn tộc đối mặt Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc đại địch như vậy, còn đang lẫn nhau lục đục với nhau, có thể trường tồn vài cổ, thật đúng là kỳ tích. Cái này cũng từ khía cạnh giải thích, Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc thực lực không được tốt lắm, bằng không mà nói, vạn tộc nơi nào còn có cái này rảnh rỗi đây. Long Tà Vương thở dài, kỳ thật, tại thượng cổ trước đó, vạn tộc vẫn tương đối đồng lòng, chỉ là thượng cổ về sau, lòng người liền tán. Lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, Long tiền bối, bây giờ tiên cấm kiếp địa rốt cuộc là tình huống như thế nào, nghe nói tạp phân thân sắp thức tỉnh. Nghe nói như thế, Long Tà Vương thần sắc nghiêm lại, không sai, đại vô thiên ma cùng đấu thiên bọn họ cảm nhận được tạp khí tức. Mà tạp bản thể bị phong ấn ở thời không chi hà một chỗ khác, khí tức kia hẳn là tạp phân thân không thể nghi ngờ. Đấu thiên, hắn cũng ở tiên cấm kiếp địa, Tiêu Phàm kinh ngạc. Ngươi biết, Long Tà Vương cực kỳ ngoài ý. Nghe nói qua, Tiêu Phàm không có giải thích, hắn xuyên toa thái cổ sự tình, tà thần hẳn là biết đến. Nhưng tà thần tất nhiên không có nói cho Long Tà Vương, hắn cũng không định nói. Đấu thiên trước đây không lâu thức tỉnh. Bây giờ chấn thủ lục đại tiên thành Hoang Tiên Thành, bất quá, Hoang Tiên Thành thế cục hôm nay không tốt lắm. Long Tà Vương trầm giọng nói. Lục đại tiên thành là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Hắn đã không chỉ lần đầu tiên nghe được, trước đó nghe Vân Lệ cùng Tề Uyên hai người nhiều lần đề cập, để Tiêu Phàm hết sức tò mò. Ngươi hẳn phải biết tiên cấm kiếp địa lai lịch a? Long Tà Vương không gấp giải thích ngược lại hỏi. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, nghe nói qua một chút. Tiên cổ đánh một trận xong, tiên ma giới phá toái, trừ bỏ ma giới cùng tiên giới bên ngoài, còn có một chỗ cổ địa. Luân hồi lão nhân bọn họ mặc dù đem tạp cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc một chút cường giả phong ấn tại thời không chi hà một chỗ khác, nhưng phong ấn trước đó có một ít cường giả dọc theo thời không chi hà trốn vào tiên giới. Luân hồi lão nhân bọn họ lấy đại thủ đoạn, phong cấm tiên ma giới một chỗ cổ địa, hóa thành tiên cấm kiếp địa. Vạn tộc cường giả thời đại cùng Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc ở đây chiến đấu, kéo dài đến nay. Long Tà Vương gật gật đầu, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm biết đến rõ ràng như thế, ngừng một chút nói, người nói không sai, lục đại tiên thành, cũng là lúc kia từ luân hồi lão nhân bọn họ sáng lập. Tiêu Phàm ngược lại không bất ngờ, vừa rồi phân tích thời khắc, hắn đã nghĩ tới. Nói cách khác, lục đại tiên thành là từ ngay lúc đó sáu đại chí cường sáng lập. Nhưng nhân hoàng. Thiên số không phải đã chết rồi sao? Còn có thái ma người cũng bị thương nặng, Tiêu Phàm vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nhân hoàng bọn họ mặc dù chết rồi, nhưng truyền thừa chưa ngừng a. Long Tà Vương cười cười. Lục đạo luân hồi truyền thừa, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Long Tà Vương cảm thấy, cùng Tiêu Phàm dạng người này nói chuyện chính là nhẹ nhõm, hơi nhắc nhở một chút, liền rõ rõ ràng ràng. Nhân hoàng vẫn lạc, thời không lão nhân kế thừa hắn truyền thừa. Đồng dạng, thiên số vẫn lạc, nhưng xúc sinh đạo truyền thừa rơi vào đại thần thiên trong tay. Về phần tu la đạo truyền thừa, thái ma mặc dù thụ thương, nhưng không phải còn có đại vô thiên ma sao? Long Tà Vương giải thích nói. Ngươi là nói, đại thần thiên cũng tham dự việc này. Tiêu Phàm kinh dị. Long Tà Vương gật gật đầu, đại thần thiên mặc dù về sau lui ra ngoài, nhưng lục đại tiên thành bên trong, có hai tòa tiên thành cùng hắn có quan hệ. Cũng chính là Hoang Tiên Thành cùng Yêu Tiên Thành. Đương nhiên, Hoang Tiên Thành ban đầu cũng không phải là gọi cái tên này, mà là Thiên Tiên Thành, Đại Thần Thiên rời khỏi về sau, mới sửa cái tên này. Ngoại trừ hai tòa này Tiên Thành, mặt khác bốn tòa Tiên Thành theo thứ tự là Hoàng Tiên Thành, Ma Tiên Thành, Ngục Tiên Thành cùng Quỷ Tiên Thành. Sáu tòa Tiên Thành trấn thủ tiền tuyến, cộng đồng chống đỡ Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, tiên ma giới có thể trường tồn vài cổ. Bọn họ không thể bỏ qua công lao. Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm có chút không bình tĩnh. Trầm ngâm thật lâu, hắn tiếp tục nói, Long tiền bối, phiền toái nói cho ta một chút lục đại tiên thành tình huống cụ thể. Tiêu Phàm sắc mặt nhìn qua bình tĩnh như thường, nhưng nội tâm đã cực kỳ thất vọng. Tiên cấm kiếp địa thế cục, xa so với tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Đối ngoại, muốn đối mặt Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, mà đối nội, vạn tộc tu sĩ lại lẫn nhau tính toán. Tiếp tục như vậy, vạn tộc tất nhiên khó thoát bị tiêu diệt kết cục. Hắn mặc dù tự ngạo,
nhưng là không cho rằng bằng vào sức một mình, có thể giải quyết tiên cấm kiếp địa sự tình. Phải biết, Long Tà Vương thế nhưng là Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh, bọn họ đều không thể làm gì, bằng không mà nói, cũng sẽ không để loại tình huống này tồn tại. Thậm chí, liền vô cùng thần bí tà thần đều không giải quyết được. Hắn một cái nho nhỏ Hồng Trần Tiên Vương, lại tính là cái gì đây? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Long Tà Vương lấy tay vung lên, một màn ánh sáng trong nháy mắt hiện lên trong đại điện. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một bộ vĩ đại địa đồ hiện lên, địa hình phức tạp bên trên, có từng tòa nguy nga thật lớn thành trì. Trong đó có 6 tòa thành trì cực kỳ dễ thấy, phân bố ở một mảnh rộng lớn mông lung khu vực phía trước, mông lung khu vực giống như một đạo lạch trời đối diện, đồng dạng có từng tòa thành trì. Đây là tiên cấm kiếp địa địa đồ. Long Tà Vương nhìn qua màn sáng địa đồ, giải thích nói, mảnh này mông lung như sông lớn khu vực, chính là hỗn độn khư địa, cách trở vạn tộc, khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Lục đại tiên thành toàn bộ phân bố ở hỗn độn khư địa giáp danh, đã có mấy ngàn vạn năm. Bất luận cái gì muốn đi vào vạn tộc chống cự ngoại địch, đều phải thông qua hỗn độn khư địa, mà hỗn độn khư địa bên trong, cũng không ít vạn tộc cường giả trấn thủ. Bởi vì lúc nào cũng có thể gặp gỡ khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, phần lớn người chắc là sẽ không nguyện ý tiến vào bên trong. Nói đến đây, Long Tà Vương cười cười. Vân Lệ bị trục xuất, hiển nhiên chính là bị ném vào hỗn độn khư địa bên trong. Có tội người, sẽ bị trục xuất hỗn độn khư địa. Tiêu Phàm nhíu mày, những người này đối vạn tộc có hận, nếu như khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc xâm nhập, bọn họ lòng dạ hận ý, nhìn như không thấy làm sao bây giờ. Tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn họ. Long Tà Vương cười lắc đầu, hỗn độn khư địa mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn là có không ít người chủ động tiến vào hỗn độn khư địa. Lục đại tiên thành đều sẽ phái người tuần tra hỗn độn khư địa, nếu như phát hiện khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, sẽ trước tiên báo cáo. Ngoại trừ vạn tộc, chúng ta Trấn Hải thành cũng sẽ phái người tiến về, kiềm chế lẫn nhau. A, Tiêu Phàm bất ngờ, hắn thấy, Trấn Hải thành nên tính là lục đại tiên thành bộ hậu cần, mỗi giờ mỗi khắc cho lục đại tiên thành cung cấp sức chiến đấu. Lại là không nghĩ tới, Trấn Hải thành sẽ còn tự mình phái người trấn thủ hỗn độn khư địa. Lão nhị, lão tam cùng lão tứ, bọn họ đều đang hỗn độn khư địa. Long Tà Vương lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm yên lặng, suy nghĩ một chút nói, nhiều người như vậy chủ động tiến về hỗn độn khư địa, nghĩ đến cũng không chỉ là vì vạn tộc a. Ngươi ngược lại là thực sự. Long Tà Vương không có giấu giếm, hít sâu một cái nói, ngươi đoán không sai, hỗn độn khư địa mặc dù nguy hiểm, nhưng xác thực cũng có được cơ duyên. Trong đó tồn tại không ít bản nguyên tiên tinh. Đối tiên vương cảnh mà nói đều là bảo vật hiếm có. Không ít người vì trùng kích tiên vương cảnh, cam nguyện mạo hiểm tiến vào bên trong. Bản nguyên tiên tinh sao? Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, trước đó ở thời không giới hải, hắn nhưng là thật sâu cảm nhận được bản nguyên tiên tinh diệu dụng. Bản nguyên tiên tinh không chỉ có thể mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng, còn có thể để thiên vương cảnh đột phá tiên vương cảnh. Lão đại, từ trên bản đồ nhìn, hỗn độn khư địa thật rộng lớn. Thí thần chen miệng nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, hiển nhiên có chút không kịp chờ đợi tiến về cái địa phương kia. Dù sao, hắn nhưng là bản thân cảm nhận được bản nguyên tiên tinh diệu dụng. Hỗn độn khư địa, chiếm cứ toàn bộ tiên cấm kiếp địa đại khái 1/3 địa hạt. Long Tà Vương giải thích nói, đương nhiên, hỗn độn khư địa cũng so tưởng tượng nguy hiểm, bên trong thường xuyên phát sinh đại chiến. Nói đến đây, hắn lại dừng một chút, địch nhân, có thể là khư tộc. Có thể là hỗn độn tiên linh tộc, đồng dạng có thể là vạn tộc. Tiêu Phàm cùng thí thần chăm miệng một lời. Bọn họ không hề cảm thấy bất ngờ, nơi có người thì có phân tranh, huống chi trong đó còn có lợi ích liên lụy đây. Long Tà Vương gật gật đầu, tiếp tục nói, một viên bản nguyên tiên tinh, đoán chừng cũng đủ để cho vạn tộc tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau, nhưng nếu là đối mặt khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cho đến nay, còn không có ai dám bốc lên sơ suất phản bội vạn tộc. Tiền bối vì sao như thế vững tin? Tiêu Phàm hiển nhiên không tin Long Tà Vương mà nói. Long Tà Vương trong lúc nhất thời không biết nói gì, suy nghĩ một chút nói, ta biết ngươi ý nghĩ, nếu là có người phản bội vạn tộc, cũng sẽ không để người khác biết được. Ta nói chỉ là tình huống bình thường, các ngươi nếu như tiến vào hỗn độn khư địa, cẩn thận ứng đối, bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là không có tin chắc chứng cứ. Cần phải không nên giết hại vạn tộc người.
Bằng không mà nói, tiên cấm kiếp địa tuyệt đối không hắn nơi sống yên ổn. Đa tạ tiền bối khuyên bảo, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Hắn biết rõ, vạn tộc nhất định là có con sâu làm dầu nồi canh tồn tại, đây là không thể tránh khỏi. Bất quá, nếu thật gặp gỡ cái loại người này, Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí. Người minh bạch trong đó lợi hại liền tốt, Long Tà Vương cười cười, ngay sau đó chỉ Lục Đại Tiên Thành nói, Lục Đại Tiên Thành từ trái sang phải, theo thứ tự là Ma Tiên Thành, Ngục Tiên Thành, Hoang Tiên Thành, Hoàng Tiên Thành, Quỷ Tiên Thành, Yêu Tiên Thành. Lục Đại Tiên Thành bên trong, lấy Hoàng Tiên Thành tối cường, tiếp theo là Ma Tiên Thành, Ngục Tiên Thành, Yêu Tiên Thành, Quỷ Tiên Thành, Hoàng Tiên Thành yếu nhất, cái này là như thế nào sắp xếp? Tiêu Phàm biểu tình cổ quái. Lục đạo luân hồi hẳn là bất phân cao thấp mới đúng a, vì sao Lục Đại Tiên Thành còn phân cái mạnh yếu đây? Chủ yếu từ cường giả chấn giữ số lượng quyết định, Long Tà Vương đi đến cửa đại điện, đứng chắp tay, Hoàng Tiên Thành, Ma Tiên Thành cùng Ngục Tiên Thành, chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa. Thời Không lão nhân, Tu La Tổ Ma, luân hồi lão nhân ngươi hẳn biết chứ? Nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hắn lại nói, có ba người bọn họ tỏa chấn ba thành, những người khác nguyện ý gia nhập, mà Yêu Tiên Thành, Quỷ Tiên Thành cùng Hoang Tiên Thành, Thái Cổ về sau liền mất đi người lãnh đạo. Mặc dù nhưng những năm này có không ít cường giả thức tỉnh, nhưng cùng mặt khác Tam Đại Tiên Thành so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhất là Hoang Tiên Thành, bởi vì thiên nhân tộc phản bội, ai cũng không nguyện ý gia nhập, nếu không phải mặt khác Nam Đại Tiên Thành trợ giúp, đoán chừng đang bị Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc công phá. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đối vạn tộc ấn tượng xem như sửa đổi không ít. Chí ít, bọn họ không có trơ mắt nhìn xem Hoang Tiên Thành hủy diệt. Hoang Tiên Thành mặc dù là thiên nhân tộc sáng lập, hơn nữa thiên nhân tộc phản bội vạn tộc, nhưng Hoang Tiên Thành vẫn như cũ thuộc về vạn tộc trọng yếu tạo thành bộ phận. Tiêu Phàm trầm giọng nói, vậy bây giờ Hoang Tiên Thành trừ bỏ Đấu Thiên, còn có những người khác sao? Minh Vương, Hoang Cổ Ma Chủ, ba người bọn họ sau khi tỉnh dậy, đều tỏa chấn Hoang Tiên Thành, hiện tại Hoang Tiên Thành đỉnh cấp chiến lực không kém gì mặt khác Lục Đại Tiên Thành, nhưng trung hạ tầng lực lượng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Long Tà Vương nói, Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, trầm ngâm nửa ngày, nói, đã như vậy, cái kia hai người chúng ta, liền tiến về Hoang Tiên Thành. Ngươi xác định, Long Tà Vương 10 điểm ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên là biết rõ Tiêu Phàm thân phận. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ tiến về Hoàng Tiên Thành cùng Ma Tiên Thành đây, dù sao, Tiêu Phàm cùng Thời Không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma thế nhưng là có quan hệ lớn lao. Ta xác định, Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn. Tốt, ta đây liền đưa người đi. Long Tà Vương không nói thêm gì, xòe bàn tay ra, một viên lệnh bài xuất hiện ở, người mang theo vật này, đây là. Tiêu Phàm nghi hoặc, thủ hộ thần điện trưởng lão lệnh, Long Tà Vương trịnh trọng nói. Thủ hộ thần điện, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, hắn đều đã quên đi mình là thủ hộ thần điện một thành viên, hơn nữa còn là không có chính thức gia nhập loại kia. Nguyên bản hắn cho rằng thủ hộ thần điện chỉ là thiên hoàng thần các một cái thế lực thần bí, có thể nghe Long Tà Vương ý tứ, thủ hộ thần điện ở tiên cấm kiếp địa có vẻ như cũng có không thấp địa vị. Đây là chủ thượng để cho ta đưa cho ngươi. Long Tà Vương giải thích nói, có được lệnh này người, không chỉ có là thủ hộ thần điện một thành viên. Hơn nữa còn có được Trấn Hải Thành trưởng lão vị trí. Người mới đến, đối vạn tộc còn chưa đủ lý giải, trong đó từng đạo ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Thời điểm then chốt, lệnh này đối với người có lẽ có ít tác dụng, chí ít, Lục Đại Tiên Thành còn không có mấy người thế lực dám cùng thủ hộ thần điện là địch. Nói đến đây, Long Tà Vương trong mắt lóe lên một vòng tràn đầy tự tin. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm không có cự tuyệt, tiếp nhận lệnh bài. Bất quá hắn cũng không tính sử dụng lệnh bài này, bởi vì hắn không muốn cho bản thân đánh lên thủ hộ thần điện nhãn hiệu. Cái kia ta đưa các ngươi rời đi. Long Tà Vương cười cười. Tiêu Phàm gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nếu như có một cái gọi là Diệp Khuynh Thành người tới đây, phiền toái tiền bối đem ta chỗ nói cho hắn. Tốt, Long Tà Vương không có cự tuyệt. Lão đại, ngươi đừng quên Long Tiêu Vương, thí thần ở một bên nhắc nhở. Hắn đang chờ ta. Tiêu Phàm cười nói. Sau đó, Tiêu Phàm ở Long Tà Vương hướng dẫn dưới, tìm được Long Tiêu Vương, Tề Uyên cung cung kính kính đem Tiêu Phàm bọn hắn thân phận lệnh bài trả trở về. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Long Tà Vương đi song song lúc, tâm đều nhảy tới cổ họng, sợ Tiêu Phàm muộn thu nợ nần. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không có nhiều liếc hắn một cái,
mang theo Long Tiêu Vương cùng thí thần trực tiếp bước lên thông hướng Hoang Tiên Thành truyền tống trận. Long Tà Vương hướng về truyền tống trận, thật lâu thất thần. Thật lâu, hắn mới lắp bắp nói, Tiêu Phàm, người cũng đừng làm cho chủ thượng thất vọng. Tiêu Phàm tự nhiên là nghe không được Long Tà Vương thanh âm, mấy người ở truyền tống thông đạo bên trong đợi chỉ chốc lát, trước mắt rốt cục xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Hô, hào quang lóe lên, Tiêu Phàm ba người lấy lại tinh thần, phát hiện đã đứng ở một tòa truyền tống ngọc đài bên trên. Lệnh bài thân phận, cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử lạnh như băng mở miệng. Tiêu Phàm ba người không chần chờ, đem lệnh bài thân phận đưa cho đối phương kiểm tra một chút lệnh bài thân phận, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ba người, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Các hạ, lệnh bài thân phận có vấn đề. Tiêu Phàm nhíu mày, đối phương ánh mắt này có cái gì rất không đúng a. Nhưng hắn chắc chắn, Tề Uyên khẳng định không dám trêu đùa bản thân, còn cho mình một khối giả. Không có vấn đề, hắc giáp nam tử cười lắc đầu, hoan nghênh ba vị, tại hạ chỉ là thật bất ngờ, thật lâu không có người nguyện ý đến Hoang Tiên Thành, đi, ta mang ba vị đi gặp trưởng lão. Hắc giáp nam tử 10 điểm khách khí để Tiêu Phàm đều có chút bất ngờ. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, Hoang Tiên Thành xem như lục đại tiên thành yếu nhất tồn tại, có người nguyện ý tới đây, có thể nói là bốc lên nguy hiểm cực lớn. Cho dù là Trấn Hải Thành tu sĩ, đột phá thánh tổ cảnh về sau, cũng trước tiên đem Hoang Tiên Thành bài trừ bên ngoài. Tiêu Phàm ba người có thể chủ động lựa chọn Hoang Tiên Thành, hắn xác thực rất kinh ngạc. Tại hạ quân tuyệt, không biết ba vị huynh đài xưng hô như thế nào. Hắc giáp nam tử cười hỏi, cùng lúc trước gặp phải Tề Uyên khác biệt. Hắn mặc dù cũng là thiên vương cảnh, nhưng không có chút nào ngạo khí, hơn nữa thái độ hiền lành, tựa như một cái nhiều năm không thấy hảo hữu. Thậm chí, Tiêu Phàm trong mắt hắn thấy được khiêm tốn, cùng cẩn thận. Tiêu Phàm ba người tự báo tính danh, dạng người này quả thật làm cho người dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Tiêu huynh, thí huynh, Long huynh, hoan nghênh các người đến, bất quá, Hoang Tiên Thành điều kiện so sánh mặt khác năm đại tiên thành phải kém điểm, các ngươi nhiều tha thứ. Hắc giáp nam tử quân tuyệt cười nói. Không sao, chúng ta tới này, chỉ là muốn vì tiên cấm kiếp địa cống hiến một phần lực lượng, ở đâu không phải một dạng. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Bọn họ tới đây lại không phải là vì hưởng thụ, đối với mấy cái này căn bản không quan tâm. Quân huynh, người dẫn chúng ta đi gặp người nào? Thí thần tò mò hỏi. Đại trưởng lão Chiến Thiên Thành, tất cả mới tới Hoang Tiên Thành người, đại trưởng lão đều sẽ tự mình tiếp đãi. Quân tuyệt thần sắc bỗng nghiêm một chút. Tiêu Phàm mấy người từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn đối cái kia cái gọi là đại trưởng lão Chiến Thiên Thành phát ra từ nội tâm kính sợ. Đột nhiên quân tuyệt đè thấp lấy thanh âm nói, ta và các ngươi nói, đại trưởng lão tính tình kém đến rất, không tốt đẹp gì ở chung, các ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, bỗng một đạo hùng hậu tiếng quát mắng vang lên. Danh con, ngươi chán sống. Muốn cho lão tử đem ngươi ném vào hỗn độn khư địa, ngươi có thể trực tiếp cùng lão tử nói. Nghe nói như thế, quân tuyệt toàn thân giật mình. Mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô, tóc trắng lông mi trắng lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Đại trưởng lão, quân tuyệt kinh hô, ngay sau đó nịnh hót cười, đại trưởng lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lão tử nếu không ở nơi này, lại làm sao biết ngươi tại phía sau chửi bới lão tử. Bạch phát lão giả căm tức nhìn quân tuyệt, trên người tản ra một cỗ bạo động khí tức, không gian bốn phía đều trở nên vặn vẹo. Đại trưởng lão, ta nhưng không có nói ngươi nói xấu, không tin ngươi hỏi ba cái huynh đệ, ta một mực cùng bọn hắn đang nói đại trưởng lão chiến tích. Quân tuyệt nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm ba người nói, đúng rồi, Tiêu huynh, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. Có phải hay không nói đến đại trưởng lão nghiền sát ba đại hỗn độn tiên linh tộc hỗn nguyên tiên vương kinh thiên tràng diện? Tiêu Phàm rất muốn cười, dứt khoát ngậm miệng không nói. Hắn lại không phải người ngu, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đại trưởng lão Chiến Thiên Thành căn bản không có trách cứ quân tuyệt ý tứ. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm kinh ngạc, thân làm Hoang Tiên Thành đại trưởng lão, vậy mà trước mặt thuộc hạ không có nửa điểm vênh váo hung hăng dáng vẻ. Cái này còn tạm được. Chiến Thiên Thành vuốt râu một cái, ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm ba người trên người, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ba người các ngươi không phải tới từ Trấn Hải Thành A. Đại trưởng lão, bọn họ đến từ Thái Cổ Thần Giới.
Không đợi Tiêu Phàm ba người mở miệng, Quân Tuyệt chen lời nói. Thái cổ thần giới, đại trưởng lão gật gật đầu, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại, ta liền nói, Trấn Hải Thành người làm sao khả năng tới nơi này, cho dù đến, cũng là mặt khác năm thành từ bỏ phế vật mà thôi. Những cái kia phế vật, cho các ngươi xách giày cũng không xứng. Đại trưởng lão quá khen rồi, Tiêu Phàm chắp tay một cái. Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, Chiến Thiên Thành còn chuẩn bị nói cái gì, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Cái gì sự tình hốt hoảng như vậy? Chiến Thiên Thành ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía cách đó không xa chạy nhanh đến hai đạo bóng người. Tô La Sư Huynh cùng Yêu Thiên Tử đánh nhau, một người trong đó vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Chiến Thiên Thành ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí rét lạnh. Người kia vẻ mặt tức giận giải thích nói, Tô Lạc Sư Huynh cơ duyên xảo hợp chiếm được một viên bản nguyên tiên tinh, Yêu Thiên Tử quả thực là nói là của hắn. Tô Lạc Sư Huynh không cho, Yêu Thiên Tử liền hung hăng càn quấy. Dẫn đường, Chiến Thiên Thành lạnh lùng phun ra hai chữ, không khí bốn phía bỗng nhiên trở nên băng lãnh, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận. Tiêu Phàm mấy người nhìn nhau, cũng liền bận bịu đi theo. Yêu Thiên Tử quá cản rỡ, thân làm yêu chủ dòng chính đời sau, chẳng những không làm gương tốt, lại ngang ngược bá đạo, cái này cùng trắng trợn cướp đoạt có gì khác biệt. Quân Tuyệt hết sức tức giận, vừa đi vừa chửi mắng. Yêu Thiên Tử là ai? Thí thần hiếu kỳ nói. Yêu Thiên Thành người, thực lực cường đại, có được Hồng Trần Tiên Vương đỉnh cấp tu vi, cũng lấy yêu chủ đời sau tự xưng, làm không ít cướp đoạt sự tình. Quân Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, những người khác mở một con mắt nhắm một con mắt, chúng ta Hoang Tiên Thành người không ít thụ hắn khi nhục. Lục Đại Tiên Thành tầm đó thường xuyên xảy ra chuyện như vậy sao? Tiêu Phàm nheo mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vừa tới Hoang Tiên Thành, nhìn thấy vậy mà không phải Hoang Tiên Thành cùng Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc chiến đấu, ngược lại là các đại tiên thành tầm đó tàn sát lẫn nhau. Buồn cười chính là, bọn họ vậy mà vì một viên bản nguyên tiên tinh đánh nhau. Thường xuyên phát sinh, Quân Tuyệt khẽ cắn môi, bị người khi nhục, đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Hoang Tiên Thành so với mặt khác tiên thành, thực lực thấp. Hơn nữa, Hoang Tiên Thành một khi gặp gỡ đại chiến, thường xuyên muốn cầu cạnh mặt khác tiên thành, bởi vậy cũng sẽ nhường nhịn mấy phần. Nhưng mặt khác tiên thành người lại ngày một thậm tệ hơn, thường thường cưỡi tại chúng ta Hoang Tiên Thành trên đầu đi tiểu, luôn có một ngày, chúng ta Hoang Tiên Thành sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả trở về. Mặc cho ai bị người khi nhục, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi Hoang Tiên Thành người, bị mặt khác tiên thành khi dễ vô tận tuế nguyệt đây. Nếu không phải là vì chống cự Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, đoán chừng Hoang Tiên Thành người đã sớm bạo phát. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chẳng qua là cảm thấy vạn tộc có chút thật đáng buồn. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc chưa diệt, treo ở vạn tộc đỉnh đầu cây đao kia một mực chưa từng biến mất, có thể vạn tộc chưa bao giờ nghĩ tới đồng tâm hiệp lực đối kháng địch nhân, ngược lại tự giết lẫn nhau, không ngừng hao tổn. Trầm ngâm thời khắc, đám người bất tri bất giác đã rời đi Hoang Tiên Thành. Không ngừng hướng về Hỗn Độn Khư địa tới gần. Sau đó, một trận va chạm kịch liệt tiếng từ tiền phương truyền đến, chỉ thấy hai đạo bóng người ở va chạm kịch liệt, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dừng tay, Chiến Thiên Thành giận dữ mắng mỏ một tiếng, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, toàn trường tu sĩ lập tức cảm giác cả mảnh trời sụp xuống, kiềm chế hết sức. Hai đạo thân ảnh kia vừa chạm vào tức mở, cách xa nhau mấy ngàn dặm, xa xa giằng co. Một người trong đó ăn mặc trường bào màu trắng, dáng người cao to, có được một trưởng anh tuấn phi phàm khuôn mặt, còn người sán lạn như tinh hà. Hắn cầm kiếm mà đứng, cả người giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, sắc bén đến cực điểm. Mà đổi thành một đầu, thì là một người mặc huyết sắc chiến giáp, tướng mạo yêu dị nam tử, một đầu huyết sắc tóc dài trong gió cuốn lên, giống như thiêu hủy hỏa diễm. Cùng bạch bào nam tử xuất trần khí chất so sánh. Huyết sắc chiến giáp nam tử yêu dị, tà mị, nhưng lại bá đạo hết sức. Chiến trưởng lão, ngươi sẽ không muốn nhúng tay à? Huyết sắc chiến giáp nam tử nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lời nói rất có khiêu khích ý vị. Lan, Chiến Thiên Thành cực kỳ bá đạo, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Huyết sắc chiến giáp nam tử tên là Yêu Thiên Tử, hơn nữa đối diện bạch bào nam tử, thì là Tô La, hai người thực lực phi phàm, chiến đấu nửa ngày. Không ai nhường ai. Nơi này cũng không phải ngươi Hoang Tiên Thành,
ai cũng có thể tới. Yêu thiên tử không nhìn chiến thiên thành lửa giận, muốn ta đi cũng được, các người hoang thiên thành người muốn cướp đoạt ta bản nguyên tiên tinh, nhất định phải đem bản nguyên tiên tinh trả lại cho ta. Người đánh giám, bản nguyên tiên tinh vốn chính là Tô La sư huynh, người đây là cướp đoạt, thực sự là mất hết yêu thiên thành mặt. Tô La không để ý đến yêu thiên tử, ngược lại là quân tuyệt nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ngươi là ai? Yêu thiên tử mắt lạnh quét về phía quân tuyệt, ánh mắt u lãnh, để người tê cả da đầu. Quân tuyệt dọa đến sắc mặt biến hóa, hắn cùng yêu thiên tử chênh lệch quá lớn, vô luận thực lực hay là tu vi, đều không phải cấp bậc. Nếu là bị yêu thiên tử nhớ thương, về sau tiến vào hỗn độn khư địa đụng tới hắn, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Mọi người đều biết, yêu thiên tử nhưng là một cái cực kỳ nhớ thù người. Yêu thiên tử, bản tọa nhường ngươi lăn, không nghe thấy sao? Chiến thiên thành quát lạnh, thái độ cực kỳ cường thế, bá đạo. Cái gì yêu thiên tử, đối với cùng giai tu sĩ mà nói, đúng là rất nhiều người cất bước đi qua một đạo khảm. Nhưng cái này cũng không bao gồm hắn chiến thiên thành, hắn có thực lực này cùng tư cách không đem yêu thiên tử để vào mắt. Chiến trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn lấy mạnh lấn yếu? Thật sự cho rằng ta yêu thiên thành là ăn chay sao? Yêu thiên tử một bước cũng không nhường, cái kia bản nguyên tiên tinh là bản tọa, các ngươi người đoạt ta đồ vật, phải trả cho ta. Nếu không, ta sẽ nhường lão tổ tông làm chủ. Ồn ào, chiến thiên thành dường như mất kiên trì, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào yêu thiên tử trên mặt. Yêu thiên tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như đạn pháo một dạng nổ bắn mà ra, hung hăng đập trên mặt đất. Oanh một tiếng nổ mạnh, đại địa phá toái. Vô số vết rách giống như mạng nhện một dạng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Ngươi, yêu thiên tử cũng bị chiến thiên thành một tát này cho đánh mông. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chiến thiên thành vậy mà thực sự sẽ động thủ. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không đi, vậy liền để yêu chủ tự mình đến lĩnh người. Chiến thiên thành ánh mắt u lãnh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm đứng ở cách đó không xa, kinh dị hướng về chiến thiên thành bóng lưng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có dạng này hộ tể đại trưởng lão, khó trách hoang tiên thành người cho dù đắc tội mặt khác năm đại tiên thành người, cũng có thể không sợ hãi. Một, không đợi yêu thiên tử trả lời, chiến thiên thành đã bắt đầu đếm ngược lên. Yêu thiên tử khẽ cắn môi, trong mắt phủ đầy tơ máu, cực kỳ không dám. Nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt chiến thiên thành làm càn. Hoang tiên thành mặc dù yếu, nhưng là tuyệt đối không phải những người khác có thể dương oai địa phương, hoang tiên thành sở dĩ có thể trường tồn đến nay, chiến thiên thành có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Ta sẽ nhường lão tổ tông thay ta làm chủ, yêu thiên tử để lại một câu nói, quay người liền đi ở. Người này thật đúng là khôi hài, bản thân không địch lại, xin mời phụ huynh. Thí thần nhỏ giọng thì thầm, hắn đánh trong đáy lòng thấy không rõ ngang ngược càn rỡ yêu thiên tử. Thanh âm không lớn. Nhưng ở trận đều là thực lực cỡ nào, tự nhiên thể nội rõ rõ ràng ràng. Yêu thiên tử sắc mặt đỏ bừng, dường như ăn chuột chết một dạng khó chịu. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đối bản vương khoa tay múa chân. Yêu thiên tử ngừng thân hình, bỗng nhiên quay đầu, vênh váo hung hăng hướng về thí thần, rất có một trận chiến tư thế. Làm sao, chẳng lẽ còn không cho nói thật không? Tiêu Phàm một bước tiến lên, ngăn tại thí thần trước người, không mặn không lạt nói. Yêu thiên tử giận tím mặt, đối mặt chiến thiên thành, hắn không thể không thỏa hiệp. Thứ nhất là kiêng kỵ chiến thiên thành thực lực, thứ hai là kiêng kỵ hắn thân phận, đối phương dù sao cũng là hoang tiên thành đại trưởng lão, có thể nói là hoang tiên thành dưới một người, trên vạn người. Nhưng Tiêu Phàm cùng thí thần trong mắt hắn, lại chẳng phải là cái gì. Hai cái thanh niên cũng dám trào phúng bản thân, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ngươi tự tìm cái chết. Yêu thiên tử ánh mắt như kiếm, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần thái tự nhiên, thí thần cũng lạnh nhạt hết sức, hiển nhiên, hai người đều không làm sao đem yêu thiên tử để ở trong mắt. Chiến thiên thành đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm hai người lại dám khiêu khích yêu thiên tử. Hắn có thể cùng các người khác biệt, sớm liền nhìn ra Tiêu Phàm cùng thí thần tu vi. Hai người đều là Hồng Trần Tiên Vương không thể nghi ngờ. Nhưng là đồng dạng là Hồng Trần Tiên Vương, thế nhưng là có thực lực sai biệt. Tiêu Phàm cùng thí thần bọn họ nhìn thấy yêu thiên tử cùng Tô La chiến đấu, ít nhiều cũng có thể nhìn ra điểm yêu thiên tử thực lực.
hai người còn dám đứng ra khiêu khích Yêu Thiên Tử, hiển nhiên là không e ngại Yêu Thiên Tử. Nghĩ vậy, Chiến Thiên Thành trong lòng thở dài, nếu như Hoang Thiên Thành người đều có Tiêu Phàm hai người dạng này đảm phách, Hoang Thiên Thành há lại sẽ lưu lạc đến đây. Làm sao, bản tọa ở đây, người còn muốn động thủ hay sao? Chiến Thiên Thành lạnh lùng trừng mắt Yêu Thiên Tử. Mặc dù hắn cũng muốn biết Tiêu Phàm cùng thí thần thực lực, nhưng là hắn vẫn bỏ qua. Phóng nhãn lục đại thiên thành, Yêu Thiên Tử ở Hồng Trần Tiên Vương cảnh bên trong, thực lực cũng là cực kỳ cao. Hắn dĩ nhiên ngang ngược càn rỡ, ngang ngược hoàn khố, nhưng thực lực lại không có một chút thủy phân. Hắn có thể không tin Tiêu Phàm cùng thí thần là Yêu Thiên Tử đối thủ. Yêu Thiên Tử nhíu mày, ngừng thân hình, hắn nội tâm nghẹn vô tận lửa giận, nhưng lại không cách nào phát tiết. Tiểu tử, các ngươi có loại chớ vào hỗn độn khư địa, bằng không? Yêu Thiên Tử tà mị cười một tiếng, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Làm càn, Chiến Thiên Thành tức giận, khí thế cường đại bay thẳng Yêu Thiên Tử đi. Yêu Thiên Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình bỗng nhiên chấn động bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt cửu hận chi quang càng thịnh. Lão đại, ta đối cái kia hỗn độn khư địa rất có hứng thú, nếu không, chúng ta đi chơi đùa. Thí thần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chiến Thiên Thành nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Lão tử lấy mạnh lấn yếu, cho các ngươi trấn trụ Yêu Thiên Tử, các ngươi ngược lại tốt, vậy mà một đến hai, hai đến ba khiêu khích Yêu Thiên Tử. Thật sự cho rằng hắn ở hỗn độn khư địa không dám giết các ngươi sao? Thí huynh, các ngươi mới đến, trước biết tiên cấm kiếp địa. Đến lúc đó lại tiến vào hỗn độn khư địa cũng không muộn. Quân Tuyệt đều có chút không nhìn nổi, thấp giọng nhắc nhở. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng những người khác nghe được rõ rõ ràng ràng, nhìn về phía Tiêu Phàm hai người ánh mắt cực kỳ cổ quái. Hai người này vừa tới tiên cấm kiếp địa, chẳng lẽ là đến từ Thái Cổ Thần Giới? Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, đối Thái Cổ Thần Giới tu sĩ hiển nhiên không thế nào xem trọng. Thái Cổ Thần Giới thiên tài đứng đầu, trừ bỏ số ít người. Như Đấu Thiên, Minh Vương, ma chủ đám người như vậy, những người khác cơ hồ đều là pháo hôi cấp bậc run rế. Hơn nữa, vài cổ đến nay, một đời không bằng một đời. Thế hệ này tiến vào tiên cấm kiếp địa người cũng không ít, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là phổ thông thánh tổ cảnh mà thôi. Đừng nói cùng Yêu Thiên Tử tranh phong, chính là cùng bọn hắn những người này, cũng cơ hồ khó có thể chiến thắng. Thật không biết hai người dũng khí từ đâu tới. Lại dám lại nhiều lần khiêu khích Yêu Thiên Tử. Thái Cổ Thần Giới người, Yêu Thiên Tử hiển nhiên cũng nghe đến Quân Tuyệt mà nói, cười càng thêm cuồng vọng, Chiến Thiên Thành, người có bản lãnh một mực che chở lấy bọn hắn, bằng không. Chiến Thiên Thành hơi nhíu mày, thân làm Ma Tiên Thành trưởng lão hắn, bị Yêu Thiên Tử gọi thẳng tên húy, nội tâm vô cùng khó chịu. Nhưng Tiêu Phàm cùng thí thần cử động, hắn cũng có chút tức giận. Chiến trưởng lão, lục đại thiên thành không phải cấm chỉ tàn sát lẫn nhau sao? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng. Chiến Thiên Thành còn chưa lên tiếng, những người khác lập tức tất cả đều giễu cợt. Lục đại thiên thành dĩ nhiên cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, nhưng quy củ là chết, người là sống. Nếu như Yêu Thiên Tử ở hỗn độn khư địa giết các ngươi, chỉ cần không có chứng cứ, lại có ai có thể trừng phạt Yêu Thiên Tử? Còn tưởng rằng ngươi thật không sợ Yêu Thiên Tử đây, bây giờ nói quy củ này, thì có ích lợi gì? Yêu Thiên Tử sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi sợ là không biết, Yêu Thiên Tử thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Xác thực như thế, Chiến Thiên Thành gật gật đầu, nhưng ngữ khí lại hơi không kiên nhẫn, đoạn này thời gian, các ngươi ở tại Hoang Tiên Thành, đừng đi ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không thích Tiêu Phàm cùng thí thần đi khiêu khích Yêu Thiên Tử, nhưng hai người gia nhập Hoang Tiên Thành, hắn liền có bảo hộ hai người trách nhiệm. Vậy luận bàn đây, Tiêu Phàm dường như không nghe được lời nói của hắn. Tiếp tục hỏi. Luận bàn, Chiến Thiên Thành đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, chỉ cần không giết người, luận bàn tự nhiên có thể, dạng này sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Yêu Thiên Tử đúng không? Tiểu gia so tài với ngươi luận bàn. Không đợi Tiêu Phàm đem phía sau lại nói đi ra, thí thần đột nhiên cười lớn một tiếng, bỗng nhiên bay về phía Yêu Thiên Tử. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm cùng thí thần vậy mà thật sự có khiêu chiến Yêu Thiên Tử ý tứ. Yêu Thiên Tử hiển nhiên cũng không dự kiến đến, lập tức cười lạnh, Thái Cổ Thần Giới đến phế vật, có tư cách gì cùng bản vương luận bàn.
Nói như vậy, ngươi là không dám. Thí thần không hề sợ hãi. Muốn luận bàn cũng được, bất quá bản vương xuất thủ cũng không có nặng nhẹ, vạn nhất đánh cho tàn phế ngươi, các ngươi đại trưởng lão có thể sẽ không bỏ qua ta. Yêu thiên tử mắt lé liếc Chiến Thiên Thành một cái. Chiến Thiên Thành nhíu mày, không có đáp lời. Chiến trưởng lão, giữa tiểu bối luận bàn, khó tránh khỏi có tổn thương, chúng ta mới đến, cũng muốn xác minh một chút thực lực của mình, vô luận thắng bại làm sao, còn mời chiến trưởng lão không nên nhúng tay. Tiêu Phàm chắp tay nói. Chiến Thiên Thành thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cuối cùng gật đầu nói, giữa tiểu bối luận bàn, bản tọa đương nhiên sẽ không nhúng tay. Tạ chiến trưởng lão, Tiêu Phàm cười cười, yêu thiên tử đúng không? Nếu là luận bàn, hẳn là lấy ra chút tặng thưởng, bằng không chẳng phải là quá không thú vị. Tặng thưởng, yêu thiên tử sững sờ, thiếu chút nữa thì nhìn không được bật cười, người muốn lấy cái gì làm tặng thưởng. Tiêu Phàm nhìn xa xa Tô La một cái, giang tay ra bên trong, một viên thải sắc thủy tinh hiện lên, nói, vật này làm sao? Bản nguyên tiên tinh, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ nghĩ không hiểu, một cái mới từ thái cổ thần giới đi tới người, là thế nào có được bản nguyên tiên tinh? Yêu thiên tử trong mắt lóe lên một vòng tham lam, hận không thể lập tức đem cái kia bản nguyên chi tinh đoạt tới, hắn nhịn xuống xúc động, trầm giọng nói, bản vương tự nhiên phụng bồi tới cùng. Còn mời chiến trưởng lão làm cái trọng tài. Tiêu Phàm đem bản nguyên tiên tinh giao cho Chiến Thiên Thành đều có chút trở tay không kịp, đối Tiêu Phàm ấn tượng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía yêu thiên tử nói, người bản nguyên tiên tinh đây. Yêu thiên tử nheo mắt, ra vẻ chấn định nói, có người đưa bản nguyên tiên tinh cho bản vương không có không cần đạo lý. Dứt lời, hắn cũng lấy ra một viên bản nguyên tiên tinh người cho Chiến Thiên Thành, nhiều người nhìn như vậy, Chiến Thiên Thành khẳng định không dám trắng trợn cướp đoạt hắn đồ vật. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Phàm lơ đễnh, nhếch miệng cười nói. Tiểu thí hài, đừng nói bản vương khi dễ ngươi, trước nhường ngươi ba chiêu. Yêu thiên tử ngoạn vị nhìn xem thí thần, cực kỳ khinh thường. Những người khác âm thầm lắc đầu, thí thần nhìn qua giống như bộ dáng thiếu niên, đoán chừng còn chưa trưởng thành, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Mà yêu thiên tử thành danh đã lâu, thực lực mạnh mẽ, phóng nhãn tiên cấm kiếp địa, cùng tuổi một đời bên trong, cũng chưa có người có thể so sánh. Bọn họ tự nhiên không coi trọng thí thần, đây hoàn toàn không phải cùng một cấp độ chiến đấu. Ngươi xác định, thí thần cổ quái nhìn xem yêu thiên tử. Yên tâm, bản vương nói lời giữ lời. Yêu thiên tử lơ đến khoát khoát tay, tựa như cho dù thắng thí thần, cũng không có thành tựu quá lớn cảm giác. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, thí thần nhếch miệng cười một tiếng, xòe bàn tay ra, một chuôi huyết chủy thủ màu đen hiện lên ở trong tay, huyết khí ngập trời, sát phạt chi khí khiếp người hết sức. Đây là, đám người thấy thế, không ít người lộ ra kinh hãi, cả người bốc khí một luồng hơi lạnh. Cái này cần giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng luyện ra kinh khủng như vậy huyết dao găm. Yêu thiên tử cũng nhíu mày, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hướng về phía thí thần ngoắc ngón tay. Thần thí, thí thần khẽ nói một tiếng, thân hình lóe lên, giống như thuấn di xuất hiện ở yêu thiên tử sau lưng, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm về phía yêu thiên tử ngực. Chỉ một thoáng, sát phạt chi khí nở rộ, tiên quang mãnh liệt, hư không đều giống như một tờ giấy mỏng, bị hắn xé mở một đạo nhỏ bé lỗ hổng, hỗn độn chi khí quay cuồng mà ra. Phải biết, tiên cấm kiếp địa không gian bích lũy thế nhưng là cực kỳ cường đại, cho dù là bình thường La Thiên Tiên Vương cũng vô pháp tùy tiện xé mở, dù chỉ là một đường vết rách. Yêu thiên tử cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn bản năng giơ lên bàn tay chống đối, cuồn cuộn tiên lực bành trướng, hóa thành một cái trưởng cương chụp về phía thí thần. Phốc phốc, thí thần huyết dao găm tùy tiện xé ra hắn trưởng cương, rạch ra bàn tay của hắn, một đạo huyết kiếm vẩy ra mà ra, năm ngón tay cùng nhau đứt gãy. Yêu thiên tử thân hình cấp tốc lui lại, vừa giận vừa sợ trừng mắt thí thần. Thí thần không có đuổi đánh tới cùng, đứng tại chỗ lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, ngươi không phải nói nhường ta ba chiêu sao. Lúc này mới chiêu thứ nhất mà thôi. Yêu thiên tử mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này tiểu thí hài vậy mà như thế cường đại, có thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Nếu không phải hắn kịp thời chống đối, bị chém rụng coi như không chỉ là năm ngón tay. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, thí thần thực lực hoàn toàn trấn trụ bọn họ.
Đây chính là yêu thiên tử a, lại bị hắn tổn thương tới. Kẻ này dĩ nhiên là hồng trần tiên vương cảnh, hơn nữa cực kỳ am hiểu sát phạt chi đạo, liền yêu thiên tử đều ăn rồi cái không nhỏ thua thiệt. Khó trách hắn dám khiêu khích yêu thiên tử, làm một cái từ thái cổ thần giới người tới, hắn thực lực đủ để kiêu ngạo. Ai nói không phải đây, lần trước thái cổ thần giới đến không ít người, mạnh nhất cũng chỉ là vô thượng thánh tổ mà thôi. Đám người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía thí thần ánh mắt lần thứ nhất phát sinh biến hóa, chí ít không có dám khinh thường hắn. Bản vương xác thực xem thường ngươi, đã như vậy, vậy liền đường đường chính chính một trận chiến a. Yêu thiên tử nhe răng cười một tiếng, vậy mà chủ động giết ra. Nói chuyện giống như đánh rắm, thật thối. Thí thần lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi sáng chói như thần điện. Hắn nhảy lên một cái, phóng tới yêu thiên tử, huyết dao găm bùng nổ sát phạt chi khí kém chút xé rách hư không. Bang bang, hai đạo va chạm kịch liệt tiếng trong hư không vang lên, hai người tốc độ quá nhanh, giống như hai tia chớp, nhanh đến người bình thường rất khó bắt. Cực đạo tiên vương, Chiến Thiên Thành đột nhiên thấp giọng kinh hô, dư quang nhịn không được liếc Tiêu Phàm một cái. Cái gì cực đạo tiên vương? Quân Tuyệt không hiểu nhìn xem Chiến Thiên Thành, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con người co rụt lại, đại trưởng lão, thí huynh, hắn là cực đạo tiên vương. Nói đến đây, hắn cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Phàm. Khó trách Tiêu Phàm cùng thí thần không nhìn yêu thiên tử, nguyên lai bọn họ thật sự có sức mạnh như vậy. Phủ chủ, cái gì là cực đạo tiên vương? Long Tiêu Vương nhìn không được bí mật truyền âm Tiêu Phàm. Cái gọi là cực đạo tiên vương, là bản nguyên đại đạo độ rộng đạt tới 3.000 mét, đột phá tiên vương cảnh về sau, bản nguyên đại đạo độ rộng không cách nào gia tăng, 3.000 mét chính là cực hạn, cho nên cũng nói là cực đạo tiên vương. Tiêu Phàm giải thích nói. Long Tiêu Vương nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, run giọng nói như vậy, ta. Không sai, ngươi cũng là cực đạo tiên vương. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm khẳng định. Long Tiêu Vương nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, thật lâu mới cưỡng ép khôi phục trấn định, nói như vậy, thí thần đại nhân thắng chắc. Khó mà nói, Tiêu Phàm híp hai mắt hướng về trời cao chiến đấu, trầm ngâm nói, yêu thiên tử bản nguyên đại đạo mặc dù không có 3.000 mét rộng, nhưng cũng có hơn 2.000 mét, không kém nhiều. Mà thí thần chỉ là vừa mới đột phá hồng trần tiên vương, bản nguyên đại đạo tăng phúc, cùng yêu thiên tử không kém nhiều, đương nhiên, thí thần hẳn là mạnh một điểm, nhưng đó cũng không phải tác dụng mang tính chất quyết định. Cái gì mới là tác dụng mang tính chất quyết định? Long Tiêu Vương không hiểu. Ngươi xem một chút liền biết, Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Không chung, khắp nơi đều là hai người tàn ảnh. Yêu thiên tử càng đánh càng kinh ngạc, thí thần danh giới cuối cùng. Một lần lại một lần từ vượt qua hắn tưởng tượng. Vô luận là tốc độ, hay là lực lượng, thậm chí tiên chi lực gia trì, đều không kém gì hắn bao nhiêu. Dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn tự tin, kinh nghiệm chiến đấu của mình, hẳn là xa không phải thí thần có thể so sánh. Nhưng mà, làm thí thần đâm bị thương hắn mấy lần về sau, hắn mới biết được, đối phương nghiễm nhiên chính là một người điên, xuất thủ tàn nhẫn. Quyết đoán, so sánh hắn cũng chắc chắn mạnh hơn. Rốt cục, yêu thiên tử không kiên trì nổi, bị thí thần đâm xuyên qua đầu vai, một cánh tay bị chém đứt, máu tươi cuồng phún. Hắn dùng tận lực lượng toàn thân, cùng thí thần đối kích một chưởng, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Run rế, ngươi rất tốt, yêu thiên tử nghiến răng nghiến lợi, triệt để nổi giận, có thể làm bị thương bản vương, ngươi đủ để tiếu ngạo thiên hạ, nhưng là nếu như cái này liền là ngươi danh giới cuối cùng. Vậy ngươi có thể chết. Ngươi làm sao biết ta danh giới cuối cùng là như thế? Thí thần đứng tại chỗ, thần sắc không hề bận tâm, ngoắc ngón tay nói, cho ta nhìn xem, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Ngươi sẽ biết, yêu thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa, một cỗ mang hoang túc sát chi khí từ trên người hắn bộc phát ra. Hơi thở thời gian, yêu thiên tử biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu toàn thân hiện lên huyết sắc cự long, dưới hạ thể sinh ra ngũ trảo, vô cùng dữ tợn. Hắn quanh thân, càng là đan sen vô tận tia chớp màu đỏ ngòm, lôi đình tiếng điếc tai nhức óc. Thái cổ kiếp long, thí thần nhìn thấy yêu thiên tử bản thể, không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới yêu thiên tử vậy mà biến hóa thành bản thể, đây là thật sự quyết tâm a. Tử kỳ của ngươi đến, yêu thiên tử hét giận dữ. Thanh âm vang vọng vân tiêu, không đúng, chúng ta bây giờ là luận bàn, cho nên,
bản vương sẽ không giết chết ngươi, chỉ có thể phế bỏ ngươi. Một đầu có được thái cổ kiếp long huyết mạch tiểu trùng mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thái cổ kiếp long. Thí thần cười nhạo một tiếng, nếu như cái này liền là ngươi ranh giới cuối cùng, chiến đấu dừng ở đây rồi. Cuồng vọng, yêu thiên tử ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất tiêu hóa. Bản thân đường đường thái cổ kiếp long huyết mạch hậu duệ, sẽ bại bởi ngươi một cái không danh tiếng tiểu tử. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, chỉ là sau một khắc, hắn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, thí thần thân hình lóe lên, đột nhiên tại chỗ biến mất, thay vào đó là một đầu vạn trượng lớn quái vật khổng lồ. Cái kia đen nhánh lân giáp, đỏ như máu ánh mắt, người xem tim mật phát run. Thí thần tổ thú. Đám người cũng có người kinh hô mà ra, nhận ra cái kia quái vật khổng lồ thân phận. Yêu thiên tử cái kia to lớn con người cũng bỗng nhiên co rút lại một chút, hắn mặc dù có được thái cổ kiếp long huyết mạch, nhưng cuối cùng không phải chân chính thái cổ kiếp long. Mà thí thần, là chân chính thí thần tổ thú. Một cái tên giả mạo, một cái hàng thật, chỗ nào có thể so sánh đây? Đến, cho ta nhìn xem ngươi át chủ bài. Thí thần thanh âm giống như thiên lôi, nâng lên một cái móng vuốt, hung hăng hướng về yêu thiên tử đầu đập tới. Giống, yêu thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hắc sắc lôi điện, đồng thời cái đuôi lớn hất lên, cấp tốc hướng về thí thần rút đi. Nhưng mà, thí thần lại là không chút hoang mang, một cái móng vuốt quét ngang mà ra, mạnh mẽ vỡ nát hắc sắc lôi điện, tốc độ không giảm, một bàn tay trọng trọng đập vào yêu thiên tử trên đầu. Mắt thấy yêu thiên tử cái đuôi phá không mà tới, hắn một cái móng khác, nhẹ nhàng tìm tòi, tiên chi lực hóa thành một cái cự chảo, trực tiếp nắm yêu thiên tử cái đuôi. Ngay sau đó, hắn hai cái móng vuốt ôm yêu thiên tử cái đuôi, dùng hết toàn lực hướng xuống đất rơi đập đi. Oanh, âm thanh lớn nghĩ đến vân tiêu, mặt đất kịch liệt rung động, loạn thạch vẩy ra, bụi bặm tràn ngập. Đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều ngây dại. Đây chính là yêu thiên tử a, lại bị người đè lên đánh. Căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đại trưởng lão, hắn thật là đến từ thái cổ thần giới. Hắc y nam tử Tô La chẳng biết lúc nào đi tới chiến thiên thành bên cạnh, kinh ngạc nhìn phía xa chiến đấu, nhịn không được hỏi. Phải biết, hắn Tô La thế nhưng là hoang tiên thành đỉnh cấp thiên tài, nhưng là chỉ có thể cùng yêu thiên tử tương đương nhau mà thôi. Nhưng mà... thí thần lại là chân chính nghiền ép yêu thiên tử, nhưng hắn làm sao bình tĩnh đây? Hắn hoàn toàn không thể tin được, một cái đến từ thái cổ thần giới tu sĩ, vậy mà như thế biến thái, dù cho hắn là thí thần tổ thú. Chính xác 100%, chiến thiên thành gật gật đầu, nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch tiêu phàm cùng thí thần vì sao dám khiêu khích yêu thiên tử, hóa ra bọn họ vừa bắt đầu liền không có đem yêu thiên tử để vào mắt. Thí thần cường đại như thế, cái kia tiêu phàm đây. Tại hạ Tô La, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tô La nhìn về phía tiêu phàm, chắp tay nói. Tiêu phàm cười cười, về sau tất cả mọi người là hoang tiên thành người, xin nhiều chiếu cố. Tô La bất đắc dĩ cười nói, tiêu huynh, về sau được các ngươi chiếu cố ta mới đúng. Tốt, đều đừng nịnh hót, lão tử nhìn xem đều phiền. Chiến thiên thành cắt đứt hai người nói chuyện. Tô La, trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ vừa lúc đụng tới yêu thiên tử? Tiêu phàm nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, chẳng lẽ trong đó còn có không muốn người biết sự tình? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng xác thực phát hiện một chút kỳ quặc. Tiên cấm kiếp địa chỉ là một cái tàn phá thế giới, cũng không phải là giống như cái khác tinh thần đồng dạng, chính là một cái hình cầu, tiên cấm kiếp địa chỉ là một cái bình diện thế giới mà thôi. Tuy nói lục đại tiên thành hiện lên một chữ sắp xếp, có thể hoang tiên thành cùng yêu tiên thành trung gian còn cách hai đại tiên thành, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, yêu thiên tử làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tô La nhìn yêu thiên tử một cái, há miệng muốn nói, thần sắc 10 điểm xoắn suýt. Nam tử hán đại trượng phu, ấp úng cùng một nương môn một dạng làm cái gì? Chiến thiên thành một cước đá vào Tô La trên mông, hung tợn nói. Tô La thở sâu, nói thuộc hạ hoài nghi. Yêu thiên tử cấu kết hỗn độn tiên linh tộc, cái gì? Chiến thiên thành sắc mặt đại biến, người xác định, Tô La lắc đầu, nhớ lại lúc trước gặp phải sự tình, cẩn thận giảng thuật một lần. Một tháng trước, hắn một thân một mình tiến về hỗn độn khư địa lịch luyện, cái gọi là lịch luyện,
cũng chính là tìm kiếm bản nguyên tiên tinh. Đạt tới tiên vương cảnh, muốn càng thêm tiến một bước, chỉ dựa vào bản thân bế quan tu luyện, không muốn biết năm nào tháng nào. Bản nguyên tiên tinh không thể nghi ngờ là một đầu đường tắt, cũng chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người đều sẽ mạo hiểm tiến vào hỗn độn khư địa. Nhưng vô số tuế nguyệt đến nay, hỗn độn khư địa đại bộ phận địa vực đều bị người tìm khắp cả, muốn có được bản nguyên tiên tinh biết bao khó khăn. Chính là bởi vì như vậy, một lần này, Tô La tiến nhập hỗn độn khư địa chỗ sâu. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, mấy ngày trước, hắn đụng phải mấy cái hỗn độn tiên linh tộc vây công hai cái vạn tộc tu sĩ, Tô La không chút do dự tham dự trong đó. Nghe những cái kia vạn tộc tu sĩ nói, bọn họ là cùng yêu thiên tử cùng đi. Nhưng lại gặp gỡ hỗn độn tiên linh tộc trước đó, yêu thiên tử đột nhiên cùng bọn hắn một người phát sinh tranh chấp, thối lui ra khỏi đội ngũ. Cũng liền ở yêu thiên tử rời đi chỉ chốc lát sau, hỗn độn tiên linh tộc vừa lúc xuất hiện. Mặc dù có Tô La gia nhập, nhưng địch nhiều ta ít, bọn họ cuối cùng không địch lại, hai cái kia vạn tộc tu sĩ bị phong ấn. Bị phong ấn thời khắc, hai cái kia vạn tộc tu sĩ đem hai khối bản nguyên tiên tinh ném cho hắn. Tô La mang theo hai viên bản nguyên tiên tinh đào tẩu, nhưng vừa vặn thoát đi khoảng cách mấy trăm dặm, liền bị yêu thiên tử chặn đánh. Cái này cũng không thể giải thích yêu thiên tử cấu kết hỗn độn tiên linh tộc. Chiến thiên thành hơi hơi nhíu mày, sự tình chỉ có thể nói trùng hợp một điểm, cũng không thể tính chứng cứ. Cho nên ta chỉ là hoài nghi, Tô La gật gật đầu, bất quá, hỗn độn khư địa mặc dù thời không rối loạn, nhưng yêu thiên tử cách xa nhau khoảng cách mấy trăm dặm, nhất định là có thể nghe được chiến đấu thanh âm. Hắn xem như vạn tộc một thành viên, lại trơ mắt nhìn mình người bị hỗn độn tiên linh tộc phong ấn, đây là sự thật. Chiến thiên thành gật đầu một cái, nhìn qua nơi xa chiến đấu yêu thiên tử, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị. Hai người kia bộ dáng ngươi nhớ kỹ à? Chiến thiên thành hỏi. Nhớ kỹ, Tô La gật gật đầu, lấy tay vung lên, hai đạo từ tiên chi lực biến thành thân ảnh hiện lên ở trước người. Ta sẽ thông chi mặt khác năm thành người. Chiến thiên thành thần sắc nghiêm lại, lại quay người khuyên bảo Tiêu Phàm nói, quay đầu các ngươi nhớ kỹ lịch cổ đến nay bị phong ấn người. Các ngươi về sau tiến vào hỗn độn khư địa, phàm là gặp, cần phải cẩn thận. Tiêu huynh, ngươi hẳn là không biết khư tộc A, khư tộc có thể biến ảo bị phong ấn người, rất khó phân biệt. Tô La cũng trịnh trọng nhắc nhở nói. Tiêu Phàm kinh ngạc, lo lắng nói, lịch cổ đến nay, bị phong ấn vạn tộc tu sĩ hẳn là vô số kể A. Không sai, đây cũng là vạn tộc gặp phải to lớn nhất nguy cơ. Chiến thiên thành vẻ mặt nghiêm túc, nếu như một ngày kia, khư tộc tất cả mọi người biến thành những cái kia bị phong ấn người, tuyệt đối là vạn tộc tai nạn. Liền không có nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiêu Phàm nhíu mày. Như thế nào giải quyết? Chiến thiên thành đắng chát cười một tiếng, bất quá ngươi cũng yên tâm, ở địa phương khác chúng ta không cách nào phân biệt khư tộc, nhưng ở lục đại tiên thành, bọn họ chỉ có thể lộ ra nguyên hình. À, vì sao? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Tiêu Phàm nội tâm nhìn không được thay vạn tộc nhéo một cái mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ là nghĩ đến khư tộc biến thành vạn tộc tu sĩ giết vào lục đại thiên thành, liền tê cả ra đầu. Nếu là có thể phân biệt khư tộc thân phận còn tốt, mấu chốt là vạn tộc căn bản không có biết những phương pháp khác. Lục đại thiên thành có được lục đạo luân hồi chi lực, khư tộc bước vào, vô luận biến thành ai cũng biết lộ ra nguyên hình. Chiến thiên thành giải thích nói, trong mắt cũng đều là thần sắc lo lắng. Vô số năm qua, lục đại tiên thành một mực không thể giải quyết vấn đề này, ai cũng biết hắn tương lai khả năng dẫn đến vạn tộc hủy diệt, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí, lục đại tiên thành cũng sống bắt qua không ít khư tộc nghiên cứu qua, khư tộc cấu tạo hết sức đặc thù, có thể đến nay cũng không có thể nghiên cứu ra phân biệt khư tộc phương pháp. Lục đạo luân hồi chi lực có thể phân biệt khư tộc. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Tu luyện lục đạo luân hồi kinh hắn. Có thể nói đã nắm giữ chân chính lục đạo luân hồi chi lực. Bất quá hắn còn chưa bao giờ đem lục đạo luân hồi chi lực cùng ứng phó khư tộc liên hệ với nhau. Không sai, đây cũng là cho đến trước mắt, duy nhất có thể phân biệt khư tộc thủ đoạn. Chiến thiên thành gật gật đầu, hắn tự nhiên không biết, Tiêu Phàm bản thân liền nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực. Tiêu Phàm không nói thêm gì, hắn đương nhiên sẽ không nói cho chiến thiên thành. Về sau có rất nhiều cơ hội cùng khư tộc giao thủ. Đến lúc đó có thể hảo hảo xác minh một lần. Đương nhiên, cho dù lục đạo luân hồi chi lực không cách nào phân biệt khư tộc, có được căn thần thức vạn nguyên huyễn thú nó, cũng có thể tùy tiện phân biệt được.
trừ phi hắn gặp khư tộc phẩm giai so vạn nguyên huyễn thú hiếu thắng. Không chung, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Yêu thiên tử thực lực xác thực không yếu, khó trách hắn kiêu căng như thế, quả thật có hắn vốn liếng. Tiêu Phàm quan sát, yêu thiên tử bản nguyên đại đạo chiều dài đã đến gần vô hạn 3.000 mét, tùy thời đều có thể đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh. Mặt khác, hắn bản nguyên đại đạo độ rộng, 89 phần 10 đạt đến 2.500 mét, có thể cho thực lực bản thân tăng phúc 2 điểm gấp 5. Tăng thêm bản nguyên đại đạo chiều dài 1.2 lần tăng phúc, tổng cộng có được phổ thông tiên vương cảnh gấp 3 tăng phúc. Đáng tiếc, hắn gặp là thí thần. Thí thần mặc dù vừa mới đột phá tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo chiều dài chỉ là tương đương với phổ thông tiên vương cảnh, nhưng hắn bản nguyên đại đạo độ rộng thế nhưng là 3.000 mét. Nói cách khác, hắn cũng đồng dạng có được phổ thông tiên vương cảnh gấp 3 thực lực tăng phúc. Đột phá tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo độ rộng ưu thế rốt cục triển hiện ra. Quang từ một điểm này phán đoán, hai người thực lực hẳn là không kém nhiều. Nhưng một điểm khác, thí thần lại là toàn thắng yêu thiên tử, kia liền là huyết mạch cùng thể chất. Thân làm thiên hạ đệ tam thần thú thí thần tổ thú, có lẽ không địch lại thiên hạ đệ nhị thần thú thái cổ kiếp long, nhưng hoàn toàn có thể nghiền ép thái cổ kiếp long hậu duệ. Chỉ thấy thí thần vung ra to lớn móng vuốt, lần nữa hung hăng đem yêu thiên tử đầu chụp về phía mặt đất, theo vào trong đất đá. Yêu thiên tử cái đuôi điên cuồng vung vẩy, muốn quất bay thí thần, bộ dáng kia nhìn qua 10 điểm khôi hài. Sau nửa ngày, yêu thiên tử dùng hết toàn lực tránh thoát thí thần ma chảo, toàn thân máu me đầm đìa, chật vật tới cực điểm. Hắn đỏ bừng hai mắt, căm tức nhìn thí thần, dường như nhận lấy nhục nhã quá lớn. Đường đường yêu thiên tử, cùng tuổi một đời bên trong vô địch tồn tại, lại bị người trước mặt nhiều người như vậy chà đạp, hắn hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Quá mất mặt, người bại, thí thần lãnh đạm nhìn xem yêu thiên tử, nhếch miệng cười nói, còn đến hay không? Nói ra lời này thời khắc, thí thần đứng thẳng lên, vỗ vỗ hai chi chân trước, rất có nhao nhao muốn thử ý tứ. Yêu thiên tử trầm mặc không nói, hắn không muốn thừa nhận thất bại. Một viên bản nguyên tiên tinh dĩ nhiên trọng yếu, nhưng hắn thấy, vẫn không có bản thân thanh danh trọng yếu. Nhưng đối mặt thí thần, hắn căn bản không có nửa điểm chiến thắng nắm chắc, còn thế nào? Liền biết ngươi không cam tâm, vậy liền tiếp tục a, vừa vặn ta còn không có chơi chán đây, bất quá lần tiếp theo, coi như không chỉ là đem ngươi đầu đánh vào trong đất đơn giản như vậy. Thí thần tiến lên, vạn trượng thân thể che khuất bầu trời, mỗi đi một bước, thiên khung đều bỗng nhiên run rẩy một cái. Yêu thiên tử mí mắt cuồng loạn, cái chán huyết dịch chảy vào ánh mắt bên trong, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn nội tâm vùng vẫy chốc lát, lạnh rên một tiếng, hoang thiên thành quả nhiên không biết xấu hổ, vì lừa gạt bản vương bản nguyên tiên tinh, vậy mà áp dụng xa luân chiến. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lần nữa biến thành hình người. Mặc dù không có thừa nhận thất bại, nhưng hắn đã không có chiến phía dưới định đi. Hôm nay đã đủ mất mặt, tái chiến tiếp, chỉ có thể mất mặt hơn. Hoang tiên thành tu sĩ nghe vậy, tức giận hết sức. Cái gì xa luân chiến, còn không phải chính ngươi cho rằng ăn chắc cái này tân nhân, tham lam đối phương bản nguyên tiên tinh. Lại nói, lại không có người bức bách ngươi, là ngươi bản thân đáp ứng. Chiến thiên thành khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Việc này nếu là truyền đi, người khác còn vì bản thân hoang tiên thành ỷ mạnh hiếp yếu đây. Nói như vậy, ngươi không thừa nhận trận chiến này kết quả. Không đợi chiến thiên thành mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên bước ra một bước, xuất hiện ở thí thần bên cạnh. Bản vương cùng Tô La chiến đấu, tiêu hao đại bộ phận tiên chi lực, lúc này mới rớt lại phía sau nửa chiêu, trận chiến này tự nhiên tính không được, đem bản nguyên tiên tinh còn cho bản vương. Yêu thiên tử cười lạnh nói. Phốc, đột nhiên, thí thần nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì, yêu thiên tử nhíu mày. Ta đột nhiên phát hiện, thực lực ngươi không được tốt lắm. Mặt dày mày dạn bản sự lại là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ yêu tiên thành đều không biết xấu hổ? Thí thần vẻ mặt thành thật nhìn xem yêu thiên tử. Những người khác nghe vậy, cũng tất cả đều cười ha hả. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua yêu thiên tử như thế mất mặt, tất cả đều có loại cảm giác hãnh diện. Yêu thiên tử, vừa rồi một trận chiến, ta đã ghi xuống, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng bại chính là bại, bản nguyên tiên tinh không có khả năng trả lại cho ngươi. Mặt khác, người có thừa nhận hay không đều không trọng yếu, ta cũng như thế sẽ đem ký ức thủy tinh truyền khắp lục đại tiên thành. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi,
Yêu Thiên Tử giận tím mặt. Những người khác cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà chuẩn bị ở sau. Cút đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm không thèm để ý Yêu Thiên Tử, như đuổi ruồi một dạng phất phất tay. Ngươi tự tìm cái chết. Yêu Thiên Tử tức giận, mạnh mẽ sát khí quét sạch mà ra, hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Làm càn, không đợi Tiêu Phàm động thủ, Chiến Thiên Thành lạnh giọng quát mắng, vậy mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Yêu Thiên Tử sắc mặt khó xử tới cực điểm, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Yêu Thiên Tử, người bại. Chiến Thiên Thành nhàn nhạt mở miệng, ở trước mặt tất cả mọi người, đem bản nguyên tiên tinh cho Tiêu Phàm. Thí thần, chiến lợi phẩm của ngươi. Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiện tay liền đem hai viên bản nguyên tiên tinh ném cho thí thần. Những người khác vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là bản nguyên tiên tinh a, hắn liền dễ dàng như vậy cho người ta. Tiểu tử, ngươi tên gì? Yêu Thiên Tử ánh mắt như kiếm, ác độc hướng về Tiêu Phàm. Một cái thủ hạ bại tướng, còn chưa xứng biết rõ ta danh tự, cút đi. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, miệt thị nhìn xem Yêu Thiên Tử. Yêu Thiên Tử lửa giận cũng nhìn không được nữa, trong nháy mắt phun phát ra, tiểu tử, dám hay không cùng bản vương chiến một trận? Không dám, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi trả lời, như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Yêu Thiên Tử. Những người khác một trận kinh ngạc, nghe được Yêu Thiên Tử khiêu khích, bọn họ nội tâm cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Tiêu Phàm thực lực, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm quả quyết như vậy cự tuyệt. Thứ hèn nhát, Yêu Thiên Tử quát lạnh một tiếng, nội tâm mừng thầm. Rốt cục tìm về điểm mặt mũi. Ngươi dạng này mặt dày mày dạn người, ta sợ ngươi lại kiếm cớ đổi ý, nói chúng ta lấy nhiều khi ít, đối với ngươi xa luân chiến. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Yêu Thiên Tử sắc mặt cứng đờ, như cùng ăn chuột chết một dạng khó chịu. Đám người nghe vậy, không ít người nhìn không được cười lên. Chiến Thiên Thành cười híp mắt đứng ở bên cạnh, giống như một con cáo giả, hắn hiển nhiên cũng muốn biết Tiêu Phàm thực lực làm sao. Nhìn thấy Yêu Thiên Tử ăn quả đắng, hắn nội tâm tự nhiên là vô cùng cao hứng. Đã bao nhiêu năm, Hoang Tiên Thành một mực bị những người khác năm đại tiên thành ép tới gắt gao, bây giờ rốt cục phá thiên hoang tranh khẩu khí. Thân làm Hoang Tiên Thành đại trưởng lão, hắn tự nhiên mở mày mở mặt. Cút đi, ta thời gian rất quý giá. Tiêu Phàm nhìn thấy Yêu Thiên Tử không nhúc nhích, lập tức hề lạc đạo. Yêu Thiên Tử khẽ cắn môi. Vẻ mặt không cam lòng nói, bản vương đánh cược với ngươi một viên bản nguyên tiên tinh, không, hai viên. Nói xong, Yêu Thiên Tử trong tay quang mang lóe lên, hai viên tỏa ra ánh sáng lung linh bản nguyên tiên tinh hiện lên ở lòng bàn tay. Đám người lộ ra vẻ hâm mộ, Yêu Thiên Tử người này mặc dù ngang ngược càn rỡ một điểm, nhưng là nhà này ngọn nguồn, xác thực 10 điểm giàu có, xa không phải bọn họ có thể so sánh. Không hứng thú, Tiêu Phàm lắc đầu. Hai viên bản nguyên tiên tinh. Hắn xác thực không có quá nhiều hứng thú, thí thần đã cho Hoang Tiên Thành lấy lại danh dự, hắn cũng không muốn bại lộ bản thân thực lực. Thứ hèn nhát, Yêu Thiên Tử lại tìm về phía trước tự tin, bản vương còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới như Hoang Tiên Thành những người khác đồng dạng, đều là đám rác rưởi. Ngươi tự tìm cái chết, Yêu Thiên Tử, ngươi tính là thứ gì, tin hay không ngươi không thể rời bỏ Hoang Tiên Thành. Đám người tức giận hết sức, nhao nhao la ầm lên. Nhưng lại không một người chủ động tiến lên, chỉ có Tô La có chút dục dịch. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, hai viên bản nguyên tiên tinh, thực sự câu không nổi hứng thú của ta, ngươi muốn là có 10 mai bản nguyên tiên tinh, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh. Ngươi cho rằng bản nguyên tiên tinh là cái gì? Yêu Thiên Tử cười lạnh. Những người khác cũng bị Tiêu Phàm mà nói làm cho sợ hết hồn, bản nguyên tiên tinh biết bao chân quý. Bình thường Hồng Trần Tiên Vương lại làm sao có thể cầm được ra 10 mai. Đừng nói Yêu Thiên Tử, liền xem như Chiến Thiên Thành cũng chưa chắc cầm ra được. Tiểu tử này không phải là sợ hãi Yêu Thiên Tử, cho nên mới cố ý nói ra lời này à. Vậy ngươi có thể xuất ra bao nhiêu? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, quá ít, ta lười nhác động thủ. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ sinh ra một loại ảo giác, luôn cảm giác Tiêu Phàm là đang lừa Yêu Thiên Tử bản nguyên tiên tinh. Yêu Thiên Tử nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem thấu Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiểu tử này là thật sợ chứ, hay là đang lừa dối bản thân? Bốn mai bản nguyên tiên tinh, Yêu Thiên Tử đột nhiên thở sâu, trầm giọng nói, điều kiện tiên quyết là, người cũng có thể xuất ra bốn mai bản nguyên tiên tinh.
Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới yêu thiên tử thực có can đảm cùng bản thân cược. Bất quá, bốn mai bản nguyên tiên tinh, hắn thật đúng là không lấy ra được. Thí thần, Tiêu Phàm vươn ra bàn tay. Thí thần bất đắc dĩ, đem hai viên bản nguyên tiên tinh đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại nhìn về phía chiến thiên thành, gãi gãi đầu, đại trưởng lão, cho ta mượn hai viên bản nguyên tiên tinh làm sao? Ách chiến thiên thành sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tiêu có lại không ít bản nguyên tiên tinh đây. Người nhà liền bốn mai bản nguyên tiên tinh đều không lấy ra được, mới mở miệng liền muốn cùng người khác cược 10 mai. Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn tay không bắt cướp, còn non lắm. Yêu thiên tử ngửa mặt lên trời cười to. Làm Tiêu Phàm nói ra cùng hắn cược 10 mai bản nguyên tiên tinh thời khắc, hắn thật vẫn giật nảy mình. Tiêu Phàm nếu có nhiều như vậy bản nguyên tiên tinh, giải thích hắn thực lực tất nhiên bất phàm, bằng không mà nói, hắn dựa vào cái gì lấy được nhiều như vậy bản nguyên chi tinh. Bất quá bây giờ, nhìn thấy Tiêu Phàm liền bốn mai bản nguyên chi tinh đều không lấy ra được, hắn thực lực lại có thể cường đại đến đi đâu đây? Hoàng tiên thành đều là một đám quỷ nghèo, sẽ không liền bốn mai bản nguyên tiên tinh đều thu thập không đủ a. Yêu thiên tử dương dương đắc ý. Thua với thí thần chàng tử, rốt cục tìm trở về. Chiến thiên thành nguyên bản còn chuẩn bị cự tuyệt Tiêu Phàm, có thể nghe được yêu thiên tử lời này, hắn trực tiếp lấy ra hai viên bản nguyên tiên tinh. Tạ đại trưởng lão, quay đầu nhiều trả lại ngươi một viên. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến chiến thiên thành thật nguyện ý cho hắn mượn bản nguyên tiên tinh. Chiến thiên thành khoát khoát tay, trầm giọng nói, không muốn cho hoang tiên thành mất mặt, cho dù bại cũng không thể ném hoang tiên thành uy phong. Tiêu Phàm cười cười, không có trả lời chiến thiên thành mà nói, lại chuyển hướng yêu thiên tử tốt, có thể bắt đầu. Chờ chờ, yêu thiên tử híp híp hai mắt. Nói, ngươi sẽ không còn muốn để chiến thiên thành làm trọng tài a? Vạn nhất ta thắng, hắn không cho ta bản nguyên tiên tinh đây. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm không hứng thú lắm. Hắn mặc dù không có bao nhiêu bản nguyên tiên tinh, có thể càng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hô, vừa dứt lời, chân trời một bóng người kích xạ mà tới, tốc độ nhanh chóng, để người chố mắt đứng nhìn. Một hơi không đến. Cả người khoác màu mực vân văn bào nam tử xuất hiện ở yêu thiên tử cách đó không xa, thần sắc đạm mạc quét toàn trường một cái, cuối cùng nhìn về phía yêu thiên tử nói, tiểu thiên, chuyện gì xảy ra? Bái kiến đại trưởng lão, yêu thiên tử cung kính thi lễ, chuyện là như thế này. Ngay sau đó hắn đem chuyện nguyên vị đơn giản giảng thuật một lần, nam tử khẽ nhíu mày, sắc bén ánh mắt đâm về phía Tiêu Phàm. Thiên hống, đã lâu không gặp, chiến thiên thành một bước đi tới Tiêu Phàm bên cạnh. Khẽ mỉm cười nói. Thiên hống, nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm hơi sững sờ, luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Chiến thiên thành, lấy nhiều khi ít, cũng không phải phong cách của ngươi. Gọi thiên giống nam tử híp híp hai mắt. Ha ha, người yêu tiên thành người đến ta hoang tiên thành khiêu khích, bọn họ đều là vì thay hoang tiên thành tranh khẩu khí mà thôi. Chiến thiên thành nhe răng cười một tiếng. Ngươi nếu là cảm thấy ta người làm nhục hắn, rời đi là được, chiến mỗ tuyệt không ngăn trở. Tiêu Phàm không khỏi đối chiến thiên thành lau mắt mà nhìn, lão gia hỏa này nhìn qua tùy tiện, trên thực tế tiếu lý tàng đao, căn bản chính là một đầu khẩu Phật tâm xà. Hắn nói ra lời này, rõ ràng là cố ý khích nộ thiên giống a. Thiên hống nếu là cứ như vậy mang yêu thiên tử rời đi, về sau tất nhiên có thêm một cái không đánh mà chạy xú danh. Hừ. Yêu tiên thành người cho tới bây giờ đều là ở đâu té ngã, ở nơi nào đứng lên. Thiên hống lạnh rên một tiếng, bất quá, bốn mai bản nguyên tiên tinh cũng quá tiểu gia tử khí, làm sao cũng phải góp cái 10 mai. Chiến thiên thành khóe miệng giật một cái, yêu tiên thành người tài đại khí thô, quả nhiên đại khí. Mấu chốt là, hắn đường đường một thành đại trưởng lão đều không lấy ra được a. Bất quá, thân làm một thành đại trưởng lão, hắn tự nhiên không thể bị mất mặt. Mặt ngoài làm bộ hoàn toàn thất vọng, tất nhiên người muốn tặng cho ta, tự nhiên không có không thu đạo lý. Nói xong, hắn lại bí mật truyền âm Tiêu Phàm, tiểu tử, có nắm chắc hay không? 6-4 phân, Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái gì 6-4 phân? Chiến thiên thành vẻ mặt mộng bức, ta hỏi ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng yêu thiên tử, ngươi theo ta nói 6-4 phân. Ta 6 ngươi 4, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Chiến thiên thành hậu chi hậu giác, giờ mới hiểu được Tiêu Phàm là ý gì, lập tức mặt sạm lại, dựa vào cái gì. Chiến đấu là ta, mà ngươi lại tay không bắt sói.
Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều. Chiến Thiên Thành hận không thể hung hăng rút Tiêu Phàm một trận, không vui nói, nhưng ngươi nếu thua, ta phải cho 8 cái bản nguyên tiên tinh, cho nên ngươi thắng, ta cũng muốn 8 cái. Vậy quên đi, ta không chiến. Tiêu Phàm trực tiếp không làm. Ngươi, Chiến Thiên Thành thiếu chút nữa thì bạo khởi, nha, lão tử mặt mũi đều mang lên đi, ngươi nói không làm. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ném Hoang Tiên Thành mặt? Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm thật đúng là không sợ, dù sao hắn chỉ là một người mới mà thôi, mà hắn là đại trưởng lão, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Hoang Tiên Thành. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, Chiến Thiên Thành kém chút không xù lông, cuối cùng khẽ cắn môi, tốt, lão tử đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nếu bị thua, lão tử liền đem ngươi ném vào Hỗn Độn Khư Địa, lúc nào gọp đủ 8 cái bản nguyên tiên tinh mới có thể đi ra ngoài. Thành giao. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, hai mai này bản nguyên tiên tinh ta liền trước thu lấy. Nói xong, không được Chiến Thiên Thành bão nổi, Tiêu Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiểu tử này, Chiến Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi, bản thân đường đường đại trưởng lão, Hỗn Nguyên Tiên Vương, vậy mà tại một cái Hồng Trần Tiên Vương trên tay ăn quả đắng, cái này khiến hắn làm sao không khó chịu sao. Thở sâu, hắn ánh mắt nhìn về phía không trung, cũng không nhắc lại cùng bản nguyên chi tinh. Lấy hắn cùng Thiên Hống địa vị, tự nhiên không có khả năng chơi xấu. Không chung, Tiêu Phàm cùng Yêu Thiên Tử xa xa tương đối. Vị tiền bối này, đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn về phía lời nói ra Thiên Hống nói, ngươi nếu là có đan dược gì, trước hết để cho hắn khôi phục tiên chi lực, nếu không ta sợ hắn còn nói ta khi dễ hắn. Thiên Hống khẽ nhíu mày, hắn rất khó chịu bị một tên tiểu bối chế nhạo. Tiểu tử, đối phó ngươi, bản vương cho dù không ở đỉnh phong, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại ngươi. Yêu Thiên Tử vênh váo hống hách nói. Đừng, coi như ngươi có thể đánh bại ta cảm thấy vẫn là không muốn cho ngươi kiếm cớ tốt. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Nuốt vào, Thiên Hống nghe vậy, dường như mất kiên trì, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bỗng nhiên bắn về phía Yêu Thiên Tử. Yêu Thiên Tử lấy tay bắt lấy, là một cái khôi phục tiên chi lực đan dược. Ngay sau đó cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bản vương. Nói xong, hắn một ngụm nuốt vào, khí tức trên thân lập tức kéo lên một mảng lớn, thể nội tiên chi lực khôi phục đỉnh phong. Ai, lãng phí một viên đan dược, không bằng trực tiếp cho ta. Nơi xa, thí thần nhìn thấy một màn này, thở dài. Ngươi cảm thấy hắn khả năng thắng. Chiến Thiên Thành hỏi, nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đây chính là 10 mai bản nguyên tiên tinh. Xin đem, người cảm thấy, cùng, có thể, bỏ đi. Thí thần 10 điểm chắc chắn nói. Bên cạnh Long Tiêu Vương cũng vẻ mặt đồng tình nhìn xem Yêu Thiên Tử, lấy Tiêu Phàm thực lực, ứng phó Yêu Thiên Tử, hơi có chút đại pháo đánh con muỗi cảm giác, quá lãng phí. Tốt, tiểu tử, chịu chết đi. Yêu Thiên Tử quát chói tai một tiếng, cánh tay bỗng hóa thành vuốt rồng, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cẩn thận, đám người kinh hô, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng. Thí thần chiến thắng Yêu Thiên Tử, quả thật làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không cho rằng, Tiêu Phàm cũng có thể làm đến. Dù sao, Yêu Thiên Tử thế nhưng là cùng tuổi một đời người nổi bật, chỉ có cực đạo tiên vương có thể ổn áp hắn một bậc. Vừa dứt lời, Yêu Thiên Tử đã đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Tất cả mọi người nhìn không được thay hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đại ca, coi như ngươi lợi hại, nhưng cũng không thể như thế khinh địch a. Mọi người đồng dạng là Hồng Trần Tiên Vương, ngươi có mạnh hơn lại có thể so Yêu Thiên Tử cường đại đến đi đâu đây. Chỉ là, một màn kế tiếp, lại là để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy Yêu Thiên Tử chảo cương sắp xé nát Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động, hắn nhẹ nhàng giò ra tay phải. Ba, một tiếng vang giòn. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Yêu Thiên Tử cả người bỗng nhiên hướng xuống đất rơi đập đi, trên mặt càng là nhiều hơn một cái đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Rất nhiều người lộ ra không thể tin được bản thân nhìn thấy, dùng sức dụi dụi con mắt. Một bàn tay, Tiêu Phàm vậy mà một bàn tay liền tát bay Yêu Thiên Tử, đối phương không có lực phản kháng chút nào. Chiến Thiên Thành cùng Thiên Hống cũng trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn cũng là cực đạo tiên vương. Tô La run giọng nói, không, liền xem như cực đạo tiên vương, cũng không khả năng tùy tiện quất bay Yêu Thiên Tử, cái gì cực đạo tiên vương.
Thí thần khó hiểu nói. Bọn họ nói bản nguyên đại đạo đạt tới 3.000 mét chính là cực đạo tiên vương. Long Tiêu Vương giải thích nói, khóe miệng có chút co lại, vẻ mặt cười khổ. Bọn họ mặc dù không biết Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không chỉ 3.000 mét. Đương nhiên, lời này bọn họ là không thể nào nói cho những người khác. Tiêu Phàm càng mạnh, bọn họ lại càng an toàn. Hỗn trướng, Yêu Thiên Tử tức giận thanh âm từ phế tích truyền ra, tất cả lửa giận đều hóa thành sát ý. Thật mất thể diện, bản thân bại bởi thiếu niên kia thì cũng thôi đi, lại bị người trước mặt nhiều người như vậy tát một bạt tai. Giống, phóng tới Tiêu Phàm thời khắc, Yêu Thiên Tử ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp biến thành một đầu vạn trượng cự long, thân thể cao lớn rung động hư không, sắc bén móng vuốt nổi giận chém mà xuống. Ba, nhưng mà, không đợi hắn tới gần Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy trước mắt khẽ động mị ảnh hiện lên. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, má bên kia truyền đến một trận đau nhói, ngay sau đó hắn thân thể khổng lồ không nghe sai khiến, lần nữa đánh tới hướng mặt đất, văng lên vô số đất đá, bụi bặm đầy trời. Đám người sớm đã ngây ra như phỗng. Nếu như bàn tay thứ nhất là ngẫu nhiên, cái kia bàn tay thứ hai đây. Tuyệt đối là thực lực, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem phế tích, thần sắc bình tĩnh như thường. Tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nói thật, nhưng hắn đối chiến Yêu Thiên Tử, hắn đều có chút không đành lòng, thực sự quá khi dễ người. Thế nhưng là, ai bảo Yêu Thiên Tử quá cần ăn đòn đây? Ai bảo bản nguyên tiên tinh quá mê người đây? Lão đại quá khi dễ người. Thí thần thở dài, đồng thời hắn cũng đối với chính mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch có cái rõ ràng nhận thức. Hắn mặc dù đánh bại Yêu Thiên Tử, nhưng mạnh cũng có hạn. Chủ yếu là dựa vào thể chất cùng huyết mạch áp chế. Nhưng Tiêu Phàm đây, hoàn toàn là thực lực bản thân. Tiểu tử này cái gì tu vi? Chiến Thiên Thành nuốt nước miếng một cái, không có vì sắp tới tay mấy cái bản nguyên tiên tinh mà mừng rỡ, ngược lại hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực gây kinh hãi. Hồng Trần Tiên Vương a, thí thần đáp lại. Hồng Trần Tiên Vương, Chiến Thiên Thành hiển nhiên không tin, hắn cái này nha chính là một cái Hồng Trần Tiên Vương. Lão tử ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, xác thực chỉ là Hồng Trần Tiên Vương. Trong lúc nhất thời, Chiến Thiên Thành có chút lộn xộn, lúc nào thái cổ thần giới người, trở nên mạnh như vậy. Giống, đám người chấn kinh bị một tiếng rung trời gào thét cắt ngang, chỉ thấy Yêu Thiên Tử hóa thành một đạo chớp lóe từ phế tích xông ra, điên cuồng nhào về phía Tiêu Phàm. Gia hỏa này bị Tiêu Phàm hai bàn tay cho rút hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Đủ, mắt thấy Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, Thiên Hống đột nhiên khẽ quát một tiếng, một bàn tay giò ra, dễ dàng bắt được Yêu Thiên Tử. Mặc cho Yêu Thiên Tử giãy giụa như thế nào, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại trưởng lão, ta muốn giết hắn. Yêu Thiên Tử phát cuồng, hai mắt đỏ bừng như máu, giống như dã thú khát máu. Thiên Hống không để ý đến Yêu Thiên Tử, Tiêu Phàm thực lực hắn nhìn ở trong mắt, Yêu Thiên Tử căn bản không phải đối thủ. Thậm chí, liền hắn đều ở Tiêu Phàm trên người cảm nhận được một cỗ ý uy hiếp. Ngươi rất tốt, Thiên Hống ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn lấy tay giương lên, mấy đạo lưu quang hướng về Tiêu Phàm nộ xạ đi. Thiên Hống, ngươi làm cái gì? Chiến Thiên Thành thấy thế, sắc mặt đại biến, lách mình chụp vào đạo kia lưu quang. Thiên Hống thực lực hắn biết rõ, ở đâu là Tiêu Phàm có thể địch. Hắn tốc độ đã đầy đủ nhanh, thế nhưng chạy tốc độ ánh sáng càng nhanh, chớp mắt liền đến Tiêu Phàm trước người. Chiến Thiên Thành hung tợn nhìn lên trời giống, rất có ra tay đánh nhau tư thế. Nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đạo kia lưu quang đang đến gần Tiêu Phàm thời khắc, dường như bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản, cũng không còn cách nào xúc tiến. Lưu quang biến mất, thay vào đó là 10 mai bản nguyên tiên tinh. Yêu Tiên Thành đại trưởng lão quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể so sánh những cái kia A Miêu A Cẩu mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười, nhưng trong lòng có chút lãnh ý. Hắn làm sao không biết, Thiên Hống cho hắn bản nguyên tiên tinh, là muốn thăm dò hắn đây. Nếu như hắn không tiếp nổi, tất nhiên sẽ thụ thương, dù sao, Thiên Hống dù sao cũng là Hỗn Nguyên Tiên Vương cảnh cường giả. Bất quá hắn liền đỉnh cấp Hỗn Nguyên Tiên Vương đại thần thiên đều không sợ, Thiên Hống có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu đây. Thật muốn một trận chiến,
ngã xuống tuyệt đối không phải hắn Tiêu Phàm, mà là Thiên Hống. Thiên Hống hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế nhẹ nhàng thoải mái tiếp nhận bản nguyên tiên tinh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Chúng ta đi, Thiên Hống lạnh rên một tiếng, mang theo yêu thiên tử trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thiên Hống huynh, có thời gian lại dẫn người tới chơi chơi. Chiến Thiên Thành lớn tiếng kêu lên. Đi xa Thiên Hống nghe nói như thế, kém chút không một té ngã xuống. Tiêu Phàm cổ quái liếc Chiến Thiên Thành một cái. Lão già này quả nhiên là một khẩu Phật tâm xà. Bất quá hắn mới vừa xuất thủ nghĩ bảo hộ hắn một màn, Tiêu Phàm vẫn là hết sức cảm kích. Đại trưởng lão, đây là người bản nguyên tiên tinh, Tiêu Phàm ném cho Chiến Thiên Thành 6 mai bản nguyên tiên tinh. Đánh cược 10 mai, hai người chia 4, 6, hơn nữa trước đó Tiêu Phàm hướng hắn mượn 2 viên, vừa vặn 6 mai. Chiến Thiên Thành vốn nghĩ bản thân từ Thiên Hống trong tay lấy được bản nguyên tiên tinh. Bản thân liền có thể nhiều tạm giữ 2 viên, có thể sự tình phát triển lại vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là cái gì tu vi? Chiến Thiên Thành thu hồi bản nguyên tiên tinh, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái. Hồng Trần Tiên Vương a, Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Chiến Thiên Thành. Có thể ngươi thực lực, Chiến Thiên Thành nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng Tiêu Phàm lời giải thích. Là cái kia yêu thiên tử quá yếu, Tiêu Phàm nhún nhún vai, lờ đễnh nói. Ngài thế nhưng là Hỗn Nguyên Tiên Vương, chẳng lẽ ta còn có thể giấu giếm được con mắt của ngài? Chiến Thiên Thành nghiêm túc suy tư chốc lát, cũng không có tiếp tục truy vấn. Về sau gặp gỡ yêu tiên thành người, cần phải cẩn thận một chút, yêu tiên thành người, thế nhưng là thủ rất dai. Chiến Thiên Thành nhắc nhở nói. Yên tâm, ta so với bọn hắn càng thủ dai. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười. Chiến Thiên Thành không còn gì để nói, lập tức nói quân tuyệt. Người dẫn bọn hắn đi hình điện, nhớ kỹ lịch cổ đến nay bị bắt sống vạn tộc dung mạo cùng khí tức, sau đó mới tiến về Hỗn Độn Khư Địa. Ta dẫn bọn hắn đi thôi, vừa vặn đem hai người kia tin tức đưa qua. Tô La chủ động mở miệng nói. Kinh lịch chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng có kết bạn Tiêu Phàm cùng thí thần ý tứ. Vậy thì phiền toái, Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng không để ý biết thêm cá nhân. Chí ít cho đến bây giờ. Hoang Tiên Thành đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Thiên Hống mang theo yêu thiên tử chật vật rời đi Hoang Tiên Thành, bọn họ bản năng đủ thông qua Hoang Tiên Thành truyền tống trận rời đi. Thế nhưng là ở rơi không xuống mặt mũi này, mấy canh giờ về sau, hai người lúc này mới mượn nhờ Hoang Tiên Thành truyền tống trận trở lại yêu tiên thành. Mới vừa rời đi truyền tống điện, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên, nha, tiểu hoàng, làm cái gì phải như vậy chật vật. Gặp qua lang tổ tiền bối. Yêu thiên tử thở sâu, hơi hơi thi lễ. Hắn bản danh yêu hoàng, yêu thiên tử chỉ là người khác cho hắn lấy ngoại hiệu mà thôi. Hắn thiên phú tuyệt luân, dường như được trời che chở, tu luyện không đến vạn năm, liền đột phá đến tiên vương cảnh, danh xưng thượng thiên chi tử. Bất quá, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, đó cũng là cùng tuổi bối phận mà thôi, không, chuẩn xác mà nói là hồng trần tiên vương thế hệ này. Nhưng ở trước mắt vị này trước mặt, cũng không dám có nửa điểm ngạo khí. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra lang tổ. Có phải hay không gặp gỡ La Thiên Tiên Vương cảnh khư tộc? Lang tổ hỏi, đối yêu thiên tử cũng 10 điểm khách khí, dù sao, đây chính là yêu chủ hậu duệ. Yêu thiên tử nhìn Thiên Hống, do dự mấy tức mới lắc đầu, không phải. Nói như vậy, là Hỗn Độn Tiên Linh tộc, lang tổ lông mày nhíu lại. Yêu thiên tử lại lắc đầu. Ngươi sẽ không bị một cái Hồng Trần Tiên Vương làm cho như vậy chật vật a. Lang tổ lông mày vặn thành chữ xuyên. Không phải khư tộc, cũng không phải Hỗn Độn Tiên Linh tộc. Yêu thiên tử hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, mặc dù hắn biết rõ lang tổ không có giễu cợt hắn. A, nói như vậy là người một nhà. Vậy ta ngược lại là có chút hứng thú, nói một chút, ai chán sống, dám ỷ mạnh hiếp yếu. Lang tổ trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn thấy. Lấy yêu thiên tử thực lực, cùng giai bên trong chưa có địch nhân. Nhưng đối phương lại có thể để yêu thiên tử chật vật như thế, nghĩ đến làm sao cũng phải là La Thiên Tiên Vương. Đường đường La Thiên Tiên Vương, vậy mà khi dễ nhỏ yếu. Yêu thiên tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nếu như lang tổ nguyện ý báo thù cho hắn mà nói, tiểu tử kia khẳng định xong đời. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhìn thấy từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Thiên Hống. Ngươi sẽ không trơ mắt nhìn xem tiểu hoàng ăn thiệt thòi a. Ngươi cứ nói đi, Thiên Hống ngữ khí rất lạnh,
dường như đối lang tổ không thế nào quan tâm. Ngươi đừng túm, trơ mắt nhìn mình tiểu bối ăn thiệt thòi, ta đều thay ngươi mất mặt. Lang tổ tranh phong tương đối, tiểu hoàng, người nọ là ai, ta thay ngươi đem chàng tử tìm trở về. Là yêu tiên thành một người, bất quá cũng không phải là La Thiên Tiên Vương. Yêu thiên tử do dự mấy tức, vẫn là như thực nói ra. Người vậy mà bại bởi một cái hồng trần tiên vương. Lang tổ kinh ngạc không thôi, lộ ra không thể tin, người nọ là ai? Giống như gọi Tiêu Phàm, yêu thiên tử trả lời. Ai, lang tổ lỗ tai bỗng nhiên chấn động một cái, còn cho rằng mình nghe lầm. Gọi Tiêu Phàm, đến từ thái cổ thần giới. Yêu thiên tử vẻ không hiểu. Lang tổ nheo mắt, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người. Lang tổ tiền bối biết hắn, yêu thiên tử nhìn ra mánh khóe. Lang tổ không có trực tiếp trả lời, mà là thở dài nói, ngươi nếu thật là bại bởi Tiêu Phàm, vậy ngươi bại không oan. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Ngươi biết, nghe được lang tổ mà nói, Trầm Mặc Thiên Hống đều có chút không bình tĩnh, hơn nữa hắn từ lang tổ trong mắt cảm nhận được ánh sáng khác thường, dường như là thưởng thức, cũng có kiêng kỵ. Lang tổ không có giải thích, mà là khuyên bảo yêu thiên tử, tiểu hoàng, cái này đau mà không dám kêu ngươi ăn chắc. Về sau đừng đi tìm hắn để gây sự, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Ngươi muốn là quang minh chính đại khiêu chiến hắn, điều này cũng không có gì, bất quá ngươi nếu là muốn dùng âm mưu quỷ kế, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta theo thiên hống không gánh nổi ngươi, thậm chí chủ thượng cũng không nhất định giữ được ngươi. Hắn là ai? Yêu thiên tử trầm giọng hỏi. Hắn thấy, bản thân thế nhưng là yêu chủ hậu duệ, ở yêu tiên thành thân phận cao thượng. Dù cho thiên hống cùng lang tổ bọn họ cũng đối với chính mình 10 điểm sủng ái. Những người khác ai nhìn thấy bản thân, không cung kính lễ nhượng 3 điểm. Một cái thái cổ thần giới đến tiểu tử, lại có tư cách gì cùng hắn so sánh. Lang lão quái, đừng thừa nước đục thả câu. Thiên hống 10 điểm khó chịu, thân làm thái cổ 12 hung một trong hắn, cũng không cho rằng còn có bản thân đắc tội không được người trẻ tuổi. Ngươi, ta, còn có chủ thượng, đều thiếu hắn một cái nhân tình. Lang tổ hít sâu một cái nói. Hắn là, thiên hống con người bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một bên yêu thiên tử không hiểu ra sao, thẳng đến thiên hống vỗ vai hắn một cái, tiểu hoàng, lang lão quái nói rất đúng, hắn là ngươi không đắc tội nổi, quên việc này a. Dứt lời, thiên hống cùng lang tổ hai người đồng thời tại chỗ biến mất. Yêu thiên tử thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nắm đấm nắm chặt, hai mắt vằn vện tia máu. Nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Không cần biết ngươi là người nào, đều phải chết. Yêu thiên tử trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ta liền không tin, lão tổ tông sẽ không để ý tới ta. Một tòa khác cung điện bên trong, lang tổ cùng thiên hống đồng thời xuất hiện. Lang lão quái, hắn thực sự là người kia. Thiên hống vẫn như cũng nhịn không được truy vấn. Lừa ngươi làm cái gì? Lang tổ lạnh rên một tiếng, ngươi gặp cái kia Tiêu Phàm bộ dạng dài ngắn thế nào? Thiên hống đưa tay vung lên, tiên tri lực ngưng tụ thành một bóng người hiện lên ở hư không, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Chính là hắn, lang tổ 10 điểm khẳng định, chúng ta sở dĩ có thể thức tỉnh, may mắn mà có hắn. Nhưng dù cho như thế, chúng ta thiếu hắn một cái nhân tình là không sai, nhưng người nói chúng ta liền yêu hoàng đều không gánh nổi, vậy cũng quá khoa trương đi, cùng lắm thì sớm trả lại hắn nhân tình này là được. Thiên hống nhíu mày một cái nói. À! Lang tổ cười lạnh một tiếng, đoán chừng yêu hoàng cũng ý tưởng như ngươi vậy, nhưng có mấy chuyện ngươi lại không biết, ngươi biết hắn sư tôn là ai chăng? Lúc ấy gặp hắn xuất thủ, không có hiển lộ quá nhiều thủ đoạn. Thiên hống trầm ngâm, trong lúc nhất thời không đoán ra được. Ngươi nếu là đem ngươi cái kia phong tàng ngàn vạn năm tuyệt tiên nhưỡng cho ta một vò, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lang tổ âm hiểm cười nói. Nghĩ hay lắm, thiên hống cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lang tổ cũng không gấp, quả nhiên, thiên hống đi tới cửa, lại đã ngừng lại thân hình, một phần hai vò. Lang tổ lắc đầu, mời đi. Thiên hống khẽ cắn môi, lấy tay vung lên, một vò rượu ngon lập tức xuất hiện ở lang tổ trước người. Lang tổ đắc chí vừa lòng thu hồi tuyệt tiên nhưỡng, cười nói, hắn một vị trong đó sư tôn, là thời không lão nhân, cái gì? Thiên hống thật bị giật mình. Bàn về thân phận, thời không lão nhân so sánh bọn họ chủ thượng yêu chủ cũng cao hơn a. Chí ít, yêu chủ phải cung cung kính kính tôn xưng thời không lão nhân một tiếng tiền bối. Dù sao, thời không lão nhân thế nhưng là tiên cổ thời đại vạn tộc thủ lĩnh nhân hoàng đệ tử đích truyền.
Chờ chút, người nói thời không lão nhân chỉ là hắn một vị trong đó sư tôn, chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Thiên Hống trợn to hai mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Lang tổ trịnh trọng gật đầu, lúc ấy hắn lấy được cái này cẩn thận, lại làm sao không khiếp sợ đây? So với Thiên Hống, cũng căn bản chẳng tốt đẹp gì. Hắn cái thứ hai sư tôn, là Tu La Tổ Ma. Lang tổ lại nói, Thiên Hống toàn thân khẽ run, trong đầu hồi tưởng lại nhìn thấy Tiêu Phàm tràng cảnh, âm thầm may mắn bản thân cũng không nói đến uy hiếp Tiêu Phàm lời nói. Khó trách Lang tổ nói, yêu hoàng nếu là dám đối Tiêu Phàm đùa nghịch âm mưu thủ đoạn, liền yêu chủ đều không gánh nổi hắn. Yêu hoàng chỉ là yêu chủ một cái thiên phú bất phàm hậu bối mà thôi, có thể Tiêu Phàm lại là thời không lão nhân cùng Tu La Tổ Ma đệ tử đích truyền, đây hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ tốt ra. Không chỉ có như thế, Lang tổ vừa tiếp tục nói. Hắn chẳng lẽ còn có mặt khác thân phận, Thiên Hống cảm giác nói chuyện đều có chút gấp rút, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết Tiêu Phàm thân phận, bản thân hẳn là ngăn cản yêu thiên tử cùng hắn chiến đấu, hơn nữa hảo hảo kết bạn Tiêu Phàm. Cửu U quỷ chủ nhi tử Hoang Ma ngươi biết a? Lang tổ trầm giọng nói, Hoang Ma một bộ phân thân, ở thái cổ thần giới cho hắn trợ thủ. Thiên Hống một cái lảo đảo, có chút đứng không vững. Hắn là Hỗn Nguyên Tiên Vương không sai, có thể thời không lão nhân, Tu La Tổ Ma, Cửu U quỷ chủ, những người này đều là tồn tại trong truyền thuyết a. Từng cái uy danh, cũng không dưới so với yêu chủ. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao Tiêu Phàm một người, có thể nhận nhiều như vậy cấm kỵ tồn tại coi trọng. Liền yêu chủ phải đắc tội hắn, đều phải hảo hảo suy nghĩ, đừng nói một cái yêu thiên tử. Yêu thiên tử thật muốn động Tiêu Phàm, tuyệt đối không có người có thể giữ được hắn. Cùng ngươi để lộ những cái này, giá trị tuyệt đối một vò tuyệt tiên nhưỡng. Lang tổ cười cười, đúng rồi, ngươi cũng đừng quên, Tu La Tổ Ma cùng Đại Vô Thiên Ma quan hệ. Đồng dạng, Đại Vô Thiên Ma vẫn là Hoang Ma sư tôn, những người này nếu là biết rõ người ta nhằm vào Tiêu Phàm, người suy nghĩ một chút hậu quả. Thiên Hống thật bị giật mình. Đắc tội Tiêu Phàm hậu quả, căn bản không cần suy nghĩ. Ngươi không có vào chỗ chết đắc tội hắn a? Lang tổ đột nhiên cổ quái nói. Không có, Thiên Hống đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, thầm nghĩ lấy. Mình có phải hay không hẳn là đi Hoang Tiên Thành cho Tiêu Phàm nói lời xin lỗi đây? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bóp tắt ý nghĩ này. Bản thân tối đa chỉ là cho Tiêu Phàm ấn tượng xấu mà thôi, có vẻ như không có vào chỗ chết đắc tội hắn. Chỉ là, hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân dùng bản nguyên tiên tinh thăm dò Tiêu Phàm thực lực một màn kia, trong lòng lại là phát lạnh. Không có tốt nhất, tiểu tử này hiện tại chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, nếu là hắn đột phá La Thiên Tiên Vương. Người ta đều không nhất định là đối thủ. Lang tổ gật đầu một cái. Hắn làm sao biết, cho dù Tiêu Phàm chỉ là Hồng Trần Tiên Vương, bọn họ đều đã chưa chắc là đối thủ. Tu luyện lục đạo luân hồi kinh Tiêu Phàm, người sở hữu gấp 9 tăng phúc, cái này há lại đùa giỡn. Tốt, nếu biết hắn đến tiên cấm kiếp địa, ta cũng phải đi xem hắn một chút. Lang tổ quay người hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Nếu không, ta với người đi. Thiên Hống đột nhiên gọi lại Tiêu Phàm. Ngươi không phải ghét nhất nịnh bợ người khác sao? Lang tổ cổ quái nhìn lên trời giống, nhìn thấy Thiên Hống thần sắc có chút không đúng, ngươi cái tên này, sẽ không thật đắc tội hắn rồi à? Thiên Hống đắng chát cười một tiếng, vẫn là đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Lang tổ không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, điểm này ta bội phục ngươi. Thiên Hống khóe miệng giật một cái, lại không biết nói cái gì. Đi thôi. Chúng ta cùng đi. Lang tổ thở dài, vỗ vỗ Thiên Hống bả vai. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Hoang Tiên Thành, hình điện. Lịch cổ đến nay, bị khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc bắt sống người có nhiều như vậy sao? Thí thần nhìn xem hình điện bên trong ghi chép tin tức, kinh ngạc không thôi. Cái này chỉ ít có mấy vạn người rồi a, làm sao nhớ được? Long Tiêu cũng 10 điểm không bình tĩnh. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Bọn họ đến nơi này cũng không phải là đến nhận thức đầu. Mấy vạn người, ai lại nhớ được nhiều như vậy? Cho dù nhớ kỹ, ở hỗn độn khư địa bên trong gặp gỡ, cũng không khả năng trước tiên phân biệt ra được a. Trong đó phần lớn người đoán chừng đều đã chết, nhưng là không có cách nào, lục đại tiên thành không có xác nhận tin bọn họ chết. Tô La thở dài. Đáng tiếc, chúng ta không có phân biệt khư tộc biện pháp, bằng không mà nói, căn bản không cần cái này đần phương pháp. Quân Tuyệt cũng có chút bất đắc dĩ.
Nếu như có người bị Khư tộc bắt sống, nhưng các ngươi không biết, vạn nhất gặp được làm sao bây giờ? Thí thần hỏi. Phàm là tiến vào hỗn độn Khư người, mỗi 100 năm nhất định phải phản hồi lục đại thiên thành, xác minh thân phận, phàm là chưa kịp lúc phản hồi, đều sẽ nhận tương ứng trừng phạt. Tỷ như, có người vượt qua 100 năm chưa từng trở lại lục đại thiên thành, mỗi tại bên ngoài nhiều chậm trễ mấy năm, nhất định phải ở lục đại thiên thành đợi ở lâu gấp 10 lần thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải trợ giúp kỳ tha thực lực thấp kém nhân tu luyện, rất nhiều người đều không muốn lãng phí thời gian của mình, đều sẽ kịp thời trở về đưa tin. Tô La giải thích nói. Tiêu Phàm mấy người khẽ vuốt cằm, cảm thấy loại này phương pháp coi như không tệ. Chí ít, không ai có thể giả mạo vạn tộc tiến vào lục đại thiên thành, có thể bài trừ rất nhiều người. Bất quá, cũng có rất nhiều người không quan tâm cái này trừng phạt. Bởi vậy phàm là vượt qua ngàn năm chưa từng trở về người, cũng làm phản bội xử trí. Tô La lại bổ sung cái một câu. Đây cũng quá chủ quan, đột phá tiên vương cảnh, có ít người bế quan chính là mấy ngàn năm, cái này rất bình thường, ngàn năm thời gian chạy tới chạy lui, rất lãng phí thời gian Long Tiêu không hiểu. Đó là các ngươi chưa từng đi hỗn độn Khư địa, không có bao nhiêu người nguyện ý ở trong đó bế quan. Tô La lơ đễnh cười nói. Có lẽ các ngươi khả năng ở hỗn độn Khư địa mấy chục năm không gặp được một bóng người, nhưng trong bên cạnh hoàn cảnh đặc biệt kém, thỉnh thoảng có hỗn độn yêu thú quấy nhiễu, cho nên không ít người căn bản không muốn đi, chúng ta đại khái hiểu, lúc nào có thể đi hỗn độn Khư địa. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lấy sự cường đại của bọn hắn thần niệm, nhớ kỹ một vài thứ không khó, lưu lại nơi này, còn không bằng tiến về hỗn độn Khư địa thám hiểm. Bất quá, trước đó, Tiêu Phàm còn có một chuyện muốn làm. Đúng rồi Tô Huynh, người có biết đấu thiên ở đâu? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Bây giờ hắn cũng khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức, tự nhiên muốn gặp đấu thiên một mặt, tìm hiểu một chút liên quan tới tạp phân thân sự tình. Thành chủ, Tô La cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, thành chủ hàng năm thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại hơn phân nửa là ở hỗn độn Khư địa, cùng Khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đại chiến đây. Tiêu Huynh, người biết thành chủ, Quân Tuyệt kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm một cái vừa tới người, lại có thể gọi ra đấu thiên danh tự. Xem như thế đi, Tiêu Phàm không có giải thích nhiều. Nếu để cho Quân Tuyệt cùng Tô La biết rõ, bản thân xem như đấu thiên sư tôn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá, việc này cho dù nói ra đoán chừng cũng không người tin tưởng. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới đánh lấy đấu thiên tên tuổi làm việc, đến tiên cấm kiếp địa, hắn quan tâm nhất như trước vẫn là tạp phân thân. Ta đều chỉ gặp qua thành chủ, đều không biết bao nhiêu năm trước, đoán chừng phải có cái 300.400 năm rồi a. Quân Tuyệt cười khổ lắc đầu. Tiêu Phàm lại là sững sờ, chẳng lẽ đấu thiên đã sớm thức tỉnh? Hay là nói, tiên cấm kiếp địa cùng tiên ma giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau? Tiêu Phàm cũng không đang đuổi hỏi đấu thiên sự tình, về phần hoang cổ ma chủ cùng Minh Vương, hắn căn bản liền không quen. Tô Huynh, làm phiền ngươi một sự kiện. Tiêu Phàm đột nhiên trịnh trọng nói, thay ta tìm hiểu một lần một cái tên là, Lâu Ngạo Thiên, người, hắn ở đâu? Tốt, Tô La không có cự tuyệt. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cùng Lâu Ngạo Thiên phân biệt một màn, không cần nghĩ cũng biết, Lâu Ngạo Thiên khẳng định tiến nhập tiên cấm kiếp địa. Lấy thiên phú và thực lực, tất nhiên sẽ không mai một. Lão đại, Lâu Ngạo Thiên cũng tới nơi này, thí thần hậu chi hậu giác, kinh ngạc hỏi. Hắn đến đã nhiều năm. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có giải thích thêm. Hắn nội tâm ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết hẳn là hỏi Long Tà Vương. Lâu Ngạo Thiên tiến vào tiên cấm kiếp địa, khẳng định phải ở Trấn Hải Thành nghiệm chứng lệnh bài thân phận, lúc này mới có thể tiến vào lục đại tiên thành tiền tuyến. Tên kia khẳng định tiến vào hỗn độn Khư địa tu luyện, lão đại, chúng ta cũng nhanh đi, cũng không thể để Lâu Ngạo Thiên so không bằng. Thí thần hưng phấn nói, hắn đã không kịp chờ đợi tiến về hỗn độn Khư địa. Các ngươi hiện tại liền muốn tiến vào hỗn độn Khư địa. Quân Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm ba người. Lưu tại Hoang Tiên Thành cũng là lãng phí thời gian. Bố thí đương nhiên nói. Có thể hay không mang ta một cái, ta cũng muốn đi, đợi ở Hoang Tiên Thành đã mấy chục năm, đợi tiếp nữa người đều phế. Quân Tuyệt khẩn thiết nói. Tính ta một người a, cho các ngươi làm cái dẫn đường. Tô La cũng cười nói. Tốt, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người này đều từng tiến vào hỗn độn Khư địa, khẳng định có không ít kinh nghiệm. Ba người bọn họ thực lực mặc dù không yếu, nhưng mới đến,
đối hỗn độn khư địa sự tình hoàn toàn không thế nào lý giải. Ha ha Tiêu Phàm, có người cho ngươi lên cửa xin tội. Cũng đúng lúc này, đại điện bên ngoài, Chiến Thiên Thành sang sảng thanh âm vang lên. Tiêu Phàm đi ra đại điện, lại là nhìn thấy Chiến Thiên Thành mang theo hai đạo bóng người bay vụt mà tới. Lang Tổ tiền bối, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra Lang Tổ, mười điểm bất ngờ. Nghe được ngươi đã đến, không phải sao, mang một vò rượu ngon, cho ngươi bày tiệc mời khách. Lang Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Tiền bối, ngươi không quá phúc hậu, lần trước mang đi ta không ít người. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Lúc trước Lang Tổ tiến vào Vĩnh Hằng thời không, mang đi đại bộ phận thánh tổ cảnh, suy yếu rất lớn vô tận thần phủ lực lượng. Nếu không, vô tận thần phủ tất nhiên đã sớm nhất thống tiên ma giới. Người đây cũng không nên trách ta, là ngươi sư tôn ý tứ. Lang Tổ cười khan một tiếng. Thôi, việc này đã qua. Tiêu Phàm cũng là 10 điểm hào sảng, không có dây dưa việc này. Khục Lang Tổ vội ho một tiếng. Ngay sau đó chỉ bên cạnh Thiên Hống nói, Tiêu Phàm, trước đó Thiên Hống lão quái giúp yêu hoàng sự tình, ngươi cũng đừng yên tâm bên trong. Không phải sao, hắn biết rõ ngươi là chúng ta cứu mạng ác nhân về sau, quả thực là muốn lôi kéo ta tới cảm tạ ngươi. Tiêu Phàm, trước đó có nhiều xin lỗi. Thiên Hống chắp tay một cái. Thiên Hống tiền bối cũng chỉ là muốn thí nghiệm một lần ta cái này vãn bối thực lực mà thôi, ta không có để ý. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Hắn không tính là rộng lượng người, nhưng Thiên Hống có thể buông mặt mũi đến cho bản thân nói xin lỗi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng phải cho đối phương một cái hạ bậc thang. Hoa hoa cố kiệu người nhất người, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân hiếu thắng. Tô La cùng Quân Tuyệt sớm đã ngốc trệ tại nguyên chỗ, Thiên Hống thế nhưng lại yêu tiên thành đại trưởng lão A, hắn vậy mà tự mình đến cho Tiêu Phàm bồi tội. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Gia hỏa này, đến cùng là thân phận gì? Chiến Thiên Thành trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, chỉ là đối Tiêu Phàm thân phận càng ngày càng tò mò. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chiến Thiên Thành phủ đệ. Thiên Hống gặp Tiêu Phàm tha thứ bản thân, đại khí xuất ra hai vỏ tuyệt tiên nhưỡng. Dựa qua ba lần, Thí Thần, Long Tiêu Vương, Tô La cùng Quân Tuyệt đã tất cả đều xếp bằng ở một cái góc. Tiêu hóa tuyệt tiên nhưỡng bên trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Chỉ có Tiêu Phàm, sắc mặt như thường, dường như tuyệt tiên nhưỡng đối với hắn mà nói, chỉ là thông thường rượu ngon. Thiên Hống nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, nội tâm cũng kinh ngạc không thôi. Phải biết, cho dù là La Thiên Tiên Vương, cũng vô pháp tùy tiện luyện hóa tuyệt tiên nhưỡng bên trong bản nguyên lực lượng. Thiên Hống huynh, Chiến Mỗ đối tuyệt tiên nhưỡng sớm có nghe thấy, hôm nay rốt cục may mắn có thể nhất phẩm. Chiến Thiên Thành sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đối Thiên Hống rượu khen không dứt miệng. Thiên Hống khoát khoát tay, nếu như không phải là vì nịnh nọt Tiêu Phàm, hắn nơi nào sẽ đem chân tàng hàng trăm hàng ngàn vạn năm rượu ngon lấy ra đây. Muốn ta nói, hôm nay vẫn là nắm Tiêu Phàm phúc. Lang Tổ ăn như gió cuốn, nhếch miệng cười nói. Lang Tổ tiền bối, việc này liền đừng nhắc lại, chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh cười cười, đúng rồi. Lần trước ngươi mang đi những người kia đây. Lang Tổ nụ cười trên mặt cứng đờ, liền vội vàng giải thích nói, Tiêu Phàm, người đây cũng không nên trách ta, là ngươi sư tôn ý tứ. Ta không trách ngươi à. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chỉ là ngươi mang đi nhiều người như vậy, ta ở Hoang Tiên Thành làm sao không gặp mấy cái. Tỷ như, loạn cổ, thời không cổ địa người, Tiêu Phàm nhớ người không nhiều, nhưng loạn cổ số ít mấy người xem như có giao tình. Loạn cổ người này ta biết. Tựa như là gia nhập Hoàng Tiên Thành, những năm này hẳn là một mực ở hỗn độn khư địa. Lang Tổ suy nghĩ một chút nói. Dạng này sao, Tiêu Phàm hơi hơi suy tư chốc lát, cũng không lại quan tâm việc này. Những người kia tiến vào Vĩnh Hằng thời không, nhất định là bị phân đến Lục Đại Tiên Thành, chỉ là Hoàng Tiên Thành tương đối ít mà thôi. Trầm ngâm mấy tức, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Chiến Thiên Thành nói, Đại trưởng lão, hai ngày nữa ta chuẩn bị tiến về hỗn độn khư địa dạo chơi. Không có vấn đề gì chứ. Vấn đề ngược lại là không có, bất quá các ngươi mới vừa tới này, đối với nơi này tất cả không là rất biết, ta sợ. Chiến Thiên Thành cũng không muốn Tiêu Phàm xuất hiện cái gì bất ngờ. Từ Lang Tổ cùng Thiên Hống thái độ liền có thể nhìn ra, Tiêu Phàm thân phận tuyệt đối không phải thái cổ thần giới người đơn giản như vậy. Không sao, ta để Tô La cùng Quân Tuyệt dẫn đường cho ta. Tiêu Phàm cười cười.
Vậy được, Chiến Thiên Thành tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Mặt khác, ta nghe nói, Tạp Phân Thân sắp thức tỉnh, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi. Chiến Thiên Thành ba người nhìn nhau, lại là không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, vẫn là Thiên Hống đánh vỡ bình tĩnh, là Ma Tiên Thành Đại Vô Thiên Ma tin tức truyền đến, việc này hơn phân nửa là thật, đoạn này thời gian, Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc sao động bất an. Đại Vô Thiên Ma xâm nhập địch nhân nội bộ, cảm nhận được một cỗ cùng với khí tức một ngạt, hơn phân nửa là Tạp Phân Thân. Đại Vô Thiên Ma đây, Tiêu Phàm hỏi. Thiên Hống muốn nói lại thôi, hít sâu một cái nói, đoạn thời gian trước, hắn lại thâm nhập địch hậu, việc này quan hệ trọng đại, tiểu huynh đệ không nên truyền ra ngoài. Tiêu Phàm gật gật đầu, đứng lên nói, như thế, vậy hôm nay liền dừng ở đây a, đa tạ Thiên Hống tiền bối khoản đãi, quay đầu vãn bối đi Yêu Tiên Thành bái phỏng tiền bối. Vậy ta ở Yêu Tiên Thành xin đợi, Thiên Hống cười cười, khi biết Tiêu Phàm thân phận về sau, thái độ của hắn 10 điểm khách khí. Một bên Chiến Thiên Thành đối Tiêu Phàm thân phận càng ngày càng tò mò, Thiên Hống địa vị có thể không thấp, cùng hắn một dạng. Ngoại trừ Lục Đại Tiên Thành thành chủ, chính là bọn họ những cái này đại trưởng lão địa vị cao nhất. Nhưng hắn lại nhìn thấy Thiên Hống ở trước mặt Tiêu Phàm, ẩn ẩn có chút vẻ lấy lòng. Các ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về Hỗn Độn Khư địa? Nhìn thấy Thiên Hống cùng Lang Tổ rời đi, Chiến Thiên Thành lúc này mới hỏi. Tiêu Phàm nhìn trong góc bốn người, nói, chờ bọn hắn tỉnh lại liền đi. Này một chờ, chính là 7 ngày. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Quân Tuyệt vậy mà mượn nhờ Tuyệt Tiên ủ thành công đột phá Tiên Vương cảnh. Kể từ đó, bọn họ đoàn người này đều là Tiên Vương cảnh, cũng không cần cố ý chiếu cố Quân Tuyệt. Hỗn Độn Khư địa. Nơi này mông lung một mảnh, cáu kỉnh hỗn độn chi khí cùng hỗn loạn bản nguyên chi lực lẫn nhau xen lẫn, cho người ta một loại cực kỳ túc sát cảm giác. Mặt đất mấp mô, tường đổ, không có chút nào sinh cơ. Tiêu Phàm phóng xuất ra thần niệm, lại chỉ có thể bao phủ trong vòng ngàn dặm, xa hơn chút nữa, hắn thần niệm liền sẽ bị hỗn loạn lực lượng rảo sát. Thí thần bọn họ tự nhiên càng thêm không chịu nổi, điều này cũng làm cho chúng người ý thức được Hỗn Độn Khư địa nguy hiểm. Tiên Vương cảnh đều là như thế, cái kia phổ thông thánh tổ cảnh đây. Khó trách rất nhiều người không dám tùy tiện bước vào Hỗn Độn Khư địa. Liền trừng phạt đều là bị trục xuất Hỗn Độn Khư địa. Có thể ở chỗ này trên trăm năm người, Tiêu Phàm đều không thể không bội phục. Nơi này chỉ là Hỗn Độn Khư địa bên ngoài, càng là xâm nhập, hỗn loạn lực lượng càng mạnh, liền bình thường Tiên Vương cảnh cũng rất khó tiếp nhận. Tô La giải thích nói, cái kia Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc người là làm sao qua được. Tiêu Phàm không hiểu, hỗn loạn lực lượng rất không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh ổn định khu vực, có thể làm cho người thông qua. Tô La không có giấu giếm, một năm một mười nói, trừ cái đó ra, còn có 6 đầu thông đạo. Thông đạo, Tiêu Phàm kinh ngạc. Tô La trong trận gật đầu, không sai, cái kia 6 đầu thông đạo tuyên cổ trường tồn, hỗn loạn lực lượng rất mỏng manh, hơn nữa phạm vi so sánh lớn, rất khó hoàn toàn giám sát. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc người có thể lén qua tới, chúng ta người cũng sẽ có thể đi qua. Cái kia lúc trước bọn họ vì sao không trực tiếp phong cấm thông đạo này? Thí thần nghi ngờ hỏi. Tô La đắng chát cười một tiếng, các người biết rõ cái kia 6 đầu thông đạo là ai lưu lại sao? Tạp, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi thốt ra. Không sai, Tô La gật gật đầu, truyền văn, lúc trước thời không lão nhân bọn họ cùng Tạp Phân Thân chiến đấu mấy tháng có thừa, đều đến cực hạn. Tạp Phân Thân mặc dù sụp đổ, lâm vào ngủ say, nhưng cuối cùng mở ra 6 đầu thông đạo. Thời không lão nhân bọn họ người cũng bị thương nặng, về sau mới phục hồi như cũ, nhưng bọn họ cảm thấy, lưu lại 6 đầu thông đạo cũng chưa hẳn là chỗ xấu, chỉ ít tùy thời có thể thăm dò Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc thực lực. Lấy thời không lão nhân bọn hắn thủ đoạn, hủy đi Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc không khó lắm a. Thí thần chen lời nói. Ngươi cho rằng Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc thật yếu như vậy sao? Tô La thật sâu thở dài, các ngươi hẳn phải biết. Thời không lão nhân bọn họ đều là Hồng Mông Tiên Vương A. Nhưng Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc cũng không ít Hồng Mông Tiên Vương A, mặc dù bọn họ lúc trước cùng thời không lão nhân bọn họ một dạng bị trọng thương, nhưng những năm này đoán chừng cũng khôi phục thất thất bát bát. Dù cho thời không lão nhân, cũng không dám cùng bọn họ chân chính liều mạng. Khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc mạnh như vậy, thí thần trợn to hai mắt. Rất mạnh, chỉ ta biết liền có mấy cái. Cho dù không bằng thời không lão nhân bọn họ,
cũng không yếu bao nhiêu. Tô La vẻ mặt nghiêm túc. À, nói nghe một chút, Tiêu Phàm hứng thú, biết người biết ta bách chiến bách thắng, sớm tìm hiểu một chút địch nhân thực lực, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Các ngươi biết rõ tiên cổ thời đại, vạn tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc chiến đấu a? Tô La nghĩ nghĩ hỏi, trong đó có mấy người, thế nhưng là có thể cùng người hoàng tranh phong. Thái cổ thần giới không có liên quan tới tiên cổ thời đại ghi chép. Tiêu Phàm lắc đầu. Tô La đám người vẫn cho rằng thái cổ thần giới vẫn là thái cổ thời đại như vậy, lại là không biết, thái cổ thần giới sớm đã trở thành đi qua, bây giờ chỉ còn lại có tiên ma giới. Bất quá, hắn cũng không có nói cho Tô La bọn hắn tính toán. Nhân hoàng chính là vạn tộc đệ nhất cường giả, nhưng tương tự, hỗn độn tiên linh tộc có một người thực lực, hoàn toàn không ở nhân hoàng phía dưới, thậm chí còn hơn. Tô La thở sâu, nói, người này tên là Thương, chính là hỗn độn tiên linh tộc đệ nhất cường giả, cũng là hỗn độn nhất vừa đản sinh sinh linh một trong. Thương, Tiêu Phàm mấy người sắc mặt cổ quái, một chữ danh tự bọn họ ngược lại là gặp qua. Nhưng đối với danh tự này xác thực không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Kỳ thật, hiện tại gọi hắn là Thương Thiên, càng thêm phù hợp. Một mực trầm mặc không nói Quân Tuyệt nói bổ sung. Tiêu Phàm mấy người càng thêm kinh ngạc. Thương Thiên, không phải trời xanh ý tứ sao, làm sao biến thành một người đây? Thương Thiên các ngươi có lẽ rất lạ lắm, nhưng là đời thứ nhất thiên số các ngươi hẳn biết chứ. Tô La giải thích nói, đời thứ nhất thiên số, kỳ thật cũng xưng là Thương Thiên. Nhưng khi đó bại vào Thương, về sau bị tạp giết chết. Tiêu Phàm mấy người nghe được 10 điểm nhập thần, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được bí ẩn như vậy. Cho dù là hiện tại, hỗn độn tiên linh tộc bị tạp khống chế, Thương Thiên cũng là trong tay hắn phía dưới đệ nhất cao thủ. Tô La thở sâu, trừ cái đó ra, còn có 8 đại cường giả, cùng Thương Thiên cùng một chỗ, được xưng là Cửu Thiên. Cửu Thiên, là cái đó Cửu Thiên, Tiêu Phàm nhíu mày. Cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. 9 người này cụ thể danh tự chúng ta không biết, nhưng là bây giờ bọn họ có một cái xưng hào. Tô La không có giấu giếm, như thực nói ra, trừ bỏ xếp hạng đệ nhất Thương Thiên bên ngoài, còn có Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Quân Thiên, Huyền Thiên, U Thiên, Khư Thiên, Đại La Thiên, Hỗn Độn Thiên. Ta nghe qua một cái tin đồn, bọn họ xưng hào, khả năng chính là tên của bọn hắn. Tiêu Phàm mấy người thở sâu. Nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Cái này Cửu Thiên, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được, nhưng mang cho bọn hắn rung động lại tột đỉnh. Cửu Thiên, 9 đại hồng mông tiên vương. Dạng này thực lực, không khỏi thật là đáng sợ. Vạn tộc có thể trường tồn đến nay, có thể nghĩ nhân hoàng cùng thời không lão nhân bọn họ lúc trước bỏ ra lớn dường nào đại giới. Buồn cười chính là, vạn tộc bây giờ còn đang lục đục với nhau, lẫn nhau tiêu hao. Nếu là có một ngày, Cửu Thiên cùng nhau đánh tới, vạn tộc lấy cái gì ngăn cản? Kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ ta vạn tộc thực lực cũng không yếu. Tô La trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên, ta vạn tộc, cũng đồng dạng có không ít hồng mông tiên vương. Có khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc nhiều như vậy sao? Thí thần hoài nghi, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nếu như vạn tộc không có nhiều như vậy hồng mông tiên vương, lấy cái gì cùng khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc đấu đây? Tô La lắc đầu, nói, lục đại tiên thành chi chủ, từng cái đều là hồng mông tiên vương, so với bọn họ, cũng chắc chắn mạnh hơn. Lục đại tiên thành chi chủ là ai? Long Tiêu Vương hỏi, trên mặt hắn tràn ngập tò mò. Hoàng tiên thành chi chủ là thời không lão nhân, yêu tiên thành chi chủ là yêu tổ, ma tiên thành chi chủ là tu la tổ ma, ngục tiên thành chi chủ là luân hồi lão nhân, quỷ tiên thành chi chủ là cửu u quỷ chủ. Về phần hoàng tiên thành chi chủ. Vốn là đại thần thiên, nhưng đại thần thiên phản bội về sau, vẫn chống không, đây cũng là hoang tiên thành không như hắn năm đại tiên thành nguyên nhân. Thẳng đến trước đây không lâu, đấu thiên tiền bối đảm nhiệm hoang tiên thành chi chủ, chúng ta mới tốt thụ một chút, không dùng thường xuyên bị mặt khác năm đại tiên thành người khi dễ. Tô La nói lên đấu thiên, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Chỉ chốc lát sau, hắn hạ giọng nói cho các người biết một sự kiện. Đấu thiên thành chủ 89/10 là hồng mông tiên vương, nhưng mà, Tiêu Phàm mấy người lại là cũng không thế nào quan tâm. Người nói khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc có cửu thiên, mà vạn tộc chỉ có 6 người là hồng mông tiên vương, căn bản không thể nào là đối thủ, phải biết, khư tộc kẻ địch mạnh mẽ nhất, mà là tạp. Thí thần lo lắng nói. Tiêu Phàm cùng Long Tiêu Vương cũng là vẻ mặt thần sắc lo lắng,
vạn tộc so với khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, thật quá yếu. Trừ bỏ lục đại tiên thành chi chủ bên ngoài, hẳn còn có không ít hồng mông tiên vương, tỉ như phó thành chủ Minh Vương, hoang cổ ma chủ, bọn họ đều là hoang cổ thời đại tuyệt thế thiên kiêu, hơn phân nửa đã là hồng mông tiên vương. Mặt khác, còn có ma tộc Thái Ma, Thái Nhất, Diệt Thế Ma Tổ đám người, hơn phân nửa cũng đạt tới như vậy cảnh giới, chỉ là bọn hắn năm đó đều bản thân bị trọng thương, ở ma tiên thành bế quan. Tô La một hơi nói ra không ít người danh tự. Tiêu Phàm ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tô La trước đó đề cập nhân vật, cơ hồ đều là nhân tộc cùng yêu tộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, thái cổ thời đại trận kia đại chiến, ma tộc một phương cũng là cực kỳ cường đại. Lấy Thái Nhất cầm đầu, ngoài ra còn có 12 đại ma tổ, từng cái đều là tuyệt thế cự phách cấp nhân vật. Bằng không mà nói, bọn họ cũng không tư cách cùng luân hồi lão nhân bọn họ đối chiến. Hơn nữa, thái cổ thời đại tất nhiên bọn họ có thể đánh bại tạp phân thân, cùng chiến lui cửu thiên, vạn tộc nhất phương hồng mông tiên vương khẳng định không ít. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, ma tộc những người này vậy mà cam tâm tình nguyện từ bỏ lục đại tiên thành quyền lợi. Bằng vào điểm này, cũng đủ để cho Tiêu Phàm cải biến đối ma tộc ấn tượng. Những người này đều là thái cổ thời đại A, cái kia hoang cổ thời đại đây. Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Thái cổ thời đại, không thể nghi ngờ là vạn tộc huy hoàng nhất thời đại một trong. Nhưng là, bằng vào bọn họ những người này, cố ý là không thể nào chiến thắng tạp bản thể. Hoang cổ thời đại, thì là lấy đấu thiên, minh vương cùng ma chủ ba vị tiền bối làm chủ, bọn họ đều là cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Tô La suy nghĩ một chút nói. Không đúng, còn có một người. Quân Tuyệt đột nhiên chen lời nói, Tô La sư huynh, người sợ là quên thần vô tận tiền bối. Đúng đúng, còn có thần vô tận tiền bối, cái này nhưng là một cái ngoan nhân, đã từng một thân một mình giết vào khư tộc đại bản doanh, phong hoa tuyệt đại. Tô La trong mắt tràn đầy sùng bái. Tiêu Phàm lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thần vô tận, hắn vậy mà đã sớm đến tiên cấm kiếp địa. Hơn nữa còn sáng tạo ra hết sức tên tuổi, đột phá đến hồng mông tiên vương cảnh. Tiêu huynh, người biết ta người bội phục nhất là ai chăng? Quân Tuyệt trong mắt tỏa ra ngôi sao. Thần vô tận, Tiêu Phàm thốt ra, cổ quái nhìn xem Quân Tuyệt. Không phải, là đại vô thiên ma tiền bối, bất quá đại vô thiên ma tiền bối không phải hoang cổ người. Quân Tuyệt nhếch miệng cười một tiếng, nói, đại vô thiên ma tiền bối đã từng cũng lẻ loi một mình giết vào khư tộc đại bản doanh, hơn nữa đã xảy ra một lần bất ngờ, cái kia chính là 9 ngày một trong khư thiên đột nhiên phục hồi như cũ thức tỉnh. Đại vô thiên ma tiền bối cùng khư thiên hai người chính diện va chạm, chém giết 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, đại vô thiên ma tiền bối sinh sinh mài chết khư thiên, mặc dù khư thiên phục sinh, nhưng là, hắn bản nguyên đại đạo thụ trọng thương, rơi vào thiên vương cảnh. Nghe đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, người nói Khư Thiên, hắn danh tự gọi là Khư sao? Tiêu Giao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, thật sự là Khư cái tên này quá quen thuộc. Hắn đột phá thiên vương cảnh thời khắc, ở bản nguyên thế giới bên trong gặp Khư tộc đại địch, thủ đoạn cùng 10 điểm tiếp cận, hơn nữa còn có thể đem bất hủ thiên địa bi đưa vào bản nguyên thế giới. Mặc dù cuối cùng hắn may mắn thắng được, nhưng tiên linh cũng đã có nói, khư 89 phần 10 còn chưa có chết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không tự chủ được đem khư cùng khư thiên hai người này liên hệ với nhau. Không sai, khư thiên bản danh liền kêu là khư, hơn nữa hắn vẫn là khư tộc. Tô La khẳng định Tiêu Phàm phỏng đoán. Tiêu Phàm nội tâm run lên, khư thực sự là khư thiên. Đã từng hồng mông tiên vương cường giả, khư mặc dù bị đại vô thiên ma tiền bối trọng thương, rơi vào thiên vương cảnh, nhưng là, hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua đi, lấy khư thủ đoạn, hơn phân nửa đã khôi phục. Chỉ là viễn cổ đến nay, đã có rất ít hồng mông tiên vương cấp bậc cường giả hiện thân, chúng ta cũng vô pháp xác định. Nhưng là, đấu thiên tiền bối bọn họ theo thứ tự thức tỉnh, nghĩ đến khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc cửu thiên, cũng sẽ chậm rãi hiện thân. Tô La thở sâu, trên mặt đều là mây đe. Tô huynh, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tô La thần sắc, Tiêu Phàm nhíu mày, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, nội tâm có chút bất an. Vừa đi vừa nói, Tô La thở sâu, nhanh chóng cùng lên thí thần bước chân, ngay sau đó giải thích nói, nơi này chỉ có thể coi là hỗn độn khư địa bên ngoài, các ngươi không cảm thấy cái này bản nguyên tiên tinh quang mang hắn trùng hợp sao? Người ý tứ là, Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên,
trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên lạnh lùng lên. Loại thủ đoạn nhỏ, sẽ để cho không ít tân nhân ăn thiệt thòi. Tô La thở dài. Oanh, vừa dứt lời, phía trước bỗng truyền đến một tiếng nổ vang, năng lượng ba động khủng bố quét sạch mà ra sao. Đồng thời, bọn họ trong mắt hàn quang hào quang đã biến mất, một bóng người nhanh chóng bay vụt mà tới. Quả nhiên là bẫy dập, Tô La kinh hô một tiếng, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Nhưng mà một bóng người càng nhanh, trong nháy mắt bắt được đạo kia bay ngược tới thân ảnh, trừ bỏ thí thần còn có thể là ai? Lão đại, thí thần khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bạch, nửa người nổ tung, vô cùng thê thảm. Tiêu Phàm sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, hắn mới đến, xác thực không nghĩ tới, vậy mà có người ở đây bố trí xuống bẫy dập, cố ý dụ người mắc câu. Hắn không nói tiếng nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Trong sương mù dày đặc, mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra, trên mặt mang hí ngược nụ cười, hướng về Tiêu Phàm bốn người. Các ngươi chơi cái gì? Tô La lạnh giọng chất vấn, phòng bị hướng về sáu người này. Sáu người này hắn có chút lạ lắm, một cái đều không gặp qua. Nhưng là, sáu người trên người tán phát khí tức lại là cực kỳ khủng bố, từng cái đều là Hồng Trần Tiên Vương cảnh, hơn nữa trung gian cái kia nam tử khôi ngô, càng là để hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. La Thiên Tiên Vương, hắn Tô La thế nhưng là đỉnh tiêm Hồng Trần Tiên Vương, nhưng hắn đều có loại này cảm giác, đối phương tuyệt đối là La Thiên Tiên Vương không thể nghi ngờ. Làm gì, trong đó một cái nam tử vóc người gầy nhỏ nhếch miệng cười một tiếng, xem ra là mấy cái tay mơ, đoán chừng lần đầu tiên tới Hỗn Độn Khư Địa. Vạn tộc cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, các ngươi nghĩ phán ra vạn tộc. Quân Tuyệt quát hỏi, đối diện sáu người nghe vậy, chẳng những không có nửa điểm do dự. Ngược lại nhao nhao cười ha hả, dường như nghe được một cái mười điểm buồn cười chê cười. Phản bội chạy trốn, cầm đầu nam tử khôi ngô khóe miệng dương lên, lộ ra tà ác đường cong, giết các ngươi, chúng ta chẳng những vô tội, ngược lại có công. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, nhìn thấy Tô La cùng Quân Tuyệt còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm tiến lên một bước, cắt đứt lời của bọn hắn. Tiêu huynh, các ngươi đi trước, ta tận lực cuốn lấy bọn họ. Tô La thấp giọng nói. Thông chi đại trưởng lão tới đây. Muốn đi, nam tử khôi ngô nhe răng cười một tiếng, phất tay, mặt khác năm người thân hình lóe lên, đem bọn hắn năm người vây ở trung ương. Tô La cùng Quân Tuyệt hai người thấy thế, sắc mặt đại biến. Nếu như đối mặt sáu cái Hồng Trần Tiên Vương, bọn họ năm người hoàn toàn có thể một trận chiến. Nhưng hắn biết rõ mình cùng La Thiên Tiên Vương chênh lệch, mặc dù lực lượng tăng phúc không sai biệt lắm, nhưng đối phương lực bộc phát. Sức bền tuyệt không phải Hồng Trần Tiên Vương có thể so sánh. Dù cho đối phương có thể đủ nhiều phát huy một thành thực lực, cũng là không cách nào vượt qua. Ngược lại là Long Tiêu Vương cùng bị thương thí thần cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ, ngược lại giống như là nhìn người chết nhìn xem đối diện sáu người. Ta có thể cho các ngươi hai viên bản nguyên tiên tinh, thả chúng ta rời đi. Tô La thở sâu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn hiển nhiên đối Tô La chịu thua cử động có chút khó chịu, đối phương chỉ có một cái La Thiên Tiên Vương, muốn giết chết hoặc là phong ấn bọn họ, căn bản không phải tùy tiện có thể làm được. Không chiến trước e sợ, để Tiêu Phàm rất thất vọng. Giết các ngươi, bản nguyên tiên tinh một dạng là chúng ta. Nam tử khôi ngô khinh thường cười một tiếng. Đủ, Tô La há miệng muốn nói, lại bị Tiêu Phàm lạnh giọng cắt ngang, hướng về Tô La nói, mọi người cùng là tiên vương cảnh. Tất yếu sợ hãi sao? Tiêu huynh, Tô La vẻ mặt hổ thẹn, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Về số người, bọn họ 6 người, chúng ta 5 người, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Phàm nhìn chung quanh bốn phía 6 người một cái, trên thực lực, bọn họ dĩ nhiên có một cái La Thiên Tiên Vương, có thể muốn giết chết chúng ta, cũng căn bản không thể nào làm được. Lại càng không cần phải nói muốn phong ấn chúng ta, đã như vậy, vậy ta ngươi còn có cái gì có thể sợ? Không sai, chúng ta căn bản không cần e ngại, lão tử vừa mới đột phá Hồng Trần Tiên Vương, dù sao không chết được, nhiều nhất ngủ say cái vài chục vạn năm mà thôi. Quân Tuyệt cười lớn một tiếng, ưỡn ngực, chiến ý dâng cao. Tô La thở sâu, nói thụ giáo, ngươi hàng năm đợi ở Hỗn Độn Khư Địa, góc cạnh cũng mài không sai biệt lắm, thiếu lúc trước phong duệ chi khí, có lẽ, đây là ngươi không cách nào đột phá La Thiên Tiên Vương nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Phàm lắc đầu. Tô La toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, dường như nghĩ tới điều gì.
Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là thực lực mạnh hơn hắn mà thôi, hiện tại xem ra, Tiêu Phàm tầm mắt cũng đã vượt xa hắn. Vô số tuế nguyệt đến, thân làm Hoang Tiên Thành một thành viên hắn, một mực ở hỗn độn khư địa đơn đả độc đấu, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Hao hết ngàn khó, lúc này mới đột phá Hồng Trần Tiên Vương, đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Hắn góc cạnh xác thực mài đến không sai biệt lắm, mỗi một lần tiến vào hỗn độn khư địa cái này pháp ngoại chi địa, hắn đều không thể không có đầu rút cổ làm người. Nhất là gặp gỡ mặt khác năm đại tiên thành người, hắn cơ bản cũng không dám ngoi đầu lên, thứ nhất là sợ bị người một nhà sát hại, thứ hai là không muốn cùng vạn tộc tu sĩ tự giết lẫn nhau. Bất quá, hắn cũng có điểm mấu chốt của mình, kia liền là gặp gỡ khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc, nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Đây cũng là lần trước hắn y nguyên ra tay trợ giúp vạn tộc hai người tu sĩ nguyên nhân. Ha ha, thực sự là cực kỳ buồn cười, lúc sắp chết, còn ở lại chỗ này giảng đại đạo lý. Nam tử khôi ngô cất tiếng cười to. Lão đại, không dùng cùng bọn hắn nói nhảm, giết bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Một cái khác nam tử gầy nhỏ tức giận quát. Nam tử khôi ngô phất phất tay, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Hô, vừa dứt lời. Nam tử khôi ngô sáu người đồng thời nhào về phía Tiêu Phàm bọn họ. Nhưng mà, có một bóng người tốc độ càng nhanh. Phốc phốc, mấy đạo kiếm mang nở rộ, trực tiếp cắt ra hỗn loạn lực lượng, xuyên qua trong đó năm người thân thể. Tô La bọn họ vốn đã làm xong bính sát chuẩn bị, lại là đột nhiên nhìn thấy sáu người ngừng lại, trên mặt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Ầm ầm, ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, trừ bỏ nam tử khôi ngô bên ngoài. Mặt khác năm người thân thể toàn bộ nổ tung, vô cùng vô tận kiếm khí lôi xé tứ phương. Cái này, liền ngã xuống, Quân Tuyệt bờ môi phát run, nhịn không được hít một hơi lạnh. Tô La ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là năm cái Hồng Trần Tiên Vương A, lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém mất, đây là làm sao thực lực khủng bố. Ngươi, nam tử khôi ngô toàn thân run rẩy dữ dội. Lúc này mới ý thức được bản thân đá trúng thiết bản, nói còn chưa dứt lời, xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một tôn quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, mở ra miệng to như chậu máu. Đây là, nhìn thấy đỉnh đầu tôn kia quái vật khổng lồ, còn chưa chờ Tô La cùng Quân Tuyệt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai người lại là toàn thân chấn động. Ở hai người kinh hãi ánh mắt, tôn kia quái vật khổng lồ trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, đem bốn phía hắc khí cuồn cuộn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, một kiếm bỗng nhiên xuyên qua nam tử khôi ngô mi tâm. Ngay sau đó cái kia quái vật khổng lồ thân hình lóe lên, hóa thành một đầu người hiền lành tử sắc thú nhỏ hiện lên ở Tiêu Phàm đầu vai. Căn thần thức, vạn nguyên huyễn thú, Tô La cùng Quân Tuyệt kinh hãi tột đỉnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, bọn họ không dám vẻn vẹn chỉ là đem Tiêu Phàm xem như một cái cùng thông thường thiên tài. Có thể tu luyện tới Hồng Trần Tiên Vương cảnh chính bọn họ, cái nào không phải thiên tài. Thế nhưng là, bọn họ cũng biết, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch, rất lớn. Khó trách Yêu Tiên Thành đại trưởng lão đối với hắn khách khí như thế, thậm chí tự thân lên cửa thỉnh tội. Khó trách hắn dám xâm nhập hỗn độn khư địa. Thậm chí còn nghĩ đến tiến vào khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc địa bàn. Không phải hắn to gan lớn mật, mà là hắn thật có dạng này thực lực. Liền La Thiên Tiên Vương cảnh đều có thể miểu sát, lục đại tiên thành cùng giai bên trong tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ chút, bọn họ không phải vạn tộc tu sĩ, là khư tộc. Đột nhiên, Tô La kinh hô một tiếng. Thí thần mấy người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy nam tử khôi ngô đột nhiên thân thể một trận vặn vẹo. Ngay sau đó biến thành một đoàn sương mù, đào thoát đi ra. Nhưng Tiêu Phàm há lại sẽ nhường hắn đạt được, kiếm trong tay run lên, đầy trời hắc vụ trong nháy mắt quấy đến vỡ nát. Bất quá lúc này, khư tộc cường đại thiên phú thể hiện ra ngoài, nam tử khôi ngô mạnh mẽ ngưng tụ nhục thân. Bất quá quỷ dị chính là, nam tử khôi ngô không còn là vốn có khuôn mặt, mà là biến thành Tiêu Phàm bộ dáng. Biến ảo vạn vật, đây chính là khư tộc đặc thù năng lực A. Đồ đần đều có thể nhìn ra, bọn họ liền là khư tộc. Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn giết bản vương, còn kém một chút. Nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời cười to, không sai,
vừa vặn chương này khuôn mặt ta đã phiền thấu, đổi khuôn mặt. Tiêu Phàm nhíu mày. Tiêu huynh, cùng Khư tộc một trận chiến, tốt nhất đừng thi triển tất cả thủ đoạn. Tô La thở sâu, bí mật truyền âm nhắc nhở Tiêu Phàm. Khư tộc thế nhưng là có được biến ảo vạn tộc thủ đoạn, hắn giờ phút này biến thành Tiêu Phàm, không cần nghĩ cũng biết, hắn đã nắm trong tay Tiêu Phàm vừa rồi thi triển một kiếm kia. Lấy một kiếm này uy lực, bọn họ những người này, tuyệt đối không sống nổi. Nếu như Tiêu Phàm triển lộ càng nhiều át chủ bài, cái kia Khư tộc cường giả liền sẽ càng mạnh. Tiểu tử, cảm tạ ngươi, ngươi thủ đoạn, so với kia mấy người có thể phải mạnh hơn. Nam tử khôi ngô nhe răng cười một tiếng, xòe bàn tay ra, một chuôi tiên chi lực ngưng tụ trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hiển nhiên, hắn là nghĩ lấy cách của người hoàn chỉ kỳ nhân chi thân. Lời của ngươi nhiều lắm, Tiêu Phàm lãnh đạm đáp lại một câu, thân hình lần nữa tại chỗ biến mất. Khi hắn xuất hiện lúc, đã là ở cái kia Khư tộc cường giả trước người, Tu La kiếm từ mi tâm đâm vào. Vô dụng, ngươi thực lực quả thật không tệ, nhưng ngươi giết không chết bản vương. Khư tộc cường giả khinh thường cười một tiếng, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng, tiếp tục, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Hắn lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm, căn bản không có tránh né ý tứ. Như ngươi mong muốn, Tiêu Phàm lạnh lùng hồi âm, bỗng nhiên, hắn đầu vai vạn nguyên huyễn thú lần nữa động. Khoảng cách gần như thế, Khư tộc cường giả căn bản trốn đều không thể trốn, liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Ở vạn nguyên huyễn thú thôn phệ Khư tộc cường giả trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa nghiền nát hắn nhục thể, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn năng lượng. Chết, Tô La cùng Quân Tuyệt hai người trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đây chính là La Thiên Tiên Vương A, lại bị Tiêu Phàm cho dây. Sợ ngươi răng lợi không tốt, nghiền nát có thể xúc tiến tiêu hóa. Tiêu Phàm vỗ vỗ vạn nguyên huyễn thú đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, vạn nguyên huyễn thú biến mất. Năm cái Hồng Trần Tiên Vương, một cái La Thiên Tiên Vương, hẳn là đầy đủ để vạn nguyên huyễn thú tiến hơn một bước. Chỉ là, Tô La cùng Quân Tuyệt nghe được Tiêu Phàm lời này, lại là khóe miệng giật một cái. Răng lợi không tốt, nghiền nát xúc tiến tiêu hóa. Hóa ra ngươi nhà từ vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có ý rời đi, ngược lại đem Khư tộc cường giả trở thành hắn căn thần thức đồ ăn. Tốt, tiếp xuống mọi người cần phải cẩn thận một chút, vạn tộc người cũng không thể tin. Tiêu Phàm đem mấy người là suy nghĩ kéo lại. Chờ chờ, Tô La đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu huynh, người có thể phân biệt ra khư thú. Nhìn Tiêu Phàm ý tứ, hắn rõ ràng sớm liền nhìn ra nam tử khôi ngô sáu người chính là Khư tộc A. Loại này thủ đoạn. Thế nhưng là liền các đại tiên thành trưởng lão cấp cường giả đều không thể làm được sự tình A. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm, nhưng cũng không có ý giải thích. Có vạn nguyên huyễn thú ở, hắn tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra khư tộc, chỉ cần cảm ứng một lần là được rồi. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là hắn một loại trong đó thủ đoạn mà thôi. Lão đại, dựa vào cái gì chỉ có thể khư thú đánh lén chúng ta cũng có thể đi tập sát khư thú. Thí thần đột nhiên hung tợn nói. Tiếp xuống ta chuẩn bị tiến về hỗn độn khư địa một đầu khác, cần ngươi dẫn chúng ta đi lối vào. Thật lâu, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Tô La há miệng muốn nói, trầm ngâm mấy tức, cắn răng nói, ta và các ngươi cùng đi. Ngươi xác định, Tiêu Phàm cười nhạt nhìn xem Tô La. Ta xác định, Tô La khẳng định nói. Còn có ta, Quân Tuyệt cũng không chút do dự phụ họa. Tiêu Phàm thủ đoạn bọn họ kiến thức qua. Tất nhiên có thể phân biệt khư tộc, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tiến vào hỗn độn khư địa một đầu khác đại khai sát giới, còn không sợ giết nhầm người. Hơn nữa, lấy Tiêu Phàm thực lực, chỉ cần không muốn gặp gỡ hỗn nguyên tiên vương, bọn họ hoàn toàn có sức tự vệ. Mấu chốt là, trải qua sự tình vừa rồi, Tô La yên lặng hồi lâu tâm, cũng có chút sục dịch. Hắn nghĩ mạnh lên, mà đạt tới hắn bây giờ cảnh giới, muốn càng tiến một bước, tài nguyên là một mặt. Một phương diện khác thì là chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể không ngừng tăng lên bản thân, có cơ hội trùng kích La Thiên Tiên Vương cảnh. Vậy liền phiền toái Tô huynh, Tiêu Phàm cười cười, đối Tô La cách nhìn cũng đã xảy ra một chút cải biến. Có Tô La dẫn đường, Tiêu Phàm một nhóm rất nhanh liền đến một cái thông đạo phụ cận. Nói là thông đạo, kỳ thật chỉ là hỗn loạn lực lượng mỏng manh một khu vực mà thôi. Mảnh này khu vực bên trong. Chỉ ít sẽ không uy hiếp đến Hồng Trần Tiên Vương tính mệnh. Nhưng Thiên Vương cảnh phía dưới tu sĩ muốn xuyên qua mảnh này khu vực, vẫn là cực kỳ nguy hiểm.
Tô La sư huynh, ngươi nói, Tiêu huynh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quân Tuyệt Sư Quang nhìn Tiêu Phàm một cái, nhịn không được truyền âm Tô La hỏi. Ta cũng không biết, Tô La hai mắt mê ly, bất quá, đại bộ phận La Thiên Tiên Vương chưa chắc là hắn đối thủ. Thở sâu, Tô La không còn xoắn suýt vấn đề này, tất nhiên làm quyết định, hắn liền sẽ không lui lại. Tiêu huynh, mảnh này khu vực, chính là sáu đầu thông đạo một trong, thông đạo hai bên, có vạn tộc cùng khư tộc cường giả tọa trấn, chúng ta nếu như đi qua như vậy. Tô La cảm thấy vẫn có tất yếu cùng Tiêu Phàm giải thích một lần nguy hiểm trong đó. Đi thôi, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, một bước trực tiếp bước ra mấy trăm dặm. Tiêu Phàm quả cảm, để Tô La hết sức kinh hãi. Nhìn thấy thí thần cùng Long Tiêu Vương cũng không chút do dự đi theo, hắn và Quân Tuyệt tự nhiên không cam rớt lại phía sau. Mặc dù thông đạo khu vực hai bên có cường giả tỏa chấn, nhưng là thông đạo rất rộng, chỉ ít có hơn vạn dặm. Dù cho Hỗn Nguyên Tiên Vương cũng không khả năng thời khắc giám sát phạm vi lớn như vậy. Bọn họ chỉ cần vận khí không kém, hoàn toàn có thể lẫn vào khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc địa bàn. Tiêu Phàm bọn họ không biết là, ở tại bọn hắn bước vào thông đạo khu vực một khắc này, cách bọn họ không xa một ngọn núi phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng kinh nghi thanh âm. Vậy mà cùng người như thế trắng trợn tiến vào thông đạo khu vực. Đỉnh núi, ngồi xếp bằng một đạo hắc bào thân ảnh. Giống như một viên khô thạch đồng dạng, hắn quanh thân ma khí quay cuồng, thấy không rõ khuôn mặt. Cũng khó trách hắn kinh dị, những người khác tiến vào Hỗn Độn khư địa một chỗ khác, đều là lén lút, hoặc là nghĩ biện pháp từ địa phương khác tiến vào. Nhưng trước mắt này năm người lại hoàn toàn tương phản, trực tiếp đạp không mà đi, hoàn toàn không sợ bại lộ thân phận. Hắc bào thân ảnh cẩn thận quan sát năm người, khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, đột nhiên hơi hơi kinh ngạc a. Người này làm sao nhìn qua có chút quen mắt đây. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị lại cẩn thận điều tra lúc, Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh đã biến mất ở chỗ sâu. Hắc bào thân ảnh híp híp hai mắt, hắn suy tư chốc lát, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến Tiêu Phàm thân phận, nội tâm càng hiếu kỳ hơn lên. Hiện tại cũng không phải tiến vào đối diện thời cơ tốt, khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc nguyên một đám cường giả đều đang không ngừng thức tỉnh, hơn nữa, kế hoạch muốn bắt đầu. Hắc bào thân ảnh nói một mình, dường như nói mê. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, mặc kệ, đấu thiên bọn họ đều đã đi, tạp thứ hai phân thân lúc nào cũng có thể thức tỉnh, ta cũng nên làm chuẩn bị. Thông đạo khu vực, Tiêu Phàm năm người tốc độ cũng không có giảm bớt. Tô La cùng Quân Tuyệt hai người tim nhảy tới cổ rồi, bọn họ nhiều lần nhắc nhở Tiêu Phàm thu liếm khí tức, cẩn thận một chút, có thể Tiêu Phàm lại căn bản không để ở trong lòng. Chẳng biết tại sao. Hai người đột nhiên có chút hối hận. Cứ như vậy trắng trợn vượt qua, nhất định chính là chịu chết a. Tô huynh, lối đi này khu vực dài bao nhiêu, tại sao lâu như vậy, một cái quỷ ảnh cũng không thấy đến. Thí thần có chút thất vọng nói. Tô La đắng chát cười một tiếng, thông đạo khu vực trực tiếp liên thông Hỗn Độn khư địa hai bên bên ngoài, chỉ ít có hơn ngàn vạn bên trong, phần lớn người cũng sẽ không từ thông đạo khu vực hành tẩu. Nói đến đây. Tô La chỉ nơi xa nói, từ nơi này xuyên qua thông đạo khu vực, là Hỗn Độn khư địa chỗ sâu, lục đại tiên thành người, cơ hồ đều tại nơi đó hoạt động. Hơn nữa, càng đi chỗ sâu, hỗn loạn lực lượng càng dày đặc, thậm chí có địa phương có thể uy hiếp đến Hỗn Nguyên Tiên Vương. Vô số tuế nguyệt đến nay, vẫn như cũ có không ít địa phương không bị tìm kiếm. Nói như vậy, người còn chưa có đi qua đối diện. Thí thần kinh ngạc nói. Tô La hổ thẹn gật đầu, không có. Nếu như không là vận khí tốt, rất khó từ địa phương khác tiến về đối diện, ngược lại là khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc, bọn họ thường xuyên tới bên này. Khư tộc không nhận hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng sao? Thí thần nhíu mày. Khư tộc tự nhiên thụ hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng, nhưng là Hỗn Độn Tiên Linh tộc bản thân đản sinh tại hỗn độn, có thể trình độ nhất định miễn dịch hỗn loạn lực lượng. Mà khư tộc, đồng dạng có thể biến thành Hỗn Độn Tiên Linh tộc, bọn họ cũng có thể từ địa phương khác đi qua chúng ta bên kia. Tô La thở dài. Nói cách khác, khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc có thể tới vạn tộc một phương, mà vạn tộc người, lại không cách nào tiến vào khư tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc một phương. Thí thần cau mày. Tô La gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Loại này thụ động tính, để vạn tộc đã bị thiệt thòi không ít. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, vạn tộc tử thương, đối với khư tộc mà nói, lại xem như thiếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hỗn Độn khư địa kéo dài hàng trăm hàng ngàn vạn dặm,
dù cho vạn tộc tất cả hỗn nguyên cường giả chấn thủ tại chỗ này, cũng không khả năng thủ tới. Bất quá, ở hỗn độn khư địa giáp danh, lục đại tiên thành thời khắc đều có người giám sát ra vào hỗn độn khư địa tu sĩ, chí ít, bên ngoài là an toàn. Một bên Quân Tuyệt chen lời nói. Nếu là có người biến thành vạn tộc tu sĩ, lại không tiến nhập lục đại tiên thành, cũng chưa chắc có thể phân biệt được a. Thí thần trầm ngâm nói. Cho nên lục đại tiên thành mới quy định, mỗi qua 100 năm, nhất định phải về lục đại tiên thành đưa tin. Quân Tuyệt gật gật đầu. A, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên thấp giọng kinh hô, tốc độ bỗng tăng tốc. Lão đại, thế nào? Thí thần không hiểu, bước nhanh đuổi theo. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm vật trong tay lúc, lập tức trợn tròn mắt, bản nguyên tiên tinh. Không sai, Tiêu Phàm trong tay cũng không phải là hắn vật, chính là bản nguyên tiên tinh, hơn nữa còn là ba cái. Nơi này tại sao có thể có bản nguyên tiên tinh? Tô La trợn tròn mắt. Thông đạo khu vực, hỗn loạn lực lượng mỏng manh, muốn trong thời gian ngắn ngưng tụ bản nguyên tiên tinh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nơi này hàng năm không có người đồng hành, mặc dù có bản nguyên tiên tinh, cũng không có người phát hiện. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích một câu. Tô La cùng Quân Tuyệt hai người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, là vậy, thông đạo khu vực mặc dù là chỗ an toàn nhất. Nhưng là, khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc tiến về vạn tộc một phương, cơ hồ là không đi nơi này. Mà vạn tộc một phương, có rất ít người dám đi qua đối diện, vô số tuế nguyệt tích lũy, tự nhiên là hình thành bản nguyên tiên tinh cũng không có người phát hiện. Lão đại, phát đạt, khẳng định còn có càng nhiều bản nguyên tiên tinh. Thí thần thập phần hưng phấn. Thí thần, người cùng Quân Tuyệt một tổ, Long Tiêu, người cùng Tô La một tổ, xem có thể hay không tìm kiếm càng nhiều bản nguyên tiên tinh. Tiêu Phàm gật đầu nói. Tiên vương cảnh tu luyện, bản nguyên tiên tinh là ắt không thể thiếu đồ vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiêu huynh, nơi này hỗn loạn lực lượng mặc dù mỏng manh, nhưng thần niệm vẫn như cũ bị ngăn trở, chúng ta nếu như đi rời ra, đến lúc đó. Tô La có chút lo lắng. Dạng này, ta ở trung gian, các ngươi phân biệt hướng hai bên, mỗi hơn trăm vạn dặm, liền ở trung gian tập hợp một lần, vạn nhất đi rời ra, ta ở phía đối diện lân cận thông đạo cửa ra chờ lấy. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tốt, Tô La gật gật đầu. Mặc dù Tiêu Phàm nói tới loại này phương pháp vẫn như cũ không đáng tin cậy, nhưng là hắn cũng không muốn bỏ qua tìm kiếm bản nguyên tiên tinh cơ hội. Phải biết, một viên bản nguyên tiên tinh cũng đủ để cho Hồng Trần Tiên Vương sát sinh sát tử, 10 mai cũng đủ để cho La Thiên Tiên Vương liều mạng. Nếu như 100 mai, đoán chừng Hỗn Nguyên Tiên Vương đều nguyện ý máu chảy thành sông, thậm chí Hồng Mông Tiên Vương đều muốn đỏ mắt. Tiêu Phàm duy nhất một lần liền nhặt được 3 cái, ở nơi này rộng chừng mấy vạn dặm. Bề trên nghìn vạn dặm thông đạo khu vực, lại có bao nhiêu bản nguyên tiên tinh đây? Phát đạt, thí thần xoa tay, hưng phấn hướng về bên trái bay đi. Nhìn thấy mấy người rời đi, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười cười. Thiếu Khuynh, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lối đi này bên trong hỗn loạn lực lượng mỏng manh, nghĩ đến không cách nào hình thành bản nguyên tiên tinh. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, có thể có bản nguyên tiên tinh tồn tại. Hơn phân nửa là bởi vì lục đạo luân hồi chi lực. Nếu là như vậy, thôi động lục đạo luân hồi tiên tinh, phải chăng có thể ngưng tụ bản nguyên tiên tinh đây? Lúc này, một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở Tiêu Phàm trong đầu. Ngay sau đó, hắn cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Tiêu Phàm dọc theo thông đạo khu vực một đường phi nhanh, thôi động lục đạo luân hồi tiên kinh, thần niệm đạt đến cực hạn. Trong chớp mắt, phương viên 5.000 dặm phạm vi. Tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu của hắn. So với trước đó, hắn thần niệm trọn vẹn tăng cường gấp 5. Nói cách khác, lấy thực lực như hắn, cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ thông đạo. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có làm như thế, thứ nhất hắn là nghĩ xác minh trong lòng ý nghĩ, thứ hai là hắn không nghĩ ở Tô La cùng Quân Tuyệt trước mặt bại lộ lá bài tẩy của mình. Theo Tiêu Phàm xâm nhập, thông đạo khu vực bên trong, từng đạo lưu quang bắn ra, như là sao băng. Cấp tốc hướng về Tiêu Phàm kích xạ đi. Hắn giờ phút này, liền tựa như một khối nam châm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả bản nguyên tiên tinh. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Tiêu Phàm đã xâm nhập hơn trăm vạn dặm. Mà hắn trên người bản nguyên nghĩ, đã nhiều đến gần 1.000 mai. Nếu là bị người khác biết rõ, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Dù cho một tòa tiên thành, muốn thu thập nhiều như vậy bản nguyên tiên tinh, chỉ ít cũng phải vài vạn năm.
mà Tiêu Phàm vẻn vẹn mất một canh giờ. Tiên tri lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Tiêu Phàm ngừng lại, đắng chát cười một tiếng. Ngay sau đó trực tiếp lấy ra một viên bản nguyên tiên tinh luyện hóa, lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm trên người tiên tri lực rốt cục khôi phục. Hắn y dạng họa hồ lô, tiếp tục tiến lên. Thông đạo khu vực không sai biệt lắm có hơn ngàn vạn bên trong, tìm hắn dạng này siêu tập bản nguyên tiên tinh, 20 canh giờ như vậy đủ rồi. Về phần cùng thí thần ước định của bọn hắn, Tiêu Phàm đã quên hết đi. Mặc dù hắn cơ hồ đem thông đạo bên trong khu vực tất cả tiên tinh bỏ vào trong túi, nhưng hắn vẫn là lưu một chút, dù sao cũng không thể đả kích thí thần bọn họ tính tích cực. Hai ngày về sau, Tiêu Phàm cơ hồ đem thông đạo khu vực đi dạo qua một lần, lại lần nữa quay trở về tới thông đạo khu vực ngay trung tâm. Dựa theo Tô La nói tới, thông đạo khu vực bên ngoài, hẳn là hỗn độn khư địa chỗ sâu nhất rồi a. Tiêu Phàm nhìn qua cách đó không xa, thở sâu. Hắn lờ mờ cảm giác được, phía trước hư không có một cỗ năng lượng kỳ lạ chấn động. Hơn nữa, loại năng lượng này chấn động, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên là lục đạo luân hồi chi lực, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngay sau đó một bước ra ngoài. Ở xuyên qua đạo kia năng lượng ba động sau một khắc, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt cuốn tới. Tiêu Phàm sầm mặt lại, không chút do dự thôi động Tu La cửu biến, trong nháy mắt biến thành Tu La chi thể. Tương xứng, kinh khủng hỗn loạn cương phong đập nện ở Tiêu Phàm trên người, phát ra kim loại va chạm thanh âm, hắn trên người càng là đốm lửa bắn tứ tung. Thật là khủng khiếp hỗn loạn lực lượng, Tiêu Phàm cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Hỗn loạn lực lượng, chính là hỗn độn chi lực cùng thời không chi lực giao hòa mà thành, cơ hồ ở khắp mọi nơi, răng đầy mỗi một tấc không gian, người bình thường thật vẫn khó có thể ngăn trở. Cũng chính là Tiêu Phàm vĩnh hằng tiên thể, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Khó trách Tô La nói, dù cho hỗn nguyên tiên vương tiến vào hỗn độn khư địa chỗ sâu nhất, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, lời này một chút cũng không giả. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối tạp thực lực lại có nhận thức mới. Phải biết, mảnh này khu vực thế nhưng là tạp năm đó một trận chiến tạo thành, dù cho đi qua vô tận tuế nguyệt, hắn còn sót lại lực lượng đều có thể uy hiếp đến hỗn nguyên tiên vương. Vậy hắn thực lực bản thân, lại phải kinh khủng bực nào? Tiêu Phàm không có tiếp tục nghĩ, hắn lần nữa di chuyển bước chân, thẳng đến xâm nhập mấy trăm dặm mới dừng lại. Nơi này cũng không sai biệt lắm, Tiêu Phàm quét bốn phía một cái, ngay sau đó tìm góc vắng vẻ ngồi xếp bằng mà xuống. Lục đạo luân hồi kinh vận chuyển, ở hắn quanh thân ẩn ẩn hiện lên sáu đạo ma ảnh, tạo thành một cái tiểu hình lục đạo luân hồi trận. Chỉ một thoáng, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, bốn phía hỗn loạn lực lượng trở nên càng thêm bạo động lên. Điên cuồng hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Tiêu Phàm mắt không chấp hướng về lục đạo luân hồi trận bên ngoài, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Chớ nhìn hắn ngắn ngủi hai ngày ở thông đạo khu vực bên trong chiếm được hơn vạn mai bản nguyên tiên tinh, nhưng hắn cũng không phải là cỡ nào hưng phấn. Vạn mai bản nguyên tiên tinh đối với một người mà nói, đúng là một cái thiên văn sổ tự, nhưng là nếu như phân đến 1.000 người trong tay, mỗi người cũng mới 10 mai mà thôi. Đối với vô tận thần phủ mà nói, một vạn mai thực sự quá ít. Nếu là mình có thể ngưng tụ bản nguyên tiên tinh, cái kia giá trị hoàn toàn khác biệt. Phải biết, chém giết một đầu tiên vương cảnh thời không yêu thú, cũng mới lấy được một viên bản nguyên tiên tinh mà thôi. Bản thân ngưng tụ bản nguyên tiên tinh, dù sao cũng so chém giết một đầu tiên vương cảnh thời không yêu thú muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Oanh, Tiêu Phàm cực lực điều khiển lục đạo luân hồi trận hấp thu ngoại giới hỗn loạn lực lượng. Từng tiếng to lớn nổ vang truyền ra, lục đạo luân hồi trận không ngừng rung động. Ngay sau đó, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hai viên tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể từ lục đạo luân hồi trận bên trên rơi xuống mà xuống, tràn ngập huyền diệu tiên đạo khí tức. Quả nhiên làm được, Tiêu Phàm kích động vạn phần. Lấy tay một chiêu, hai viên bản nguyên tiên tinh lập tức rơi ở trong tay của hắn, để Tiêu Phàm kinh dị là... Hai mai này bản nguyên tiên tinh vậy mà thuần túy tới cực điểm. Hắn lấy ra trước đó siêu tập được bản nguyên tiên tinh, cùng so sánh, phát hiện mình ngưng tụ hai viên bản nguyên tiên tinh khí tức càng thêm thuần túy. Loại này thuần túy tiên đạo khí tức, đã không thua trước đó chém giết đầu kia La Thiên Tiên Vương cảnh thời không yêu thú lấy được bản nguyên tiên tinh. Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chắc chắn, bản nguyên tiên tinh cũng hẳn là có phẩm giai. Trước đó hắn ở thông đạo khu vực lấy được bản nguyên tiên tinh,
đại bộ phận đều là thông thường phẩm giai. Mà hắn bản thân ngưng tụ bản nguyên tiên tinh, rõ ràng cao hơn một cái cấp độ. Thật phát đạt, lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng nhịn không được kích động vạn phần. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục vận chuyển lục đạo luân hồi thiên tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một ngày, Tiêu Phàm ngưng tụ đến bản nguyên tiên tinh, đã nhiều đến hơn ngàn mai. Mặc dù số lượng so ra kém trước đó ở thông đạo khu vực lấy được, nhưng là chất lượng này, cũng xa không phải phía trước có thể so sánh. Thậm chí, Tiêu Phàm còn ngưng tụ một viên tản ra hỗn nguyên tiên vương cảnh khí tức bản nguyên tiên tinh. Không chỉ có như thế, Tiêu Phàm cảm giác đối lục đạo luân hồi kinh tu luyện, cũng đang không ngừng tinh tiến. Mặt khác, sáu đạo ma ảnh càng ngày càng ngưng thực, chỉ ít nhìn bề ngoài, cùng thực thể đã không có gì khác nhau. Cứ theo đà này, có lẽ không bao lâu, liền có thể đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền hết sức hưng phấn. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề khác, kia liền là bốn phía hỗn loạn lực lượng rõ ràng mỏng manh rất nhiều, ngưng tụ bản nguyên tiên tinh tốc độ đại đại giảm bớt. Nên đổi chỗ khác, Tiêu Phàm đứng dậy, chuyển di trận địa. Ngưng tụ bản nguyên tiên tinh, cần khổng lồ hỗn loạn lực lượng, hắn thời gian không nhiều, tự nhiên phải có hiệu lợi dụng. Thu thập bản nguyên tiên tinh, chỉ là thuận tiện mà làm, hắn mục đích thế nhưng là tập sát khư tộc cùng hỗn độn tiên linh tộc. Nghĩ đến cùng thí thần ước định của bọn hắn, lấy bọn hắn tốc độ xuyên qua thông đạo khu vực, đoán chừng chỉ ít cần thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng, đủ để cho hắn ngưng tụ đầy đủ bản nguyên tiên tinh. Hơn nữa, Tiêu Phàm dã tâm xa hoàn toàn không chỉ như thế. Có lẽ, một lần này có thể nhờ vào đó đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh. Tiêu Phàm điên cuồng vận chuyển lục đạo luân hồi kinh, ngưng tụ bản nguyên tiên tinh. Mỗi một lần tiên chi lực tiêu hao, hắn đều cảm giác bản nguyên đại đạo đều có chỗ tinh tiến. Qua mấy lần, bản nguyên đại đạo chiều dài đã đến gần vô hạn 3.000 mét, tùy thời đều có thể xông phá cái trói buộc này. Mà một khi đột phá 3.000 mét, đó chính là La Thiên Tiên Vương. Mặc dù Hồng Trần Tiên Vương đỉnh phong cùng La Thiên Tiên Vương ở giữa chênh lệch cũng không lớn, vẻn vẹn thực lực vẻn vẹn gia tăng một thành mà thôi. Nhưng là đừng quên, Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo độ rộng thế nhưng là 9.000 mét, chiều dài gia tăng một thành, liền tương đương với tăng lên một cái bình thường tiên vương chiến lực. Bình thường chiến đấu, gia tăng chút thực lực ấy có lẽ không thể hiện được đến, nhưng có đôi khi lại có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm áp chế kích động trong lòng, hắn đã không rảnh bận tâm bản nguyên tiên kinh, đối với hắn mà nói, đột phá La Thiên Tiên Vương cảnh mới quan trọng hơn. Dù sao, bản nguyên đại đạo chiều dài mỗi lần gặp gỡ ba cái chín, đều là một cửa ải. Tỷ như 999 mét, 1999 mét, các loại. Tiêu Phàm tự tin, nếu là có thể bước qua 2999 cửa ải này, không bao lâu, hắn bản nguyên đại đạo liền có thể đại đạo 3999 mét. Thật lâu, Tiêu Phàm tiên chi lực lại một lần nữa hao hết. Hắn không chút do dự luyện hóa mấy cái bản nguyên tiên tinh, khôi phục tiên chi lực, lần nữa để cho mình đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tiêu Phàm phát hiện, bản thân tu luyện lục đạo luân hồi kinh có vẻ như cùng với những cái khác tiên kinh có chút không giống. Linh Hoàng cũng tốt, Tiêu Lâm Trần cũng được, bọn họ lại tu luyện tiên kinh về sau, thực lực thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Mà hắn, lại ngược lại càng ngày càng gian nan. Bất quá nghĩ đến sáu đạo ma ảnh, hắn liền bình thường trở lại. Hắn hiện tại đột phá, thế nhưng là tương đương với 7 người đồng thời đột phá. Sáu đạo ma ảnh mặc dù đều không khác mấy chỉ có được hắn 1/6 thực lực, nhưng là sáu đạo ma ảnh hợp thể, lại không yếu với hắn bao nhiêu. Liền tương đương với Tiêu Phàm có được đối chiến hai cái hỗn nguyên tiên vương thực lực. Oanh, liền khi hắn chuẩn bị tiếp tục vận chuyển lục đạo luân hồi kinh tu luyện thời khắc, nơi xa bỗng truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, bốn phía hỗn loạn lực lượng loạn thành một bầy. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị cắt ngang, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn vận chuyển lục đạo luân hồi chi nhãn, hướng về nơi xa nhìn tới, sắc mặt lập tức hơi đổi. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, có ba người vậy mà tại hỗn độn khư địa bên trong giao chiến, hơn nữa tán phát thực lực cực kỳ khủng bố. Loại này khí tức, hắn chỉ ở đại thần thiên trên người từng cảm ứng thấy. Đỉnh tiêm hỗn nguyên tiên vương. Không đúng, bọn họ so sánh đại thần thiên mà nói. Lại là yếu nhược một chút, nhưng cũng là cực đạo tiên vương. Tiêu Phàm lông mày qua,
hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, sáu đạo ma ảnh biến mất. Đại thần thiên bản nguyên đại đạo độ rộng mặc dù chỉ có 3.000 mét, nhưng có được nắm giữ lấy lục đạo luân hồi chi lực, thực lực tăng gấp bội. Trước mắt ba người này, rõ ràng yếu đại thần thiên một bậc. Bản nguyên đại đạo gấp 3 tăng phúc, chiều dài 1.8 lần tăng phúc, hai người này cũng thì tương đương với phổ thông tiên vương 5 điểm gấp 5 tăng phúc mà thôi. Mà Tiêu Phàm, thế nhưng là có được gần 11 lần tăng phúc. Hắn dĩ nhiên không phải hồng mông tiên vương đối thủ, nhưng là ứng phó mấy cái hỗn nguyên tiên vương, trừ bỏ sức chịu đựng không đủ bên ngoài, hỗn nguyên tiên vương thật đúng là không phải hắn đối thủ. Mà trước thực lực tuyệt đối, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng cùng hỗn nguyên tiên vương chiếu đấu lâu dài. Hô, Tiêu Phàm rút đi tu la chi thể, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Nơi đây hỗn loạn lực lượng dĩ nhiên cuồng bạo, nhưng Tiêu Phàm hữu ý né tránh, căn bản uy hiếp không được hắn tính mệnh. Rất nhanh, Tiêu Phàm cường đại khí tức trong nháy mắt quét sạch cái kia giao chiến ba người. Ba người kia sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa chạm vào tức mở. Trong đó hai người đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn xem người tới. Mà đổi thành một người người khoác hắc sắc chiến bào, cũng là thần sắc đề phòng, thậm chí làm xong tùy thời chạy trối chết chuẩn bị. Bị hai người vây công, hắn máu me khắp người, trạng thái cũng không thế nào tốt. Vạn tộc người, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, cái kia đứng sóng vai trong đó một cái hỏa hồng chiến giáp nam tử, đột nhiên lạnh giọng mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ sát ý. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hai người, ánh mắt rơi vào cái kia độc lập hắc sắc chiến bào nam tử, trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Hắc sắc chiến bào nam tử thấy thế, càng là ngưng trọng tới cực điểm. Ha ha, nguyên lai là người một nhà. Hỏa hồng chiến giáp nam tử đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi tới thật đúng lúc, gia hỏa này rất khó đối phó, hai người chúng ta trong thời gian ngắn đều giết không chết hắn. Lan, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này người đến thân phận, một người là hỗn độn tiên linh tộc, mà đổi thành một người thì là khư tộc. Buồn cười chính là, bọn họ vậy mà đem mình làm là bọn hắn người. Lời này vừa nói ra, hai người kia lông mày nhíu lại, nghe giọng điệu này, cái này cũng không phải người của mình a. Hắc sắc chiến bào nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá cũng không buông lỏng cảnh giác, ai biết hắn có phải là cố ý hay không đây. Hỗn độn tiên linh tộc dĩ nhiên rất tốt phân biệt, nhưng là khư tộc lại là cực kỳ khó chơi. Hắn nếu như biến thành vạn tộc tu sĩ, căn bản không phân biệt ra được. Hơn nữa, khuôn mặt này quá xa lạ, nhưng hắn không thể không hoài nghi. Ngươi là Tiêu Thiên Lân, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hắc sắc chiến bào nam tử hỏi. Hắc sắc chiến bào nam tử hơi sững sờ, đối phương vậy mà biết mình danh tự. Ngươi là ai? Hắc sắc chiến bào nam tử không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được, từ biệt chính là 100 vạn năm, người rất không tệ, vậy mà đột phá hỗn nguyên tiên vương cảnh. Tiêu Phàm cười đáp lại. Tiêu Thiên Lân nghe vậy, càng thêm hồ nghi, thậm chí có chút khó chịu. Hắn liếc thấy liền nhìn ra, Tiêu Phàm chẳng qua là hồng trần tiên vương cảnh mà thôi, mặc dù hắn tán phát khí tức để bọn hắn những cái này hỗn nguyên tiên vương đều có chút kiêng kỵ. Nhưng tu vi chắc là sẽ không gạt người. Nhưng Tiêu Phàm cái kia lão khí hoành thu bộ dáng, dường như đang đối một cái vãn bối soi mói. Hắn Tiêu Thiên Lân dù sao cũng là hỗn nguyên tiên vương, tự nhiên không thích bị một cái vãn bối bình luận. Một cái nho nhỏ hồng trần tiên vương, tự cho là có chút thực lực, cũng dám nhúng tay hỗn nguyên tiên vương chiến đấu. Hỏa hồng chiến giáp nam tử khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa rồi hắn thật đúng là bị Tiêu Phàm tán phát khí thế dọa sợ, bất quá lại nhìn thấu Tiêu Phàm tu vi về sau, liền căn bản không để ở trong lòng. Hồng Trần Tiên Vương, có thể đến nơi đây, đã 10 phần không sai, đáng tiếc, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Một cái khác khư tộc cường giả tà mị cười một tiếng. Tiêu Thiên Lân, ngươi ngăn lại cái kia hỗn độn tiên linh tộc, ta trước làm thịt cái này khư tộc lại nói. Tiêu Phàm căn bản lười nhác nói nhảm, chào hỏi không đánh. Trực tiếp lách mình xông tới. Tự tìm cái chết, khư tộc cường giả nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động đối tự mình động thủ, trong nháy mắt giận tím mặt, một quyền nộ oanh mà ra. Oanh, đón lấy hắn đồng dạng là một cái to lớn nắm đấm, hai cái quyền cương tại hư không va chạm, lập tức phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động, quét ngang tứ phương. Phịch một tiếng nổ vang, ở mấy người trong ánh mắt kinh hãi, khư tộc cường giả là cánh tay trực tiếp nổ tung.
hóa thành đầy trời hắc vụ. Cái này, Tiêu Thiên Lân cùng cái kia hỏa hồng sắc chiến giáp nam tử thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn nha, cái này thật chỉ là một cái hồng trần tiên vương. Cho dù là, đó cũng là tối cường hồng trần tiên vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền